Trương Quốc Long từng giữ chức phó thị trưởng thành phố, có rất nhiều người thân cận, sau khi ông nghỉ hưu, vẫn là một nhân vật rất quan trọng. Trương Phó Khiêm thì vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời mình. Khi hai người họ xuất hiện, nhà họ Triệu càng thêm tự hào và hãnh diện. Chúc mừng sinh nhật nhà Thông gia, Trương Quốc Long và Trương Phó Khiêm thay nhau chúc mừng. Lão phu nhân thậm chí còn nắm tay vợ chồng Triệu Quân Phi và Trương Văn Thao, mỉm cười hãnh diện, đôi mắt cũng nheo lại. Thật đáng ghen tị. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lúc này đang mơ tưởng đến việc con rể của họ cũng sẽ là một nhân vật quan trọng như vậy, khiến cho bọn họ cũng được nở mày nở mặt. Thật không may, đó lại chỉ là một giấc mơ. Những người con rể tốt luôn thuộc về người khác. Đời này kiếp này, họ chỉ có thể gặp được một người con rể như Diệp Quân Lâm mà thôi. Ha ha, con cháu nhà họ Triệu chúng ta thật có quá nhiều người tài giỏi. Đặc biệt là cháu rể, tài năng và thực lực của cháu rể, cả thành phố này cũng không thể tìm được người thứ hai phải không nào. Trước mặt tất cả mọi người, Ngô Mộc Lan tự hào khen ngợi. Triệu Viễn cùng những người khác cũng đồng tình, đúng vậy, cả thành phố này, có thể đạt được vị trí như anh dễ e rằng chỉ có thể tính bằng đầu ngón tay. Trương Văn Thao chỉnh lại cà vạt, cười nói, ông bà đã quá khen rồi. Cháu nghe nói, nhà chúng ta còn có cháu dễ đến từ Tô Hàng, hình như chú ấy cũng rất tài giỏi. Nghe nói đã xây dựng được một tập đoàn lớn từ con số 0. Không biết chú ấy hôm nay có tham dự không? Nói xong, Trương Văn Thao đưa mắt nhìn quanh. Khi nghe thấy Trương Văn Thao đang đề cập tới Diệp Quân Lâm, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan liền cảm thấy không vui. Họ lập tức cúi đầu, kéo Diệp Quân Lâm sang một bên, có tránh sự chú ý của những người khác. Cô chú, hai người đi đâu vậy? Vị cháu rể từ Tô Hàng của ông bà chẳng phải chính là Diệp Quân Lâm, cũng tới đây rồi sao? Ai đó đã vô tình chỉ ra vị trí của Diệp Quân Lâm. Những người bên cạnh liền bát giác lùi lại, để lộ ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại bốn người trong gia đình Lý Văn Uyên. Đột nhiên, hàng trăm con mắt lại đổ dồn về phía Diệp Quân Lâm. Trương Văn Thao mỉm cười khi nhìn thấy anh, liền hỏi, đây là người cháu rể của ông bà từ Tô Hàng tới phải không? Em rể, tôi nghe nói trước đây chú sở hữu khối tài sản đáng giá hàng tỷ, không biết bây giờ thế nào. Chắc cũng đã sớm vượt qua gia sản của cả nhà họ Triệu rồi phải không? Triệu Quân Phi cũng cười nói, đúng vậy, với khả năng của em rể, có lẽ 10 tỷ cũng không phải là một con số lớn. Tiếng bàn tán đột nhiên xuất hiện. Bị rất nhiều người có địa vị cao nhìn chằm chằm đánh giá, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không ngừng toát mồ hôi. Bọn họ cảm thấy vô cùng căng thẳng, cũng rất xấu hổ. Lý Tử Nhiễm có thể nhận ra, những người này đang cố tình khiến Diệp Quân Lâm mất mặt. Cô vốn dĩ định nói đỡ Diệp Quân Lâm, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Diệp Quân Lâm nói, để trả lời câu hỏi của chị cả và anh dễ, em cũng đành nói thật. Quả thực hiện tại em đã sở hữu quá con số 10 tỷ rồi. Đối với Diệp Quân Lâm mà nói, tiền cũng chỉ là những con số. Bao nhiêu tiền, anh chỉ cần nói một câu. Mấy chục tỷ của nhà họ Tiêu anh còn không hề quan tâm, thì một nhà họ Triệu nhỏ bé có thể khiến anh e ngại hay sao? Mọi người xung quanh lại được dịp thảo luận sôi nổi. Ngay khi lời này của Diệp Quân Lâm được nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi thở sâu một hơi. Diệp Quân Lâm thực sự rất mạnh miệng. Có điều những lời này xem ra đều là khoác lác rồi. Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi không hề tức giận. Thay vào đó, Trương Văn Thao chỉ cười rồi hỏi, em dễ thật là biết cách khiến chúng ta tò mò. Không biết chú có thể cho chúng tôi nghe một con số cụ thể được không? Đúng vậy, anh cứ nói ra, khiến chúng tôi ghen tị một chút, cũng khiến ông bà cảm thấy tự hào về anh. Diệp Quân Lâm, đừng nói nhảm nữa. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên gần như vội vàng che miệng Diệp Quân Lâm lại. Nhưng Diệp Quân Lâm lại chậm rãi đưa một ngón tay lên, si ế nhất là con số này. Ít nhất là 10 tỷ sao? Trương Văn Thao hỏi. Không đúng, Diệp Quân Lâm lắc đầu. Đừng nói là, 100 tỷ. Trương Văn Thao đã phải hít vào một hơi khi nói ra con số này. Diệp Quân Lâm cười, anh dễ lại đoán sai rồi, ít nhất cũng phải 1.000 tỷ. Ha ha han. Khi Diệp Quân Lâm nói ra những lời này, tất cả những người xung quanh sau một giây ngạc nhiên liền lập tức bật cười. Lý do nãy giờ mọi người im lặng, là muốn chờ xem Diệp Quân Lâm có thể nói khoác đến mức độ nào. Kết quả là Diệp Quân Lâm thực sự khiến họ cảm thấy ngạc nhiên vì lời ba hoa của anh. Ít nhất 1.000 tỷ ư, đây là đang nói về giá trị tài sản sao? Gấp 100 lần nhà họ Triệu.
Trương Văn Thao cùng ông nội và bố của anh cũng cười lớn. Họ đã từng nhìn thấy những người trẻ tuổi ba hoa về khả năng của mình, nhưng nói quá ở mức độ này, quả thực chưa từng gặp qua. Đừng nói đến sở hữu của một cá nhân, số tiền mà anh vừa nói đến, ngay cả bộ tài chính cũng khó có thể đạt được. Những người khác cũng cười một cách ngạo nghễ, riêng đám người Triệu Viễn thì cười thành tiếng, vô cùng hào hứng. Về phần Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc, sắc mặt của họ đã bị những lời này của Diệp Quân Lâm làm cho tối sầm lại. Điều này thực sự đã xúc phạm đến danh tiếng của họ. Hành động xác láo này của Diệp Quân Lâm đã trực tiếp khiêu khích đến sự uy nghiêm của nhà họ Triệu. Ngô Mộc Lan tức giận nói, cũng đều là cháu rể nhà họ Triệu, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Bà thậm chí còn trực tiếp nói thẳng với Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan, hãy dạy bảo con rể của các người thật tốt. Anh chị không biết rằng điều gì nên và không nên nói trong dịp này hay sao? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan sợ đến mức run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Triệu Nhã Lan bật khóc, nước mắt chảy dài vì xấu hổ và tuyệt vọng. Sai lầm, thật sự là quá sai lầm. Cho dù trước đây vì chuyện của nhà họ Lý, cũng chưa bao giờ bà phải chịu một nỗi hổ thẹn lớn đến vậy. Trong suốt 30 năm qua, chưa ngày nào mà ngừng nghĩ về chuyện có thể trở về gặp gia đình mình. Bây giờ cuối cùng bà cũng có cơ hội. Vậy mà lần đầu tiên trở về gặp gỡ mọi người, bà lại đánh mất hoàn toàn cơ hội này. Triệu Nhã Lan muốn nhận lỗi về mình, nhưng không thể, tất cả sai lầm đều do Diệp Quân Lâm mà ra. Mọi việc, đều do một tay Diệp Quân Lâm đẩy bà vào cơn nguy khốn này. Lý Văn Uyên tức giận nắm chặt tay. Ông tự thề với mình, sai khu buổi tiệc kết thúc, ông nhất định sẽ đánh cho Diệp Quân Lâm một trận. Thật là vô cùng mát mặt. Lý Tử Nhiễm lúc này cũng cảm thấy thất vọng về Diệp Quân Lâm. Anh ấy luôn thích nói những điều đao to búa lớn, vốn dĩ đã trở thành thói quen rồi. Ở nhà họ Lý, anh cũng thản nhiên nói ra con số 10 tỷ. Bây giờ ở nhà họ Triệu, anh lại trực tiếp đề cập đến con số 1.000 tỷ. Anh ấy không biết gì về tiền bạc sao, lại có thể nói ra một con số lớn như vậy. Lý Tử Nhiễm thực sự hối hận. Ngay từ đầu, cô nên nghe theo lời bố mẹ, không nên đưa Diệp Quân Lâm tới dự bữa tiệc này. Quả nhiên vì sự xuất hiện của anh, bố mẹ cô đã xấu hổ không để đâu cho hết. Có điều, không có thuốc dành cho sự hối hận. Đều là cháu rể, nhưng quá khác biệt. Một bên là cháu rể quý, còn một bên là cháu rể ăn hại. Nghe nói Diệp Quân Lâm tính tình xấu xa, thậm chí còn có ý đồ với chị dâu, suýt chút nữa còn giết chết cả bố mẹ nuôi của anh ta. Nhà bọn họ rất nghèo, e rằng cho dù có trải qua 30 năm nữa, lão phu nhân cũng sẽ không bỏ qua cho đứa con gái này. Nghe những lời bàn tán xung quanh, nước mặt Triệu Nhã Lan tiếp tục tuôn rơi không ngừng. Thật đáng xấu hổ, đây chắc chắn là giây phút nhục nhã nhất trong cuộc đời bà. Lý Văn Uyên cũng không khác là bao. Vốn dĩ, ông muốn ở trước mặt nhà họ Triệu tỏa sáng một chút, không ngờ lại gặp phải tình huống mất mặt này. Mau đi vào đi, còn đứng ở cửa làm gì nữa? Mấy người không biết xấu hổ, nhưng chẳng nhẽ bố mẹ cũng không biết xấu hổ ư hay? Trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Học Thành tức giận nói, cảm thấy không thể thay đổi được những người này. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan miễn cưỡng đi vào biệt thự. Triệu Nhã Lan tức giận nói với Diệp Quân Lâm, đừng đi theo chúng tôi. Cuối cùng mọi người cũng tiến vào trong đại sảnh, ổn định chỗ ngồi. Cả nhà Lý Văn Uyên đều ngồi ở một vị trí cách thật xa lão phu nhân cùng cả nhà họ Triệu. Những nhân vật có địa vị càng cao thì càng được coi trọng, có thể ngồi phía trước. Bà xã, lát nữa tôi sẽ tặng quà. Sau khi nhận quà, chắc chắn mẹ sẽ rất vui vẻ. Lý Văn Uyên nói. Triệu Nhã Lan lau nước mắt, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Sau khi khách mời đã tới đông đủ, người dẫn chương trình bắt đầu đọc, tiến hành từng hạng mục của buổi lễ. Tiếp theo sẽ là phần tặng quà sinh nhật. Sau khi người dẫn chương trình thông báo, mọi người bắt đầu tặng quà cho lão phu nhân. Buổi tiệc hôm nay có tới hàng trăm người. Tất cả đều là người thân và bạn bè, cũng là những nhân vật có thực lực đến dự. Quà tặng không chỉ rất đa dạng mà còn đều có giá trị cao. Những lời chúc mừng không ngót vang lên. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lập tức cảm thấy tự tin trở lại. Bởi vì những món quà được mang tới, không ai có thể so sánh với món quà của họ. Một số món còn kém hơn rất nhiều. Đối mặt với những lời chúc mừng này, Ngô Mộc Lan chỉ gật đầu, tỏ ra không mấy quan tâm. Đi, chúng ta mau lên tặng quà thôi.
mẹ vợ nhất định sẽ rất vừa ý. Lý Văn Uyên nói, nhanh chóng đưa Triệu Nhã Lan tới trước để tặng quà. Nhã Lan, em đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhỉ? Trước mặt Triệu Nhã Lan lúc này là chị họ của bà, Triệu Tú Mỹ cùng chồng của bà ta là Khi Triệu. Ha ha, vâng, chị họ, anh dễ, hai người cũng chuẩn bị rất tốt rồi đúng không? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan mỉm cười. Lúc này bọn họ đều tưởng tượng đến cảnh, sau khi Ngô Mộc Lan nhận được món quà này, sẽ không thể ngừng mỉm cười vì vui sướng. Tiếp theo là quà chúc mừng của cháu gái Triệu Tú Mỹ và cháu dễ, một bức thư pháp và bức họa do đích thân Đường Bá Hỗ chắp bút, trị giá 700.000 nhân dân tệ. Ngoài ra còn có một cây nhân sâm 500 năm tuổi. Cuối cùng là Phật Ngọc do cháu gái Triệu Tú Mỹ đã đặc biệt xin từ chân núi Nga Mi, kính chúc lão phu nhân dồi dào sức khỏe. Người dẫn chương trình đọc một loạt những món quà do Triệu Tú Mỹ mang tới. Cả khán phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay. Mọi người đều rất hài lòng với món quà này. Đặc biệt là còn mang tới Phật Ngọc, thực sự rất có tâm. Nghe xong, lão phu nhân cuối cùng cũng mỉm cười, hiển nhiên là rất thích những món quà này. Tú Mỹ, Khi Triệu, ta rất thích món quà của các chùa. Ngô Mộc Lan đích thân lên tiếng. Chỉ có Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan và Lý Tử Nhiễm là chết lặng, không biết phải nói gì. Vì món quà này gần như rất giống với món quà của họ. Có điều, những món quà này đều có giá trị gấp mấy lần những thứ gia đình Lý Văn Uyên chuẩn bị. Đáng sợ hơn là, hai món quà này lại ở ngay hai vị trí liên tiếp trước sau. Nếu lão phu nhân biết được món quà của họ không những giống, lại còn rẻ tiền hơn, thì thật không biết phải trốn vào đâu cho hết xấu hổ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan căng thẳng đến mức thở không ra hơi, mồ hôi lạnh cũng nhanh chóng thấm ướt quần áo. Tiếp theo là quà của con gái Triệu Nhã Lan và con rể Lý Văn Uyên. Hả? Khi nhìn thấy món quà, ngay cả người dân chương trình cũng phải sững sờ. Thật là trùng hợp, sao có thể? Sao vậy, có vấn đề gì với món quà của họ ư? Có người đột nhiên hỏi. Sau khi bình tĩnh trở lại, người dẫn chương trình liền đọc, món quà từ gia đình Triệu Nhã Lan là một bức thư pháp và tranh trị giá 300.000 nhân dân tệ, một cây nhân sâm hoang dã trăm tuổi, và Phật Ngọc được thỉnh từ chùa Đại Văn tại thành phố Tô Hàng. Cha, cũng có chút tâm ý. Món quà do bà ấy và Triệu Tú Mỹ chuẩn bị gần như giống hệt nhau, chỉ là giá trị so ra chỉ bằng một nửa. Ngay khi người dẫn chương trình đọc xong, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để trốn vào. Vô cùng xấu hổ. Thậm chí còn xấu hổ hơn cả tình huống của Diệp Quân Lâm lúc trước. Lúc này, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều không khỏi thở dài. Tại sao số phận lại đối xử bất công với họ như thế? Tại sao họ lại liên tiếp gặp phải những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Những món quà giống hệt nhau, hơn nữa món quà rẻ mạt của họ lại còn ở ngay sau. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng trở nên đỏ đẫn, dường như không thể tiếp tục ở đây thêm một giây nào nữa. Triệu Tú Mỹ và Khi Triệu bất lực nhìn gia đình Lý Văn Uyên. Ngay cả bọn họ cũng không thể ngờ về sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Như vậy là có ý gì? Không phải là đang có tình sao chép quà tặng hay sao? Chuẩn bị những món quà không hề khác biệt, chỉ có sai khác về giá, là muốn lừa gạt người khác phải không? Việc này chẳng phải là đang coi thường lão phu nhân à? Thực sự khiến bà ấy cảm thấy mất mặt. Đang cố ý lấy ra làm trò đùa phải không? Đám đông vô cùng phẫn nộ. Lão phu nhân khít mũi tức giận khi nhìn thấy món quà này của gia đình Triệu Nhã Lan. Nếu không muốn chuẩn bị quà thì có thể đừng chuẩn bị nữa. Vì sao lại làm những việc đáng xấu hổ như vậy? Triệu Kiến Quốc cũng thở dài. Rõ ràng, Triệu Nhã Lan đã làm bẽ mặt họ. Triệu Nhã Lan bây giờ cũng muốn chết đi cho đỡ xấu hổ. Trong chính gia đình ruột thịt của mình, bà vô cùng xấu hổ, không còn chút mặt mũi hay phẩm giá nào. Kể từ ngày hôm nay, điều duy nhất mà bố mẹ có thể nhớ về bà chính là nỗi xấu hổ này. Nếu sớm biết xảy ra những chuyện này, bà nhất định sẽ không tới đây. Tất cả đều là lỗi của Diệp Quân Lâm. Nếu Diệp Quân Lâm không nói một cách khoa trương như vậy, liệu bà có trở nên nhục nhã đến mức này không? Nếu Diệp Quân Lâm thực sự đáng giá tiền tỷ, thì họ cũng không cần chuẩn bị quà nữa. Chỉ cần cậu ta xuất hiện ở đây cũng đã đủ làm cho lão phu nhân vui rồi. Gia đình nhà Trương Văn Thao đứng ngay phía sau. Trương Quốc Long và Trương Phó Khiêm chỉ tùy tiện tặng một số món quà tượng trưng. Tuy nhiên, do thân phận của họ, có thể coi đây chính là món quà lớn nhất.
Ngô Mộc Lan nhìn thấy họ liền vô cùng vui vẻ. Bà nội, cháu rể Trương Văn Thao tặng một đôi Nam Hải Dạ Minh Châu, trị giá hàng chục triệu. Là do cháu đích thân đi hết 10 thành phố lớn tại nước ngoài mới có thể tham gia đấu giá giành được nó. Trương Văn Thao vừa đem tới một cặp Dạ Minh Châu, tất cả mọi người có mặt đều trở nên sôi sục. So với món quà trị giá vài trăm nghìn của nhà Lý Văn Uyên lúc trước, đây hoàn toàn là một sự tương phản, đối lập quá rõ ràng. Lão phu nhân đích thân đến gần, cầm lên hai viên Dạ Minh Châu. Bà nhìn về phía gia đình Lý Văn Uyên, anh chị thấy chưa? Đây mới gọi là một món quà đích thực, cho dù Văn Thao có chuẩn bị một món quà không mấy giá trị đi chăng nữa tôi cũng vui mừng, vì nó được chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan trốn trong góc, thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Họ chỉ hy vọng bữa tiệc sớm kết thúc, để họ có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Diệp Quân Lâm đột nhiên nói với Lý Tử Nhiễm, anh đi ra ngoài một lát. Lý Tử Nhiễm còn chưa kịp hỏi thêm, Diệp Quân Lâm đã biến mất. Trong hội trường, những món quà tiếp tục được đưa lên. Giá trị của những món quà ngày càng tăng cao. Cuối cùng, Triệu Học Thành dâng lên một món đồ trị giá 3 tỷ, thực khiến tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Triệu Viễn và những người khác cũng lần lượt mang quà lên tặng bà nội. So với những món quà trị giá hàng chục triệu, Triệu Viễn đem tặng một thanh kiếm đặc biệt hiếm có. Bà nội, cháu biết bà thích thứ này, nên đã cố ý tìm nó. Triệu Viễn nói. Có tâm lắm, bà rất thích. Ngô Mộc Lan từng là một nhân vật rất tàn nhẫn trên chiến trường, và bà thực sự rất thích thanh kiếm này. Sau cùng, các cháu dâu cháu rể nhà họ Triệu đều mang quà tặng đến, khiến lão phu nhân vô cùng vui sướng, luôn miệng mỉm cười. Lúc này, Trương Văn Thao đột nhiên cười nói, để tôi thay cho những người cháu rể của nhà họ Triệu nói vài lời. Ở đây, tất cả cháu rể đều đã tặng quà cho bà rồi. Vậy còn con rể của cô Nhã Lan thì sao? Diệp Quân Lâm vẫn chưa mang quà tới phải không? Đúng vậy, Diệp Quân Lâm còn chưa dâng quà cho bà. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn của gia đình Lý Văn Uyên, một lần nữa dồn sự chú ý vào họ. Mà, Diệp Quân Lâm đâu rồi? Không phải đã trốn đi rồi đấy chứ? Không đến mức đó chứ? Là vì không chuẩn bị quà gì cho bà ngoại, vì quá xấu hổ nên phải bỏ đi ư? Đúng vậy, lão phu nhân cũng đâu có coi thường món quà của hắn. Mọi người lên tiếng chế nhạo. Ai nói tôi không chuẩn bị quà? Lúc này, một giọng nói truyền đến, vang vọng khắp căn phòng như tiếng sấm. Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều lập tức nhìn sang, thấy Diệp Quân Lâm đang đứng ở lối vào của hội trường. Với điều thuốc trong miệng và hai chiếc túi ni lông đen trên tay, trông anh có vẻ thật giống một kẻ lười biếng vô dụng. Triệu Kiến Quốc, Ngô Mộc Lan cùng mọi người nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, ai nấy đều tỏ ra khinh thường chán ghét. Bình thường, phong cách của họ đều rất chuẩn mực, vì vậy trước bộ dáng rất thiếu phong độ của Diệp Quân Lâm lúc này, thực khiến họ cảm thấy khó chịu. Hai chiếc túi ni lông đen trong tay anh lại rất giống loại túi dùng để đựng rau ngoài chợ, trong chiếc túi đó có thể có món quà tốt đẹp gì chứ? Ha ha, hai cái túi xấu xí đó thật khiến chúng ta buồn cười. Trong đó không biết là có rau hay bánh bao đây? Nhìn thấy hai cái túi ni lông, ai nấy đều cười đau bụng. Trong một dịp như thế này, lại có thể dùng hai chiếc túi bóng đen để đựng quà tặng. Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục rất lớn đối với lão phu nhân. Diệp Quân Lâm, cậu làm cái quái gì vậy? Không cần cậu phải tặng quà đâu. Vì sợ Diệp Quân Lâm tiếp tục gây chuyện, Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên lập tức đứng dậy, muốn tìm cách ngăn cản anh. Sự việc lúc này thực sự đã khiến họ đủ xấu hổ rồi. Hai người họ bây giờ, chỉ có một con đường chết. Ngồi xuống ngay. Đột nhiên, Ngô Mộc Lan trở nên tức giận, Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên chỉ có thể nghe theo. Trương Văn Thao cất tiếng hỏi, bà nội, không biết chú ấy đựng món quà gì trong mấy cái túi bóng đó? Hay là đừng nhận món quà này nữa? Lão phu nhân cố chấp nói, không được, bảo nó tới đây, để tôi xem nó có thể mang tới món quà gì tặng tôi. Đúng vậy, để xem đứa cháu rể này mang tới món quà gì. Em rể, mau lại đây đi. Trương Văn Thao mỉm cười nói. Anh ta rất thích nhìn thấy Diệp Quân Lâm tự biến mình thành một kẻ ngốc. Rốt cuộc, đây cũng là người cháu rể mà năm đó từng được so sánh ngang hàng với anh. Cứ như vậy, cùng với điều thuốc trên môi, Diệp Quân Lâm từng bước đi về phía trước. Nhìn thấy chiếc túi ni lông nặng trĩu, ai cũng thắc mắc thứ bên trong là gì. Khi Diệp Quân Lâm tiến tới gần hơn,
Dương Tống và những người khác ngồi bàn trên đột nhiên nhận ra anh, bọn họ đều trở nên sợ hãi. Dương Tống vô thức đứng dậy, ngay khi anh ấy định bước tới để chào hỏi, liền nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm, lại vội vàng đứng lại. Mọi người cũng tò mò vì hành vi khác thường này của Dương Tống. Triệu Viễn ở bên cạnh liền tỏ ra khó hiểu, đội trưởng, có chuyện gì vậy? Dương Tống im lặng ngồi xuống, không sao cả, chân tôi bị chuột rút. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm cũng đến gần chỗ của lão gia và lão phu nhân. Dám hút thuốc trước mặt ông bà, chú đúng là đang muốn chết rồi. Trương Văn Thao rất khó chịu khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm hút thuốc. Tuy nhiên, Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan đã phát hiện ra điều bất thường. Điếu thuốc mà Diệp Quân Lâm đang ngậm trong miệng dường như là loại thuốc đặc biệt dành riêng cho quân khu. Mùi khói ngào ngạt này, cũng chỉ ở đặc khu quân sự mới có. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan khá chắc chắn về điều này. Giờ phút này, họ thực sự cảm thấy Diệp Quân Lâm có nhiều bí ẩn. Cháu mở nó ra nhé. Diệp Quân Lâm hỏi. Được, hãy mở ra đi. Không biết vì lý do gì, nhưng Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan bỗng nhiên cảm thấy rất mong đợi món quà này. Diệp Quân Lâm mở túi, lấy ra hai hộp thuốc lá và hai chai rượu, đặt chúng trước mặt Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan. Cháu rể Diệp Quân Lâm, kính tặng ông bà hai hộp thuốc lá cùng hai chai rượu. Diệp Quân Lâm nói. Bao bì bên ngoài của hộp thuốc lá cùng chai rượu đều rất đơn giản. Chúng chỉ có màu xanh quân đội, đóng gói cũng rất thô sơ. Nhìn thấy vậy, Trương Văn Thao liền bật cười rồi nói, Diệp Quân Lâm, chú có bị điên không? Thuốc lá và rượu kém chất lượng như vậy mà cũng có thể đem làm quà tặng ông bà hay sao? Mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn món quà, có ý dò xét. Ai nấy đều cùng chung ý kiến với Trương Văn Thao. Chỉ cần nhìn bao bì đóng gói thô sơ, họ có thể nhận ra đó là rượu và thuốc lá kém chất lượng. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lập tức chui xuống gầm bàn khi thấy cảnh tượng này. Chẳng trách, lúc trước Diệp Quân Lâm lại hỏi về sở thích của lão phu nhân. Khi nghe nói về rượu và thuốc lá, Diệp Quân Lâm đã thực sự chuẩn bị hai món quà này. Những thứ đồ kém chất lượng thế này, thực sự lại đẩy họ vào chỗ chết rồi. Lão phu nhân nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ ngay tại chỗ, cũng không bao giờ cho họ thêm một cơ hội nào nữa. Triệu Nhã Lan nóng lòng muốn tự tay giết chết Diệp Quân Lâm. Một người còn nói to, đây chắc chắn là thuốc lá và rượu kém chất lượng. Tuy nhiên, Triệu Viễn, Dương Tống và một vài người khác thì đã nhìn ra điểm bất thường. Mấy thứ này, dường như đều là đồ đặc biệt cung cấp cho quân khu. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy logo hình rồng trên bao bì. Triệu Thanh Phong và Trương Văn Thao liếc nhau cười, ông bà ơi, chúng ta mau vứt món quà thấp kém này đi được không? Giữ nó lại đây thật khiến mọi người nhức mắt. Các người im đi, đột nhiên cả Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan đồng thanh hét lên. Hai người đang cầm lên hộp thuốc và chai rượu, nhìn lên nhìn xuống một cách chăm chú, như thể cả hai đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Thái độ trân trọng như vậy, rõ ràng còn cẩn thận hơn khi cầm hai viên dạ minh châu trị giá hàng chục triệu lúc nãy. Dần dần, đôi lông mày cao có liền giãn ra, khóe miệng khế cong lên. Rõ ràng là nụ cười hạnh phúc từ sâu thẳm tiềm thức. Hai người dường như hạnh phúc hơn khi nhận được bất kỳ món quà nào trước đây. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn theo phản ứng của hai người lúc này. Ai nấy đều tự hỏi, rốt cuộc thứ rượu và thuốc lá này có gì mà quý giá đến thế? Ước chừng một phút sau, Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan mới đưa mắt nhìn nhau, phấn khích nói, đúng rồi, đúng là nó rồi. Diệp Quân Lâm hút một hơi thuốc, cười nói. Không biết ông bà có thích món quà này của cháu không ạ? Thích, rất thích. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan gật đầu lia lịa. Ngô Mộc Lan thậm chí còn cầm lấy micro và mỉm cười tuyên bố, món quà từ cháu rể Diệp Quân Lâm là món quà khiến tôi hài lòng và yêu thích nhất hôm nay. Ngay khi điều này được nói ra, cả căn phòng dường như không thể nói được điều gì, đột ngột rơi vào im lặng. Mọi người đều sững sờ. Ngay cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan, vốn dĩ đang chờ phán quyết. Lúc này còn choáng váng hon cả. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm liền trở nên vô cùng ngạc nhiên. Trương Văn Thao, Triệu Thanh Phong và những người khác còn tưởng mình nghe nhầm, tò mò hỏi lại, bà có nhầm lẫn gì không? Nhìn bao bì và cách đóng gói này, có thể biết đó là thứ đồ có chất lượng không tốt. Làm sao có thể là món quà yêu thích nhất của bà được? Trên mặt bà cụ hiện lên vẻ hưng phấn không kiềm chế được, nâng thuốc lá và rượu trong tay lên. Các cháu vẫn là mấy kẻ không hiểu biết nhiều.
có khi cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy loại thuốc là và rượu này. Triệu Kiến Quốc cũng lập tức phụ họa, bởi vì đây chính là rượu và thuốc lá được chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho quân khu. Thuốc lá, rượu bia đặc sản quân khu đúng là hiếm nhưng cũng không hiếm đến mức như vậy chứ. Trương Văn Thao nói, nếu anh ta muốn, anh ta chắc chắn có thể sử dụng mối quan hệ của mình để có được. Lão phu nhân trừng mắt nhìn anh, hừ, cháu nghĩ đây là rượu và thuốc trong quân đội bình thường sao? Đây là loại rượu và thuốc lá đặc biệt dành cho Viêm Hoàng Thiết Lữ nằm dưới quyền tướng quân Côn Luân, chiến thần của Trung Quốc. Trên bao bì đều có những dấu hiệu đặc biệt, ví dụ như hình rồng trên thân hộp, và logo Côn Luân Viêm Hoàng ở đáy chai rượu. Những người có chút hiểu biết đều hiểu rằng, thuốc lá, rượu cùng các vật dụng đặc biệt của Viêm Hoàng Thiết Lữ đều không có khả năng lọt ra ngoài. Dù có mấy chục tỷ cũng không thể mua được những món đồ này. Đúng vậy, cho dù là người vừa có quyền vừa có tiền, e rằng cũng không thể lấy được thứ rượu và thuốc đặc biệt này. Bọn ta từng uống nó tại nhà của một người lính đã nghỉ hưu của Viêm Hoàng Thiết Lữ, cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên được hương vị đó. Đây thực sự là rượu và thuốc đặc biệt dành riêng cho Viêm Hoàng Thiết Lữ. Ngay khi những lời này vang lên, toàn bộ căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Mọi người đều nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt khó tin. Làm thế nào anh ta có được loại thuốc lá và rượu đặc biệt mà không ai có thể mua được? Điều này chẳng phải là quá thần kỳ hay sao? Lão gia và lão phu nhân một tay cầm thuốc, một tay cầm rượu, giống như là ôm món bảo bối quý giá. Ông xã, chúng ta mỗi ngày chỉ uống một ngụm rượu nhỏ, hút nửa điều thuốc thôi. Những thứ này quá hiếm, tôi sợ sẽ dùng hết mất. Lão phu nhân nói bằng giọng có chút đau khổ. Diệp Quân Lâm cười nói, nếu ông bà thực sự thích mấy món đồ này, cháu có thể lấy tiếp cho ông bà. Ngày nào cũng có thể mang tới. Lần này, sợ ông bà không thích nên cháu chỉ mang tới một ít. Nghe vậy, ánh mắt của hai người gần như bay ra ngoài. Thật chứ, hai người hỏi một cách ngờ vực. Diệp Quân Lâm cười nói, mấy thứ này có rất nhiều, cháu hứa sẽ lấy cho ông bà. Khi buổi tiệc kết thúc, cháu sẽ gửi một xe tới. Mấy thứ này, thực sự tại quân đoàn Thiên Long có rất nhiều. Tuyệt lắm. Chúng ta rất tự hào khi có một đứa cháu dễ như cháu. Sau khi nhìn thấy hai loại rượu và thuốc lá đặc biệt này, lão phu nhân dường như quên hết mọi chuyện. Trong mắt bà lúc này chỉ có Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói, hai ông bà, vậy cứ như thế nhé. Bây giờ mọi người đều đang chờ ông bà đấy ạ. Sau khi được nhắc nhở, cả hai liền nhận ra bản thân đã quá mất bình tĩnh. Ha ha, hai ông bà liền cười ngượng ngùng. Lão phu nhân thậm chí còn chỉ về phía bàn của Lý Văn Uyên nói, Nhã Lan, Văn Uyên, Tử Nhiễm, mau, hãy tới ngồi bên cạnh ta. Đây thực sự là một bất ngờ lớn. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên như thể đang mơ. Bọn họ ngơ ngác đi tới phía trước, ngồi vào bàn của lão gia và lão phu nhân. Lão phu nhân thậm chí còn cao hứng tuyên bố, tôi muốn dùng bữa tiệc sinh nhật này để thông báo một điều quan trọng. Nhà họ Triệu đồng ý cho con gái tôi, Triệu Nhã Lan trở về với gia đình. Triệu Nhã Lan lập tức bật khóc vì sung sướng khi nghe thấy điều này. Bà đã đợi gần 30 năm để có thể nghe được tuyên bố này. Lý Văn Uyên đương nhiên cũng vô cùng phấn khích, gia đình họ Triệu cuối cùng cũng đã chấp nhận họ. Nhìn thấy bố mẹ vui mừng, Lý Tử Nhiễm cũng vô cùng hạnh phúc. Nhã Lan, Văn Uyên, hai con kiếm được cậu con dễ thật tốt. Triệu Kiến Quốc không khỏi khen ngợi. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan rất vui mừng, Quân Lâm, con thực sự đã giúp chúng ta rất hãnh diện. Vừa rồi chúng ta đã trách nhầm con rồi. Bố mẹ, chỉ cần bố mẹ vui vẻ là được. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan im lặng nhìn xung quanh một cách tự hào. Bây giờ còn ai dám cười nhạo họ nữa. Con dễ họ thực sự rất có năng lực, có thể dễ dàng khiến cho lão phu nhân công nhận như vậy. Giờ thì ai nấy đều im lặng ngoan ngoãn, không ai chế giễu họ nữa mà chỉ có thể nhìn họ đầy ghen tị. Đúng lúc này, đột nhiên có người đi vào báo tin. Báo cáo lão gia, bên ngoài có mấy sĩ quan tự xưng là đóng quân ở quân khu Kim Lăng tới đón sinh nhật lão phu nhân. Triệu Kiến Quốc nghỉ hoặc hỏi, anh nói lại xem, thân phận của họ là gì? Dạ, anh ấy tự giới thiệu là Đại tá Long Dã, người đứng đầu quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ cùng một số đại tá nữa. Người giúp việc nói một cách không chắc chắn. Cái gì, người đứng đầu quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ? Cả lão gia và lão phu nhân đều lập tức bật dậy vì ngạc nhiên.
ngay cả Trương Quốc Long, cựu phó thị trưởng cùng Trương Phó Khiêm, phó giám đốc sở tài chính thành phố cũng đều đứng lên. Quân đoàn Thiên Long hiện đang đóng quân tại quân khu Kim Lăng, điều này có rất nhiều những nhân vật cấp cao được biết. Triệu Thanh Phong cùng Triệu Đại Phi liếc nhìn nhau, nghĩ một chút liền nói, anh Viễn, anh thật tuyệt vời. Ngay cả đại tá Long Giã Tử Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng đã tới đây rồi. Anh đã khiến mọi người đều rất bất ngờ đấy. Những người nhà họ Triệu khác cũng hưng phấn nhìn Triệu Viên, anh Viễn, đây là anh cố ý gây bất ngờ phải không? Vậy mà anh còn nói không mời được ai từ quân khu tới. Đúng, đúng vậy, anh Viễn hẳn là có ý giấu chúng ta. Sau đó lại để họ đột nhiên xuất hiện, quả là một bất ngờ quá lớn. Bố mẹ của Triệu Viễn cùng nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng. Lão gia và lão phu nhân đều rất ngạc nhiên khi nghe tin các sĩ quan Tử Viêm Hoàng Thiết Lữ đến dự tiệc sinh nhật. Cả hai cười đến mức khóe mắt đều nheo lại. Hai người nhìn Triệu Viễn, nói, Viễn, cháu làm tốt lắm. Không ngờ hôm nay vẫn còn bất ngờ đến nữa. Thật không ngoa khi nói rằng cháu chính là niềm tự hào lớn nhất của ông bà. Trong hoàn cảnh này, Triệu Viễn dù không muốn cũng đành phải thừa nhận. Nếu cậu không nhận về mình, e rằng sẽ khiến ông bà nội thất vọng. Triệu Viễn đành nén thở dài, gật đầu nói, đúng, đúng vậy. Bà nội, đây là sự kiện cháu đặc biệt chuẩn bị, nhằm tạo bất ngờ cho ông bà. Dương Tống ngồi bên cạnh Triệu Viễn liền sửng sốt. Không phải vì tướng quân Côn Luân mà đại tá Long Giã mới đến đây sao? Anh ấy và Triệu Viễn có quan hệ gì cơ chứ? Dương Tống liền hỏi, Triệu Viễn, chuyện này là thế nào? Cậu thực sự mời họ đến thật à hai? Đúng vậy, đội trưởng, tôi liều thử đến quân khu hỏi, không ngờ lại thành công. Mở miệng nói dối, vậy mà mặt Triệu Viễn không chút thay đổi, tim cũng không hề đập loạn. Lão gia và lão phu nhân đứng dậy chào họ ở lối vào đại sảnh. Lão phu nhân liền cười nói, tôi biết Triệu Viễn của chúng ta rất có năng lực mà. Sau 30 tuổi, nhất định nó có thể thể hiện tài năng của mình. Gương mặt của hai người ngập tràn niềm vui, đó là niềm tự hào sâu thẳm trong tim. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên nhìn thấy điều này liền có chút ghen tị. Mới mấy phút trước, gia đình họ còn đang được lão phu nhân yêu thích là thế, vậy mà lúc này mọi sự chú ý lại đã chuyển hết sang Triệu Viễn rồi. Hai người họ đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm, có chút không vừa ý. Dù sao việc mang rượu và thuốc lá đặc biệt từ Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng không phải một bản lĩnh thực thụ. Mời được các sĩ quan từ Viêm Hoàng Thiết Lữ tới mới được coi là thực sự có năng lực. Đi theo ông bà nội và bố nuôi, Triệu Viễn chỉ có thể nắm chặt tay. Anh thề sẽ làm việc chăm chỉ để biến sự hiểu lầm hôm nay thành sự thật. Vào lúc này, đại tá Long Giã đã tới cổng hội trường lớn. Khi nhìn thấy lão phu nhân, đại tá Long Giã chợt bước tới chúc mừng, Long Giã, người đứng đầu quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ, cùng ba người phụ tá chúc mừng lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đinh Chí Viễn đứng bên cạnh đại tá Long Giã bước lên một bước nói, Đinh Chí Viễn, chỉ huy lữ đoàn tác chiến đặc biệt của quân khu Kim Lăng, chúc mừng sinh nhật lão phu nhân. Theo sau hai vị đại tá, ba người phó tướng cũng lần lượt tới chúc mừng. Lão phu nhân càng thêm mừng rỡ. Những người này đều xuất thân từ quân đội, nếu so Long Giã với Trương Quốc Long, bà vẫn coi trọng Long Giã hơn rất nhiều. Đặc biệt, Long Giã còn đến từ Viêm Hoàng Thiết Lữ, sư đoàn bắt khả chiến bại của Trung Quốc. Điều này thực sự khiến bà nở mày nở mặt, duy chỉ có Triệu Viễn đứng phía sau có chút chột dạ. Anh rất sợ việc nói dối của mình sẽ bị bại lộ. Anh thậm chí không dám chào hỏi gì cả, bởi vì anh chưa từng gặp những người như Long Giã. Triệu Viễn nghĩ tới đây, liền có tình trốn phía sau, rất sợ sẽ bị phát hiện. Lão phu nhân thấy vậy liền kéo Triệu Viễn tới trước, chờ mong hỏi, tôi không biết đại tá Long Giã nghĩ gì về cháu trai Triệu Viễn của tôi. Long Giã nghe vậy liền có chút khó hiểu. Anh thầm nghĩ, lão phu nhân này thật là kỳ quái. Anh thậm chí còn không biết cháu trai của bà là ai, làm sao có thể nhận xét về anh ta. Nhưng khi nghĩ đến việc đây là bà ngoại của vợ tướng quân, Long Giã liền lễ phép nói, Triệu Viễn có cái nhìn sắc bén, tương lai nhất định sẽ trở thành giường cột của quốc gia. Ha ha, thật là giường cột của quốc gia. Nghe thấy đại tá Long Giã đánh giá cháu trai mình cao như vậy, Ngô Kiến Quốc không khỏi cười lớn thành tiếng. Họ Triệu của tôi thật lớn mạnh rồi. Những bậc cha chú của Triệu Viễn vui mừng đến phát khóc. Triệu Thanh Phong, Triệu Đại Phi cùng với những người anh em họ có quan hệ thân thiết với Triệu Viễn lúc này đều thực sự rất phấn khích. Mọi người có mặt để vô cùng vui mừng,
bầu không khí trở nên rất náo nhiệt. Vì đây là đánh giá của đại tá Viêm Hoàng Thiết Lữ. Rất có uy quyền. Lão phu nhân càng ngày càng kiêu ngạo, bỗng chốc đã quên mất chuyện Diệp Quân Lâm tặng rượu và thuốc lá. Vì vậy Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lại tỏ ra khó chịu. Họ vốn là nhân vật chính, lão phu nhân còn rất yêu quý họ. Vậy mà vị trí này, họ còn ngồi chưa ấm chỗ đã phải nhường cho người khác. Lữ đoàn trưởng đặc công Đinh Chí Viễn cười nói, tôi đã nghe đến tên Triệu Viễn từ lâu, cậu ấy sẽ trở thành đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm khi chưa đầy 30 tuổi. Tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Triệu Viễn nghe vậy liền vô cùng vui sướng. Dù mắc sai lầm, nhưng anh đã được Đại tá Long Dã và Đinh Chí Viễn công nhận. Đại tá Long Dã, Đại tá Đinh Chí Viễn, ba vị sĩ quan, xin mời vào. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan nhiệt liệt chào đón. Nhưng Long Dã lập tức từ chối, lão phu nhân, chúng tôi chỉ ghé qua chúc mừng, hiện tại cần phải đi rồi. Lão phu nhân tỏ ra ngạc nhiên, Đại tá Long Dã có chuyện gì gấp sao? Đúng, đúng vậy, lát nữa một vị tướng quân của chúng tôi sẽ tới thị sát quân đoàn Thiên Long mà tôi đang chỉ huy, vì vậy cần phải trở về chuẩn bị. Long Dã đáp, Đinh Chí Viễn gật đầu hưởng ứng, đại tá nói đúng, ngài ấy cũng sẽ tới kiểm tra lữ đoàn đặc công của chúng tôi. Vậy sao, một vị tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ sẽ tới? Đó hẳn phải là một vị tướng lừng danh, tỏa sáng trên chiến trường. Hai vị gia chủ nhà họ Triệu ngạc nhiên kinh hãi. Ngưng lão phu nhân liền nghĩ một chút rồi năn nỉ, chúng tôi không có điều kiện, cũng không có trình độ để có thể tham gia những đợt kiểm tra như vậy. Nhưng đại tá Long Dã có thể cho phép cháu trai Triệu Viễn của tôi đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm được không? Long Dã phân vân một lát, nhưng rồi cũng đồng ý, được, được thôi. Mấy tiếng nữa sẽ bắt đầu kiểm tra, Triệu Viễn hãy đợi tin của chúng tôi. Nhận được sự đồng ý này, lão phu nhân cùng toàn bộ người nhà họ Triệu đều vô cùng hào hứng. Nếu Triệu Viễn có thể đến thăm quân đoàn Thiên Long, nhất định danh tiếng của anh sẽ được mạ vàng, thân phận cũng sẽ thêm phần nổi tiếng. Điều này sẽ rất tốt cho sự nghiệp của anh ấy trong tương lai. Cả nhà họ Triệu cùng nhau tiễn đại tá Long Dã và những người khác. Sau đó, tiệc sinh nhật lại tiếp tục diễn ra. Lão phu nhân lúc này đối với gia đình Lý Văn Uyên thì thờ ơ âu thấy rõ, cùng lắm cũng chỉ nói vài câu với Diệp Quân Lâm. Chủ đề của toàn bộ bữa tiệc sinh nhật lúc này đều chỉ xoay quanh Triệu Viễn. Diệp Quân Lâm chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, anh chỉ chú ý đến những món ăn ngon trên bàn và hào hứng thưởng thức chúng. Nhìn thấy phản ứng này của anh, mọi người lại cảm thấy khó chịu. Cứ như thể anh đã nhịn đói cả một tuần trời. Đặc biệt, ở bàn này còn có Trương Quốc Long, Trương Phó Khiêm cùng một vài nhân vật lớn khác. Diệp Quân Lâm thực sự khiến Ngô Mộc Lan cảm thấy xấu hổ với cách ăn uống của anh. Bà không vui vẻ chút nào. Tuy nhiên, với món quà là rượu và thuốc lá mà Diệp Quân Lâm mang tới, bà liền im lặng, cũng không biết phải nói gì. Nhưng những người khác thì không vậy, ánh mắt ai nấy đều tập trung vào Diệp Quân Lâm. Mọi người đều cảm thấy anh quá bất nhã. Rõ ràng đã được lão phu nhân sủng ái, vậy mà không giữ lại chút danh dự cho bà. Triệu Viễn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, liền lên tiếng, em dễ, tôi có chuyện muốn nói với chú. Lão phu nhân nhìn Triệu Viễn bằng ánh mắt tán thành, đủ để anh hiểu bà muốn gì. Cuộc khủng hoảng được giải quyết, Diệp Quân Lâm cùng Triệu Viễn đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm dùng tăm xỉa răng, lạnh nhạt hỏi. Trước bộ dạng lười nhác của Diệp Quân Lâm, Triệu Viễn thực muốn đấm cho anh một cái. Nhưng ngoài mặt anh ta chỉ cười nói, em rẻ, tôi rất muốn hỏi chú một câu. Làm thế nào mà chú có thể lấy rượu và thuốc lá từ Viêm Hoàng Thiết Lữ? Diệp Quân Lâm cười nhạt rồi nói, tất nhiên là có người mang tới cho tôi. Mang tới, chẳng lẽ là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ? Triệu Viễn khó hiểu hỏi lại. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng vậy, vừa rồi, không phải anh cũng thấy sao? Cái gì, ý chú là đại tá Long Dã? Triệu Viễn trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm, đầy hoài nghi. Đúng vậy, chính là anh ta. Nếu không, anh nghĩ tại sao anh ta lại đến đây? Nhiệm vụ chính khi đến đây là để giao thuốc lá và rượu. Diệp Quân Lâm tiến lại gần, nói nhỏ vào tai Triệu Viễn. Ha ha ha, Triệu Viễn lập tức cười lớn. Tên Diệp Quân Lâm này, so với anh thì trình độ khoác lác còn cao hơn nhiều. Tôi cũng sẽ gửi thêm một xe nữa tới. Diệp Quân Lâm lại nói. Tốt, tốt lắm, chú thật tài giỏi. Triệu Viễn nhìn Diệp Quân Lâm như nhìn một tên hề, nói bằng giọng giễu cợt.
Đại tá Long Dã có thực sự gửi một xe thuốc lá và rượu tới hay không, lát sau sẽ rõ. Rốt cuộc, Triệu Viễn cũng sẽ tới quân khu Kim Lăng. Diệp Quân Lâm đột nhiên cười rồi nói, vừa rồi anh nói Long Dã là do anh mời tới. Nói đến chuyện này, Triệu Viễn có chút hoảng hốt, nhưng ngay cả đại tá Long Dã cũng không vạch trần anh, thì anh còn sợ gì nữa. Đúng vậy, là tôi mời ngài ấy đến sinh nhật bà nội. Triệu Viễn thừa nhận, giọng có chút cay đắng. Nụ cười của Diệp Quân Lâm dường như sâu hơn, đầy ẩn ý. Nụ cười kỳ lạ này thực khiến Triệu Viễn bối rối. Như thể Diệp Quân Lâm đã biết tất cả. Triệu Viễn chột dạ, không dám ở lại lâu nữa, xoay người bước vào đại sảnh. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc sau vài giờ. Lão phu nhân đã cố ý để gia đình Lý Văn Uyên ở lại. Điều này coi như là đã chấp nhận bọn họ. Lý Tử Nhiễm rất vui vẻ, đương nhiên Diệp Quân Lâm thấy vậy cũng rất vui. Triệu Viễn tới chào, ông bà nội, cháu vừa nhận được tin báo từ quân khu Kim Lăng, có lẽ nên đi càng sớm càng tốt. Nhanh lên, mau đi đi, cháu là niềm tự hào của nhà họ Triệu chúng ta. Mọi người nhất định phải học hỏi Triệu Viễn. Bà cụ Hào hứng vỗ tay. Triệu Thanh Phong liền nói, anh Viễn, khi trở về hãy kể lại về những gì anh đã chứng kiến nhé. Sau đó, bà cụ đưa mắt nhìn một vòng kiểm tra, mọi người đều ở cả đây phải không? Mà này Nhã Lan, con rể của con đâu rồi? Mẹ, con cũng không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Triệu Nhã Lan và những người khác giáo giác nhìn quanh, không một ai biết anh đã đi đâu thôi bỏ đi, cứ mặc kệ nó. Dù sao cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng, Ngô Mộc Lan cũng không muốn để tâm đến. Nhưng Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên thì rất tức giận. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để thể hiện, vậy mà tên khốn đó đã biến mất. Đúng là chuyện xấu hắn làm vẫn nhiều hơn chuyện tốt. Lúc này, Diệp Quân Lâm gọi cho Tiêu Thắm, nhờ cô đưa mình tới quân khu thành phố Kim Lăng. Triệu Viễn vô cùng sốt ruột, lái xe với tốc độ nhanh nhất tiến vào nơi đóng quân của quân đoàn Thiên Long tại quân khu Kim Lăng. Khi tiến vào doanh trại, anh như một tên nhà quê ra phố, mọi thứ đều mới mẻ. Anh nhìn đông nhìn tây, không dám động vào một thứ gì vì sợ sẽ làm hỏng những món đồ mà mình không hiểu rõ. Long Dã bố trí một người lính đến hướng dẫn Triệu Viễn. Anh tình cờ đi tới trước cửa nhà kho, bắt gặp một chiếc ô tô đợi ở cửa vào, vài người lính đang bê những thùng hàng lớn lên xe. Nhìn thoáng qua bao bì, Triệu Viễn cảm thấy có chút giống với loại thuốc lá và rượu đặc biệt mà Diệp Quân Lâm mang tới lúc trước. Các đồng chí, xin hỏi đây là cái gì? Triệu Viễn tò mò cắt tiếng hỏi. Ồ, đây là rượu và thuốc lá đặc biệt của Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi. Thủ trưởng yêu cầu sắp xếp một xe, sau đó gửi tới nhà họ Triệu. Người lính vui vẻ trả lời. Nghe thấy mấy lời này, Triệu Viễn cảm thấy như bị sét đánh. Viêm Hoàng Thiết Lữ thực sự sẽ gửi một xe rượu và thuốc lá tới. Đúng như những gì Diệp Quân Lâm đã nói. Thân phận thực sự của Diệp Quân Lâm là gì? Lấy được một hai chai rượu có lẽ không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng cả một xe thì không phải là bình thường chút nào. Triệu Viễn mang theo cảm giác bất an đến sân huấn luyện. Hàng ngàn binh sĩ từ binh đoàn Thiên Long và lữ đoàn tác chiến đặc biệt đã tập hợp, đứng thành từng hàng, với khí thế dũng mãnh bất khả chiến bại. Đặc biệt khi nhìn thấy khí chất của quân đoàn Thiên Long, Triệu Viễn cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào. Niềm kiêu hãnh và máu lửa trong mỗi ánh mắt của họ cũng đủ khiến người ta phát cuồng. Đây chính là đội quân mà anh hằng khao khát. Mỗi một người lính đều cao ngạo đứng đó, hiên ngang bất khuất. Mặc dù lữ đoàn tác chiến đặc biệt là đơn vị đứng đầu trong quân khu Kim Lăng, nhưng khi so với quân đoàn Thiên Long thì còn kém xa. Triệu Viễn cùng một vài người được sắp xếp đứng ở vị trí quan sát. Tất cả đều đang chờ đợi sự xuất hiện của vị tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Nếu không phải vì quy định bảo mật, Triệu Viễn thực sự muốn quay lại tất cả những sự việc này. Anh lúc này đang vô cùng kích động và hào hứng. Mọi người im lặng chờ đợi, suốt cả quá trình không ai dám hé răng nửa lời. Cuối cùng, một chiếc ô tô chạy vào khu vực đóng quân, nhanh chóng tiến tới căn cứ huấn luyện. Từ đằng xa, Triệu Viễn có thể thấy một chiếc ô tô màu hồng đang lại gần. Anh khẽ cau mày, hình như anh đã từng nhìn qua chiếc xe này ở đâu đó. Một lúc sau, anh khá hoang mang, chiếc xe này nhìn rất giống chiếc xe Maserati màu hồng của Tiêu Thắm, tuy nhiên biển số xe không thể nhìn rõ. Chiếc Maserati dừng lại ở căn cứ huấn luyện, một cô gái bước ra khỏi xe. Cô gái đó, không phải chính là Tiêu Thắm sao? Triệu Viễn sững sờ.
nhưng khi nhìn thấy người từ ghế phụ bước xuống, anh còn bàng hoàng hơn, tưởng như đã bị nghẹt thở. Diệp Quân Lâm, sao lại là Diệp Quân Lâm? Hai người bọn họ đang làm gì ở đây? Vị tướng quân cấp cao được nhắc đến, có thể là Diệp Quân Lâm ư? Đúng lúc này, tim Triệu Viễn dường như ngừng đập. Diệp Quân Lâm yêu cầu Tiêu Thắm ở lại chỗ đậu xe, còn anh từng bước chậm rãi đi tới vị trí của quân đoàn Thiên Long cùng lữ đoàn tác chiến đặc nhiệm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang đi tới, tất cả các binh sĩ đều đồng loạt đứng thẳng, nghiêm trang như một thanh kiếm thép. Long Dã và Đinh Chí Viễn bước tới trước mặt Diệp Quân Lâm, báo cáo tướng quân Côn Luân, quân đoàn Thiên Long và lữ đoàn tác chiến đặc biệt của quân khu Kim Lăng đã hoàn thành việc tập kết. Chờ lệnh tướng quân. Cái gì, đại tướng quân Côn Luân? Những lời này rơi xuống giống như một quả bom vừa phát nổ. Đây là một điều vô cùng bất ngờ với tất cả những người đang có mặt ở vị trí quan sát. Ai cũng biết có một vị tướng quân sẽ đến, nhưng không một ai có thể ngờ rằng đó lại là tướng quân cấp cao nhất, tướng quân Côn Luân. Điều khiến Triệu Viễn bất ngờ hơn cả, đó là tướng quân Côn Luân hóa ra lại là Diệp Quân Lâm. Thảo nào Diệp Quân Lâm phớt lờ mọi thứ xảy ra trong bữa tiệc. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Diệp Quân Lâm có khả năng gửi rượu và thuốc là đặc biệt của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Lại càng không hề lạ khi Diệp Quân Lâm nói rằng anh ấy đã yêu cầu đại tá Long Dã mang nó tới nhà họ Triệu. Lý do vô cùng đơn giản, Diệp Quân Lâm là tướng quân Côn Luân. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã đi tới trước mặt binh lính, lớn tiếng nói, nghỉ. Mấy nghìn binh sĩ đồng loạt thực hiện, hiệu ứng thực sự gây sốc. Tôi sẽ không nói những lời dư thừa, mọi người đều từ tiền. Tuyên xuống, vì vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhưng việc huấn. Luyện thì không thể lơ là, mọi người phải luôn sẵn sàng để có thể ra chiến trường bất cứ khi nào cần thiết. Diệp Quân Lâm nói chuyện với quân đoàn Thiên Long. Anh lại nhìn lữ đoàn đặc công rồi cười nói, binh sĩ quân đội. Trung Quốc của chúng ta vô cùng chăm chỉ và vất vả. Lữ đoàn, đặc quân cũng giống như vậy, phải cố gắng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc bất cứ khi nào. Mặc dù Diệp Quân Lâm chỉ nói vài câu, nhưng nó dường như lập tức thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết của các binh sĩ. Côn Luân đại tướng quân! Côn Luân đại tướng quân! Hàng ngàn binh lính hò hét sôi nổi, cảnh tượng kinh thiên động địa, đó chắc chắn là cảnh khó quên nhất trong đời Triệu Viễn. Sau khi kết thúc thị sát, Diệp Quân Lâm tới gặp Triệu Viễn. Đợi lát nữa anh có thể mang xe rượu và thuốc lá về cho ông. Bà! Tuy nhiên, tôi cũng muốn thuyết phục ông bà không nên uống rượu hút thuốc quá nhiều. Diệp Quân Lâm nói. Được, được, tôi. Đối mặt với Diệp Quân Lâm, Triệu Viễn mồ hôi nhễ nhại, miệng lắp bắp không nói lên lời. Sau đó, một chiếc xe chở rượu và thuốc lá được đưa tới, Triệu Viễn lên xe, trở về nhà họ Triệu. Một chiếc xe tải của Viêm Hoàng Thiết Lữ chuyên chở rượu và thuốc lá do Triệu Viễn đưa về. Cháu trai của ta, thực sự quá tài giỏi rồi. Nhà họ Triệu thực sự sắp hóa rồng rồi. Mọi người trong gia đình họ Triệu đều sững sờ khi nhìn thấy xe của Triệu Viễn chất đầy loại thuốc lá và rượu đặc biệt. Lão gia và lão phu nhân thì khỏi phải nói, hai mắt sáng ngời. Chỉ hai hộp thuốc lá và hai chai rượu đã đủ khiến họ vui vẻ quên trời đất. Vậy mà lúc này có tới cả một xe thuốc lá và rượu. Nhà họ Triệu thực sự hóa rồng rồi. Cháu trai ta thật quá tài giỏi. Triệu Học Thành khen ngợi hết lời. Lão gia và lão phu nhân nắm chặt tay Triệu Viễn. Anh ta lộ vẻ ngượng ngùng, bởi vì chiếc xe này vốn dĩ không liên quan gì đến anh ta cả. Triệu Viễn muốn giải thích, ông bà, thật ra những món đồ. Ngô Mộc Lan nghĩ Triệu Viễn sẽ khiêm tốn, vì thế lập tức nói, chúng ta không cần thêm nữa đâu, chiếc xe này cũng đủ dùng cả đời rồi. Đúng vậy, Viễn à, cháu không cần nói nữa. Chúng ta đều hiểu cả rồi. Triệu Kiến Quốc vỗ vai Triệu Viễn, rất hài lòng. Triệu Viễn không thể lên tiếng giải thích, bởi vì trước khi rời khỏi quân khu, anh được yêu cầu ký một thỏa thuận bảo mật. Tất cả những gì anh nhìn thấy ngày hôm nay, đều không thể tiết lộ ra ngoài. Triệu Viễn, chỉ cần cháu nỗ lực làm việc, ông bà nhất định dùng tất cả tài sản của mình để đào tạo bồi dưỡng cháu. Lão gia và lão phu nhân đồng thời phát biểu. Điều này khiến Triệu Thanh Phong và những người khác vô cùng ghen tị. Đương nhiên Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lại càng đố kỵ. Lúc trước chẳng phải Diệp Quân Lâm đã nói sẽ mang tới một xe rượu và thuốc lá hay sao,
bây giờ hắn ta đang ở đâu rồi? Triệu Kiến Quốc tò mò hỏi Triệu Viễn, Triệu Viễn, hôm nay cháu đã gặp ai ở quân khu Kim Lăng? Vị trướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ là ai? Đúng vậy, anh Viễn, hãy kể đi, chúng tôi đều rất muốn biết. Những người khác trong nhà họ Triệu cũng rất tò mò. Triệu Viễn xấu hổ cười cười, ông bà nội, cháu cũng muốn nói cho ông bà biết lắm. Nhưng cháu đã ký hiệp định bảo mật, không thể nói ra thân phận của vị tướng đó. Trời đất, lại còn có cả hiệp định bảo mật ư. Vậy thì e rằng thân phận của vị tướng này, lão gia và lão phu nhân đều hoảng sợ, nhất thời không nói lên lời. Triệu Viễn nói tiếp, nhưng cháu có thể hứa với ông bà, nhà họ Triệu từ nay sẽ cất cánh. Vì vậy ông bà nên đối xử với các chú, gì tốt hơn một chút. Ví dụ như cô Triệu Nhã Lan, chú Lý Văn Uyên. Chỉ khi nhà họ Triệu đoàn kết thì mới có thể phát triển được. Bởi vì tướng quân Côn Luân chính là Diệp Quân Lâm, nên Triệu Viễn mới có thể nói ra những lời như vậy. Anh có ý nhắc nhở phải đối xử tốt với bố mẹ vợ của Diệp Quân Lâm. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan gật đầu hứa hẹn, đó là điều chắc chắn. Chúng ta đã chấp nhận vợ chồng Nhã Lan, bây giờ họ cũng là một phần của nhà họ Triệu chúng ta rồi. Khi nghe thấy điều này, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã phấn khích vô cùng. Cảm ơn bố mẹ. Lão phu nhân liếc mắt, con nên cảm ơn Triệu Viễn. Cảm ơn cháu, Triệu Viễn. Hai người đồng thanh nói. Triệu Viễn chỉ có thể lúng túng cười trừ. Lão phu nhân không khỏi mỉm cười, nhưng con rể của các con cũng có thể tạm chấp nhận được. Rõ ràng, món quà của Diệp Quân Lâm vẫn được bà yêu thích. Trong nháy mắt, nhận được lời khen ngợi từ mẹ, Triệu Nhã Lan rất hài lòng và sung sướng. Lúc này, Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm đã quay lại. Trương Văn Thao chế nhạo nói, em rẻ, tôi nghe nói chú sẽ gửi tới một xe rượu và thuốc lá cho ông bà. Diệp Quân Lâm chỉ vào xe hàng mà Triệu Viễn vừa đưa về, nói, không phải đây sao? Vừa vặn một xe. Triệu Viễn vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Trương Văn Thao lớn tiếng nói, chú đừng ba hoa nữa. Đây rõ ràng là do Triệu Viễn vừa mang về, có liên quan gì đến chú chứ? Đúng vậy, anh thật quá đáng, chúng tôi đều thấy đây là do Triệu Viễn mang về. Hôm nay anh cũng coi như có chút công trạng, nhưng không thể cướp công của Triệu Viễn được. Những người khác đều dồn dắp chỉ trích Diệp Quân Lâm. Triệu Viễn chính là không biết phải mở lời thế nào. Điều này thực sự khiến anh ta vừa áy náy vừa lo sợ. Người này được coi như thần, vì sao mấy kẻ bình thường kia lại có thể bình luận đánh giá anh? Lão phu nhân rất không hài lòng với hành vi của Diệp Quân Lâm, lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm, cậu có thể lấy được thuốc lá và rượu đặc biệt, cũng coi là có khả năng một chút. Chỉ cần cậu đi đúng đường, tương lai còn có hy vọng. Nhưng cậu đừng có lợi dụng người khác, khôn lỏi không tốt. Triệu Kiến Quốc cũng nhìn Triệu Nhã Lan rồi nói, các người cũng nên dạy bảo bọn chúng tốt hơn. Dù sao thì bây giờ Tử Nhiễm cũng rất có triển vọng. Dạ, bố mẹ, chúng con hiểu rồi. Nhìn thấy cả nhà Diệp Quân Lâm rời đi, lão phu nhân liền hỏi, Triệu Viễn, con nghĩ thế nào về Diệp Quân Lâm? Triệu Viễn liền kinh hãi, sao anh dám nói về người này được? Cháu không có ý kiến gì. Triệu Viễn đáp. Lão phu nhân lại hỏi, Trương Văn Thao, vậy cháu nghĩ thế nào về hắn? Trương Văn Thao có vẻ trầm ngâm, sau đó nói, từ việc anh ta có thể chuẩn bị rượu và thuốc lá đặc biệt, chứng tỏ Diệp Quân Lâm này cũng có một chút năng lực. Nhưng người ta vẫn nói thời gian có thể thay đổi con người. Sau 6 năm ngồi tù, e rằng những điểm mạnh của anh ta cũng đã không còn như trước rồi. Bây giờ trở lại, còn nhiễm rất nhiều tật xấu. Cháu e rằng anh ta khó có thể phát triển được. Lão phu nhân gật đầu đắc ý, cha, bà cũng nghĩ vậy. Mọi người lần lượt ra về. Khi nhà họ Triệu đề nghị đưa gia đình Lý Văn Uyên về bằng xe tiêng, Lý Tử Nhiễm đã từ chối. Cô muốn trở về bằng đường sắt cao tốc. Lý Tử Nhiễm chủ yếu muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi Diệp Quân Lâm đi qua cổng kiểm tra an ninh lần này. Mọi người cùng nhau đến cửa kiểm tra an ninh, Lý Tử Nhiễm đặc biệt để Diệp Quân Lâm đi qua trước. Khi anh có thể dễ dàng vượt qua, lập tức khiến Lý Tử Nhiễm vô cùng sửng sốt. Anh đi ra đi, thử lại một lần nữa. Lý Tử Nhiễm nói, Diệp Quân Lâm không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý cô, nhưng chuông báo động vẫn không hề kêu. Lý Tử Nhiễm rất ngạc nhiên, như vậy là suy đoán của cô đã sai rồi ư. Trên thực tế, ngay sau khi Diệp Quân Lâm rời đi ngày hôm đó, hệ thống cảnh báo liền bị loại bỏ.
Diệp Quân Lâm sẽ không bị cảnh báo khi anh đi qua cổng kiểm soát nữa. Vừa bước lên đường sắt cao tốc, Long Dã đã gửi tin nhắn, các sếp lớn của quân khu Kim Lăng và các nhân vật lớn của chính quyền thành phố đã biết tin Diệp Quân Lâm đến, liền tức tốc tìm tới. Nhưng khi họ đến, Diệp Quân Lâm đã rời đi. Nói với bọn họ, lần sau khi tôi tới Kim Lăng, sẽ thông báo cho họ trước. Diệp Quân Lâm nhanh chóng trả lời tin nhắn. Trên đường sắt cao tốc, Triệu Nhã Lan nói, Tử Nhiễm, con nên chú ý những lời các bác và mọi người nói. Có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Văn Uyên thở dài rồi nói, các bác của Tử Nhiễm đều đề nghị nó nên tách khỏi nhà họ Lý và thành lập một công ty mới. Đây đúng là một ý kiến hay. Đáng nhẽ cô ấy phải làm vậy từ sớm mới phải. Diệp Quân Lâm lập tức đồng ý. Trong mắt Diệp Quân Lâm, nhà họ Lý chính là một đám sâu mọt, ăn bao nhiêu cũng không đủ no. Lý Văn Uyên lắc đầu, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Bộ tôi có cổ phần ở công ty của Tử Nhiễm, sẽ rất khó để có thể tách ra. Lý Tử Nhiễm cũng lo lắng về điều này, cô cũng rất hiểu ông nội mình. Tử Nhiễm, em hãy cứ mạnh dạn làm đi, anh sẽ lo liệu những chuyện khác. Diệp Quân Lâm ngồi lại gần Lý Tử Nhiễm và nói. Hiện tại, anh không lo lắng về đám người hút máu nhà họ Lý, mà lo ngại sự trả thù của phòng thương mại Tô Hàng. Hiện tại tập đoàn Quân Lâm đã thu hút nhiều sự chú ý, chắc chắn phòng thương mại Tô Hàng sẽ chú ý tới tất cả các mặt của tập đoàn. Hơn nữa Lý Tử Nhiễm cùng Phạm Đại Thành lại xảy ra mâu thuẫn, nhất định sẽ khiến bọn họ có lý do trả thù. Sau khi Diệp Quân Lâm trở về Tô Hàng, Kỳ Lân đã báo với anh, sau khi thảo luận, quyết định 3 ngày nữa sẽ sáp nhập tập đoàn Quân Lâm với xí nghiệp của nhà họ Diệp, đặt tên là tập đoàn Vân Đình. Tên gọi này chính là để tưởng nhớ về Lục Vân Đình. Diệp Quân Lâm sẽ dùng tập đoàn Vân Đình để đánh bại phòng thương mại Tô Hàng. Nó sẽ đồng nghĩa với việc Lục Vân Đình đích thân dẫm lên sự thất bại của phòng thương mại Tô Hàng. Diệp Quân Lâm hiểu rằng động thái này chắc chắn sẽ thu hút sự cản trở của phòng thương mại Tô Hàng. Đến lúc đó, chính anh sẽ xuất hiện tham dự buổi lễ. Việc đổi tên của tập đoàn Quân Lâm đã gây ra vô vàn rắc rối trong 2 ngày vừa qua, điều đặc biệt chính là phải đổi tên thành tập đoàn Vân Đình. Những người hiểu rõ nội tình bên trong đều nghi ngờ lần đổi tên này có lẽ là nhắm tới nhà họ Tiêu và phòng thương mại Tô Hàng. Đây rõ ràng là muốn trả thù. Theo tin tức nội bộ được truyền đi, người phụ trách của tập đoàn Quân Lâm tên Lục Nam Hiên, chưa từng xuất hiện ở thành phố Tô Hàng bao giờ. Mọi người đều bán tin bán nghỉ không chừng Lục Nam Hiên là người có quan hệ họ hàng thân thiết với Lục Vân Đình. Bởi vì có ai đó đã tra ra được thông tin ngày trước ba mẹ của Lục Vân Đình từng sống ở một nơi hẻo lánh trong thành phố mà hiện tại lại đang sống tại biệt thự xa hoa, đắt địa nhất ở phía đông. Ngoài ra, công ty Hoa Đình do Lý Tử Nhiễm điều hành cũng được tập đoàn Quân Lâm rót vào nguồn vốn vô cùng lớn. Loạt tin tức trên đều cho thấy rõ mối quan hệ giữa Lục Vân Đình và Lục Nam Hiên rất tốt và bọn họ đều đang nhắm đến phòng thương mại Tô Hàng. Hồ Thiên Đảo ở Tô Hàng là một hòn đảo nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi thuyền bè và có khoảng hơn 100 người mặc áo đen đang đứng vây tứ phía. Bên hông đều phình to bát thường, chứng tỏ trong tay mỗi người đều thủ sẵn vũ khí. Thậm chí ở phía trên thi thoảng còn xuất hiện vài chiếc trực thăng có nhiệm vụ đi tuần tra và bảo vệ. Điều đáng sợ nhất chính là toàn bộ Hồ Thiên Đảo ngày hôm nay đã có người bao trọn. Những người đó hiện tại đều đang có mặt trên hòn đảo nhỏ này. Trên đảo bấy giờ có 6 người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi vô cùng an tĩnh, tập trung câu cá. Mà phía sau lưng họ có 11 người đang đứng. 7 người này chính là 7 vị giám đốc của phòng thương mại Tô Hàng. 4 người còn lại là người thừa kế gia tộc, theo thứ tự là nhà họ Hàn, nhà họ Du, nhà họ Tần và cuối cùng là nhà họ Lôi. 4 người đàn ông đang câu cá lần lượt là Hàn Thiếu Côn, Du Bát Quần, Tần Chính Lâm và Lôi Thiên Tuyệt. Trong bảng xếp hạng những gia tộc giàu có nhất ở thành phố Tô Hàng, 4 vị này tuyệt đối là người đứng đầu. 4 vị này so với Tiêu Quốc Phổ đến từ nhà họ Tiêu thật sự lợi hại hơn rất nhiều. Gia tộc họ Tiêu được biết đến như là gia tộc trục tỷ. Mà tài sản của 4 nhà Hàn, Du, Tần và Lôi đều là gia tộc sở hữu 100.000 tỷ. Bọn họ là người thành lập nên phòng thương mại Tô Hàng. Tóm gọn lại, bọn họ nắm giữ trong tay hơn một nửa huyết mạch kinh tế tại thành phố Tô Hàng. Bốn vị đến từ 4 gia tộc khác nhau này mới chân chính là người một tay che khoát trời. Thân phận của 2 người đánh cá cùng 4 vị kia cũng chẳng hề kém cạnh chút nào. Phó Long Hành, cựu lãnh đạo của thành phố Tô Hàng,
hiện tại đã rời khỏi vị trí chính thức, lui về phía sau hậu trường. Phó Long Hành có vô số học trò, con cháu hiện tại đều giữ những chức vụ nhất định ở thành phố Tô Hàng. Ngay cả chỉ huy Chu Ngọc Hằng cũng là học trò của ông, hiện tại vẫn thường hay tìm đến ông để xin được chỉ dạy nhiều hơn. Một câu nói của Phó Long Hành hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố Tô Hàng. Người còn lại được gọi là Trịnh Hướng Quân, Phó Tổng Tư lệnh quân khu Tô Hàng. Do xảy ra vấn đề trong việc điều động, hiện tại vị trí Tổng Tư lệnh quân khu Tô Hàng vẫn đang bị bỏ ngỏ. Vì vậy, xét về chức vị hiện tại thì Trịnh Hướng Quân chính là người nắm trong tay quyền lực lãnh đạo cao nhất. Hai vị này tình cờ lại là bạn học của Lôi Thiên Tuyệt. Cuộc hẹn câu cá giữa sáu người diễn ra rất thường xuyên. Cách đó không xa chính là một đội vệ sĩ xếp hàng dài, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Sáu người này, chỉ cần bọn họ đưa ra quyết định liền có thể khiến cho toàn bộ thành phố Tô Hàng phải rúng động. Sự thật chính là như vậy. Rất nhiều việc ở thành phố Tô Hàng này đều do sáu người thương lượng và quyết định. Bốn gia tộc giàu có nhất và phòng thương mại Tô Hàng có thể lớn mạnh đến mức này đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ đã trải rộng khắp mọi ngõ ngách tại thành phố Tô Hàng, tai mắt ở khắp mọi nơi. Bất kể là ở tầng quân khu cao cấp hay xuống nơi phố phường hẻo lánh, tất cả đều có sự nhúng tay, thâm nhập của phòng thương mại Tô Hàng. Bởi thế cho nên mới có câu, ở Tô Hàng nếu như dám động tới phòng thương mại Tô Hàng thì điều đó tương đương với việc động tới người đứng đầu thành phố Tô Hàng. Nhà họ Tiêu so với thế lực này hoàn toàn bất đồng. Căn bản ngay cả chuyện nhỏ cỏ tận gốc cũng rất khó khăn. Muốn ép phòng thương mại Tô Hàng sụp đổ vốn dĩ là chuyện không dễ dàng, bởi Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quần chính là người luôn đứng ở phía sau để hậu thuẫn, hỗ trợ cùng bảo vệ. Dựa trên quan sát mà nói đây chính là chuyện không thể nào. Nhưng bọn họ vẫn không thể nào ngờ người mình sắp đối đầu chính là Diệp Quân Lâm. Vị tướng ngũ tinh duy nhất trong lịch sử. Chiến thần Côn Luân, trấn áp mọi thứ. Lúc này, Lôi Thiên Tuyệt bất ngờ câu được một con cá. Sau khi bỏ cá vào cái gùi đặt phía sau, ông ta nhìn Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quần, mỉm cười nói chuyện. Anh Phó, anh Trịnh à, không biết gần đây hai người có nghe nói về chuyện đã xảy ra ở thành phố Tô Hàng hay chưa? Phó Long Hành là người có mái tóc hoa râm, ông khẽ di chuyển cần câu, nhướng mày nghi ngờ xen lẫn bối rối. Anh Lôi, anh đang muốn nói tới chuyện nào? Chuyện của Phạm Đại Thành, người làm việc ở phòng thương mại Tô Hàng hay chuyện tập đoàn Quân Lâm phải đổi tên thành tập đoàn Vân Đình? Đừng nghĩ Phó Long Hành lui về sau thì sẽ không biết chuyện gì, ông ta hoàn toàn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Hàn Thiếu Côn nở nụ cười đầy ẩn ý. Thật ra thì, anh có thể gộp hai chuyện này trở thành một chăng hạn. Phó Tổng Tư lệnh quân khu thành phố Tô Hàng Trịnh Hướng Quần nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi. Không lẽ chuyện này do Lục Nam Hiên, người phụ trách của tập đoàn Quân Lâm đứng sau chuyện này? Du Bát Quần gật đầu. Có lẽ là vậy, theo thông tin tôi nhận được thì có vẻ như mối quan hệ giữa Lục Nam Hiên và Lục Vân Đình là mối quan hệ chú cháu. Hiện tại đối phương muốn đổi tên tập đoàn Quân Lâm thành tập đoàn Vân Đình, đây cũng là cách để bọn họ giúp đỡ cho người anh em tốt của Lục Vân Đình là Diệp Quân Lâm. Đầu tư vào công ty của Lý Tử Nhiễm cũng là để dọn dẹp đám người Phạm Đại Thành và Trác. Tần Chính Lâm nói thêm, mấy ngày gần đây, sau khi hỏi thăm nhà họ Tiêu thì chỉ cần người của tôi đề cập tới việc sản nghiệp nhà họ Diệp cũng như về tập đoàn Quân Lâm thì bọn họ đều nhất trí ngậm miệng, chẳng hé răng lấy một lời. Chỉ là, bọn họ nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, bởi lần này rất có thể gặp phải đối thủ rồi. Lôi Thiên Tuyệt đưa ra kết luận. Tóm lại, tên Lục Nam Hiên thần thần bí bí này là một nhân vật rất lợi hại. Có thể đem Phạm Đại Thành nhốt lại. Sau đó từ trong tay nhà họ Tiêu đoạt lại sản nghiệp nhà họ Diệp cũng như tập đoàn Quân Lâm, đây không phải là chuyện dễ dàng. Đây là thông tin mà bọn họ hiện tại đang nắm giữ. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Bởi vì ngay cả các tập đoàn lớn lẫn gia tộc có tiếng vẫn đều chưa biết về chuyện tập đoàn Quân Lâm đã đổi chủ. Trịnh Hướng Quần đột nhiên nở nụ cười. Nói thật, qua lại với mọi người đã nhiều năm như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy bốn người lộ ra biểu cảm nặng nề thế này đấy. Phó Long Hành gật gù tán thành ý kiến này. Đúng là thế thật, điều này nói rõ thân phận của Lục Nam Hiên cùng quyền lực mà đối phương nắm trong tay đủ để gây áp lực lên mọi người. Hàn Tiêu Côn cười khẽ. Áp lực thì có nhưng chỉ đơn giản là quan tâm, chú ý đến mà thôi. Còn để gây uy hiếp, thì vẫn chưa đủ. Lôi Thiên Tuyệt vuốt chòm râu dài, trắng muốt của mình,
vừa vuốt vừa bật cười. Đương nhiên, cho dù có là thiên vương tới đi nữa cũng không thể nào lay chuyển phòng thương mại Tô Hằng được. Phó Tổng Tư lệnh Trịnh Hướng Quần gật đầu. Đúng, muốn khiến phòng thương mại Tô Hằng bị ảnh hưởng sụp đổ là chuyện không thể. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì vẫn là không thể. Bọn họ đã làm một phép tính toán rất rõ ràng. Nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu chỉ như những cây con mới vừa trưởng thành. Chỉ cần dựa vào bọn họ liền có thể nhổ tận gốc dễ dàng. Mà phòng thương mại Tô Hằng lại chính là cây đại thụ ngàn năm, ước chừng hơn 10 người ôm chặt lấy mới có thể vây nhốt, muốn dùng người để trừ khử bọn họ là chuyện viễn vông vô cùng. Dù bất quần khẽ cong khóe môi, lời nói ra mang theo sự tàn nhẫn. Tuy rằng đối phương không tính là uy hiếp nhưng Lục Nam Hiên như một cái đinh vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nằm dưới chân, khiến chúng ta vô tình dẫm phải, đau nhói một hồi. Người này, chúng ta bắt buộc phải loại bỏ, càng sớm càng tốt. Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quần đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời của Du Bất Quần, cười trả lời. Kiểm tra thân phận thật sự của Lục Nam Hiên, loại chuyện này chúng tôi đương nhiên làm được. Sau đó, Trịnh Hướng Quần bất ngờ câu được một con cá, trực tiếp quăng vào gùi của Du Bất Quần đang đặt bên cạnh mình. Chúng tôi sẽ phụ trách bắt cá cho mọi người, còn chuyện phóng sinh hay giết chết là việc do mọi người tính toán, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Trịnh Hướng Quần so sánh con cá với Lục Nam Hiên. Bốn người ở hội của Lôi Thiên Tuyệt gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với việc này. Sau khi đã bàn bạc kỹ càng về vấn đề này, bọn họ lại thảo luận sang đề tài mới. Vị chiến thần, tướng quân Côn Luân trong truyền thuyết đã đến và ở tại thành phố Tô Hằng này lâu tới như vậy rồi. Thế mà chúng ta tới một lần gặp mặt cũng chưa từng, cảm giác xấu hổ quá đối đi. Lôi Thiên Tuyệt Lực bắt tòng tâm than thở. Đúng, tôi rất muốn được một lần nhìn thấy gương mặt ấy. Mặc kệ những chuyện khác, chỉ là tôi muốn diện kiến xem tướng quân Côn Luân trông như thế nào thôi. Hàn Thiếu Côn cũng lên tiếng. Phó Long Hành cười trả lời. Đừng nói là mọi người, ngay cả người giàu có nhất tại đây là Trần Vạn Tam từng đích thân mời tướng quân Côn Luân tới nhưng đều bị mời trở về. Lúc này, Trịnh Hướng Quần đã bật cười thành tiếng. Nói ra sợ mọi người không tin, ngay cả tôi là người có địa vị cao nhất tại quân khu Tô Hằng nhưng kết quả chính là cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng gặp qua tướng quân Côn Luân. Đối phương đúng là hoạt động ở quân khu Tô Hằng, thậm chí còn tổ chức diễn tập quân sự, vậy mà lại trực tiếp bỏ qua tôi và chuyển sang điều quân binh đoàn 1. Phó Long Hành cảm thấy kinh ngạc. Tới ông mà cũng chưa thấy được người bằng xương băng thịt sao? Trời ạ! Nghiêm túc mà nói thì thân phận tôi chưa đủ cao để đứng trước mặt tướng quân Côn Luân. Ngay cả thiếu tướng Thanh Long kém hơn tôi một bậc thì khi gặp đối phương tôi vẫn phải khí khách hành lễ. Bởi vì đây chính là quân đoàn mạnh nhất Trung Hoan. Trịnh Hướng Quần trả lời. Lôi Thiên Tuyệt lắc đầu thất vọng. Xem như chúng ta không có cơ hội rồi. Ngay cả anh Trịnh còn không có dịp để nhìn thấy, huống hồ gì là chúng ta cơ chứ. Trịnh Hướng Quân bắt giác nở nụ cười mờ ám. Không, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Vài ngày nữa, vị trí tổng tư lệnh quân khu Tô Hằng sẽ có người nắm giữ, làm lễ nhậm chức. Tướng quân Côn Luân chắc chắn sẽ đến dự vào hôm đó. Nghi thức tiêu chuẩn, chỉ số ít người được tham gia, mọi người chắc sẽ được thôi. Trịnh Hướng Quân báo tin. Thật ư, thế thì tuyệt. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân ở ngoài rồi. Mọi người đều vô cùng kích động, vui mừng. Tần Chính Lâm cười nói. Nghe đâu tướng quân Côn Luân tuổi chưa tới 30, còn chưa có vợ. Cháu gái Tần Yên Nhiên nhà tôi hiện tại vẫn chưa có bạn trai, nếu có thể sánh vai với tướng quân Côn Luân thì quả thật là trai tài gái sắc còn gì bằng. Du Bất Quần lập tức phản bác. Vậy ông nghĩ cháu gái nhà tôi xấu xí lắm sao? Hai người các ông nói cứ như là nhà chúng tôi không có cháu gái vậy. Những người còn lại đương nhiên cũng đều không đồng ý. Trịnh Hướng Quần thấy như vậy cũng không ngại tham gia góp vui. Tôi cũng có một đứa cháu gái đây, còn bé thậm chí còn ở ngay trong quân đội. Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Chậc, nói như vậy thì hóa ra anh Trịnh lại là người có cơ hội nhất ở đây rồi. Lúc đó tôi nghĩ nên đưa mấy đứa cháu gái của mình vào quân doanh cả mới được. Lôi Thiên Tuyệt tiếp tục câu thêm được một con cá khác, cười nói. Chúng ta vẫn nên bàn vào chuyện chính đi. Ba ngày nữa, tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn nhà họ Diệp đều đổi tên thành tập đoàn Vân Đình rồi. Còn làm thế nào nữa? Tôi muốn nhìn thử xem rốt cuộc tập đoàn Vân Đình có bao nhiêu phân lượng,
lợi hại tới mức nào đó. Chuyện về tập đoàn Vân Đình, Lý Tử Nhiễm hiện tại đều biết tường tận. Em nghe nói Lục Nam Hiên là chú của Vân Đình, chẳng trách sao của ải lần này đối phương lại giúp chúng ta vượt qua. Anh có biết về chuyện này không? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi, Diệp Quân Lâm khẽ lắc đầu. Anh không biết Vân Đình còn có một người chú như vậy. Diệp Quân Lâm hiện tại đang phải nhịn cười, có thể đoán được nguyên nhân đằng sau. Kỳ Lân so với Lục Vân Đình nhỏ hơn hẳn 7-8 tuổi, làm sao có thể trở thành chú của đối phương được cơ chứ? Em nghe nói lễ đổi tên cho tập đoàn Quân Lâm sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Vậy anh có muốn đến tham gia, để xem xét tình hình như thế nào không? Lý Tử Nhiễm đang bận rộn với kế hoạch thành lập công ty mới, hơn nữa lại vô cùng tò mò với chuyện này nên đã nhờ Diệp Quân Lâm đi xem sao. Được, để anh đi. Không cần Lý Tử Nhiễm nói, Diệp Quân Lâm chắc chắn vẫn sẽ tham dự. Anh quyết định đưa vợ chồng Lục Học Văn cùng tham gia. Diệp Quân Lâm đi đến khu biệt thự thuộc bất động sản Đông Phương. Khi đến thăm hai người họ, anh đã trình bày rõ ràng đầu đuôi mọi việc. 3 ngày nữa, Diệp Quân Lâm sẽ đích thân tới đón người. Vừa ra đến cổng biệt thự, anh đã gặp Trần Tĩnh Huyên. Đối phương vừa dẫn khách hàng đi xem phòng trở về. Hiện tại vừa tan ca, có phiền không nếu em mời anh đi ăn tối? Trần Tĩnh Huyên mỉm cười. Nhớ tới tình huống đột ngột phát sinh vào lần trước, Diệp Quân Lâm lập tức đồng ý. Được, vậy chúng ta đi ăn thôi, nhưng tôi sẽ là người mời. Diệp Quân Lâm hôm nay không đi xe mà do có người đưa đến. Không còn cách nào khác, anh đành phải ngồi xe của Trần Tĩnh Huyên. Quán ăn cũng là do cô đặt, một nhà hàng Trung Hoa cao cấp, có quy định về thành viên. Nếu không phải là thành viên, tuyệt đối sẽ không thể đặt bàn. Xin lỗi cô Trần, hiện tại tất cả những phòng ăn riêng đều đã được đặt trước. Hiện tại chỉ còn vị trí ở đại sảnh thôi ạ. Nhân viên cúi đầu thông báo cho Trần Tĩnh Huyên, cô quay sang Diệp Quân Lâm, hỏi ý anh xem hiện tại nên như thế nào. Đại sảnh thì đại sảnh, không có vấn đề gì cả. Diệp Quân Lâm gật đầu. Cả hai cuối cùng được sắp xếp cho vị trí ngồi cạnh bên cửa sổ. Trần Tĩnh Huyên không những là khách quen thường xuyên đến đây ăn uống mà đối với khẩu vị của Diệp Quân Lâm cũng biết khá rõ. Vậy nên những món cô gọi đều là những món mà anh thích. Diệp Quân Lâm ăn rất ngon miệng. Chị Trần, là chị đó ư? Một thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc đột ngột truyền đến. Ở đằng xa hai người đàn ông mặc tây trang mang giày da trông vô cùng chỉnh tề. Một trong số họ nhìn về phía Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên, gương mặt ngập tràn sự vui mừng. Đối phương cho Diệp Quân Lâm cảm giác rất thân thuộc. Anh nhớ ra rồi. Đó là đàn em năm cấp 3 của anh. Vương Thiên Phàm. Năm đó, sau khi Vương Thiên Phàm tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học Kim Lăng, thật ra cậu ta không đủ năng lực để trở thành nhân viên của tập đoàn Quân Lâm. Nhưng Diệp Quân Lâm đã nẻ tình, đặc cách để cậu ta thuận lợi tiền vào tập đoàn làm việc. Chỉ tiếc sau đó Diệp Quân Lâm xảy ra biến cố, ngoài mặt Vương Thiên Phàm tuy vẫn thể hiện rằng mình ở phe trung lập nhưng thật ra cậu ta đã sớm đầu quân cho Sử Hồng Phi. Riêng Trần Tĩnh Huyên đối với người đàn ông này cô cảm thấy rất phiền. Đối phương không ngừng theo đuôi cô. Đặc biệt sau khi cậu ta làm việc ở tập đoàn Quân Lâm, càng tự cho rằng bản thân mình đã xứng đáng với Trần Tĩnh Huyên rồi. Chị Trần, để em giới thiệu với chị. Đây là quản lý Ngô đến từ tập đoàn Thiên Thịnh. Chúng em đang thảo luận về một hạng mục trị giá hơn 100 triệu. Vương Thiên Phạm giới thiệu người quản lý Ngô trông có vẻ là tai to mặt lớn này. Khi quản lý Ngô nhìn về phái Trần Tĩnh Huyên, trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ tham lam. Vào lúc này, Vương Thiên Phàm mới nhìn rõ đối diện Tĩnh Huyên là Diệp Quân Lâm. Cậu ta sững người lúc lâu mới kịp phản ứng lại, theo bản năng lên tiếng. Tổng Giám Đốc Diệp, à không, Diệp Quân Lâm, anh cũng ở đây sao? Trong suy nghĩ của Vương Thiên Phàm, cậu ta cảm thấy hiện tại Diệp Quân Lâm không còn đủ tư cách để cậu ta gọi là Tổng Giám Đốc Diệp hay anh Diệp nữa. Đúng rồi, cậu còn nhận ra anh sao? Diệp Quân Lâm tủm tỉm cười. Vương Thiên Phàm dù sao cũng chỉ coi là một nửa kẻ phản bội mà thôi. Những kẻ phản bội thật sự ở tập đoàn Quân Lâm có rất nhiều. Nhân dịp thay tên đổi họ cho tập đoàn, anh nhất định sẽ thay đổi và sàng lọc sạch sẽ toàn bộ nhân viên đã và đang làm việc hiện tại. Tập đoàn Quân Lâm đã chứa chấp loại sâu mọt này quá lâu rồi. Ha ha, đương nhiên là tôi nhận ra anh rồi. Hồi đó anh là người nổi tiếng đến mức nào cơ chứ? Khi mới nhậm chức,
anh cho tôi làm nhân viên giữ xe, cho tôi làm tài so Vương Thiên Phàm đối với chuyện năm đó nhớ rõ như lòng bàn tay. Diệp Quân Lâm, thời điểm anh còn nắm vị trí cao trong tập đoàn, sự phát triển, thăng tiến của tôi trong công việc luôn bị anh kiềm hãm lại. Anh dường như chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm anh em giữa chúng ta, tôi chỉ có thể làm những công việc thấp kém, bục mặt như trâu ngựa. Sau khi anh rời đi, sự nghiệp của tôi đã thăng tiến hơn rất nhiều. Tôi được trọng dụng, có cơ hội phát huy hết mức năng lực của bản thân. Hiện tại tôi đã là phó trưởng phòng marketing rồi đây. Vương Thiên Phàm chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Quân Lâm. Đáng tiếc, tôi nắm giữ vị trí cao nhưng anh đã chẳng còn là sếp của tôi nữa rồi. Bây giờ thứ duy nhất anh làm được, chắc là lau giày cho tôi, ngôn tình hài. Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Diệp Quân Lâm mở lời. Để cậu phải thất vọng rồi, hiện tại tôi vẫn là sếp của cậu đấy. Nghe Diệp Quân Lâm nói như vậy, Vương Thiên Phàm thoáng ngắn người. Nhưng rất nhanh cậu ta đã kịp phản ứng lại, lập tức buông lời chế nhạo. Diệp Quân Lâm, anh đang kể chuyện cười đó hả? Sếp hướng dẫn trực tiếp của tôi tên Thiếu Nhất Long, trưởng phòng marketing. Còn lãnh đạo cao nhất chính là Lục Nam Hiên, người vừa mua lại tập đoàn Quân Lâm. Giữa anh và những người đó thì có quan hệ lông gà vỏ tỏi gì được cơ chứ? Diệp Quân Lâm không nói lời nào, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn đối phương. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Phàm thoáng thay đổi, nụ cười tràn ngập ác ý chế giễu. Diệp Quân Lâm, anh đừng nói với tôi anh chính là vị lãnh đạo Lục Nam Hiên thần bí kia đấy nhé. Bót nghĩ ngợi viễn vông đi, tập đoàn Quân Lâm hiện tại không còn liên quan gì tới anh nữa đâu. Hơn nữa sớm hay muộn thì tên tập đoàn cũng sẽ bị thay đổi, tới lúc đó liền không còn chút quan hệ, dính líu nào nữa rồi. Có quan hệ hay không, đến thời điểm thích hợp cũng sẽ biết thôi. Diệp Quân Lâm từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, sau đó nhấp một ngụm rượu. Vương Thiên Phàm không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với Diệp Quân Lâm nữa, bèn quay sang Trần Tĩnh Huyên. Chị Trần, sao chị có thể qua lại với người như thế này được? Chị không biết sao, anh ta đã ngồi tù 6 năm vì tội cưỡng gian và hiện đang nằm trong danh sách đen của ngành, nhất định là một tên chẳng làm được gì ra hồn. Chưa kể, bản thân đã là người có vợ, bây giờ lại quấn quýt với chị như thế này, nhìn vào liền biết anh ta đang có ý đồ xấu rồi. Mục đích của anh ta không đơn giản, chị đừng để mình bị lừa. Rơi vào tay loại rác rưởi cặn bã, sau này chỉ có hối hận cũng không kịp đâu. Gương mặt Vương Thiên Phàm ngập tràn vẻ lo lắng. Quản lý Ngô bên cạnh nghe vậy bèn đón ý nói hùa. Đúng vậy, cô Trần vừa xinh đẹp vừa có sự nghiệp thành công như thế này, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Nếu không, cô sẽ bị mấy tên cặn bã quấy rối, đeo bám suốt đấy. Ví dụ bên cạnh tôi hiện tại đang có Vương Thiên Phàm đây. Cậu ấy là người tuổi trẻ tài cao, quả thật vô cùng phù hợp với cô Trần. Trần Tĩnh Huyên sắc mặt lạnh lùng cắt ngang. Xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ chưa tới lượt ông phải lo lắng cho chuyện của tôi đâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy Diệp Quân Lâm cũng không tệ chút nào. Bữa tối ngày hôm nay, chính là do anh ấy mời tôi đi ăn. Vương Thiên Phàm đột nhiên bật cười. Chị Trần, chị có nhầm không vậy? Diệp Quân Lâm mời chị ăn tối. Món ăn trên bàn của chị là món ăn đặc trưng tại nhà hàng này, ít nhất phải hơn 20.000 tệ. Anh ta lấy cái gì để trả chứ? Cậu không cần phải để ý xem Quân Lâm trả bằng cái gì. Trần Tĩnh Huyên tức giận gần giọng. Thấy vậy, Vương Thiên Phàm cùng quản lý Ngô chỉ có thể tức tối rời đi. Sau đó, thấy Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên đứng lên, Vương Thiên Phàm lập tức vội vàng bám theo sau. Cái gì, tên chó chết này tới xe cũng không có, còn ngồi ké xe của Tĩnh Huyên. Vương Thiên Phàm tức giận mắng mỏ. Quản lý Ngô lên tiếng. Vương Thiên Phàm, anh nói chú nghe, chú vậy mà ngay cả một tên tù nhân được cải tạo ra tù cũng không bằng là sao? Vương Thiên Phàm hung hăng giơ nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Tên này quá mức thủ đoạn, tôi nhất định phải tìm cách trị hắn mới được. Đúng vậy, có rồi. Mắt Vương Thiên Phàm đột nhiên sáng lên. Hai ngày kế tiếp, tập đoàn Quân Lâm đang chuẩn bị cho nghỉ thức đổi tên, động tĩnh cùng thông tin được truyền ra bên ngoài ngày càng lớn. Dẫu sao nhiều năm như vậy trôi qua, đây chính là lần đầu tiên có người dám tạo nên uy hiếp với phòng thương mại Tô Hàng. Một ngày trước buổi lễ, Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ dãy số xa lạ. Khi nghe thấy giọng đối phương, anh mới nhận ra đó là Vương Thiên Phàm. Tổng Giám Đốc, khỏe chứ?
Điều khiến Diệp Quân Lâm cảm thấy ngạc nhiên chính là giọng điệu Vương Thiên Phàm so với ngày hôm trước gặp mặt vô cùng lịch thiệp. Tổng Giám Đốc à, tôi báo cho anh nghe tin tốt. Sau khi tên của tập đoàn Quân Lâm đổi vào ngày mai, lương và phúc lợi của tất cả nhân viên sẽ tăng từ 20 đến 40%. Nhân viên cũ của anh sẽ được tăng 30%. Vậy nên chúng tôi quyết định tổ chức buổi lễ tri ân để cảm ơn đến những vị lãnh đạo cũ. Anh đừng từ chối nhé, bởi nhân vật chính của buổi tiệc tối nay chính là anh đấy. Chúng tôi, những người cũ, rất muốn được gặp anh. Diệp Quân Lâm dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe môi khế cong lên. Được, tôi đương nhiên sẽ đến. Rất nhanh, anh lập tức đồng ý. Nếu như vậy, tôi rất chờ mong anh xuất hiện đó. Buổi tối, tại đại sảnh khách sạn Vương Triều Ngân Hà. Hàng chục giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Quân Lâm đã sớm có mặt, tham gia buổi lễ tri ân này. Trên xe đẩy chất tới hơn hàng chục chai sâm panh và những người ở đây đều từng là nhân viên dưới trướng Diệp Quân Lâm. Kể từ khi Sử Hồng Phi biến mất, vị trí phó chủ tịch liền do Lâm Uyên Oánh đảm nhiệm. Lâm Uyên Oánh từng là thư ký riêng do Diệp Quân Lâm tuyển từ trong 1.000 người. Năng lực ở mức khiến người kinh hồn bạt vía, nếu không đã chẳng thể nào leo lên được vị trí phó chủ tịch. Chỉ có điều, đối phương từng rất nhiều lần cố tình quyến rũ dụ dỗ Diệp Quân Lâm, đồng thời lợi dụng phương tiện truyền thông để phóng đại vụ bê bối tình ái giữa cô và Diệp Quân Lâm, suýt chút nữa đã thành công trong việc chia rẽ tình cảm giữa Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm, khiến hai người đường ai nấy đi. Sau đó, khi bị Diệp Quân Lâm trừng trị, Lâm Uyên Oánh vẫn luôn ôm mối hận trong lòng. Chuyện công ty Lý Tử Nhiễm phá sản, cô ta cũng nhúng tay vào. Thật ra, với thân phận hiện tại, Lâm Uyên Oánh đã không còn hứng thú với Diệp Quân Lâm chút nào. Nhưng Vương Thiên Phàm đã nói, đây là cơ hội để cô có thể tùy ý nhục nhã, trà đạp Diệp Quân Lâm. Vậy nên, cô nhất định phải đến. Cô chỉ muốn xem một người đàn ông từng đứng ở vị trí trên đỉnh, cao cao tại thượng mà nhìn xuống hiện tại sẽ ra sao. Những người tham dự buổi lễ tri ân này còn có trưởng phòng marketing Tiêu Nhất Long, trưởng phòng PR Tiết Đề, trưởng phòng pháp vụ Trương Triệu Phi, trưởng phòng nhân sự Tống Ngọc Lương. Những người này từng là tay chân trọng yếu do Diệp Quân Lâm hết lòng bồi dưỡng. Nói cách khác, tại thời điểm Diệp Quân Lâm còn tại chức, quá trình thăng tiến của bọn họ diễn ra rất chậm bởi vì anh muốn rèn giữa tất cả trong một thời gian dài. Chỉ tiếc, bọn họ không hiểu những nỗ lực và công sức mà Diệp Quân Lâm đã bỏ ra. Bọn họ chỉ cảm thấy năng lực của mình không được công nhận và Diệp Quân Lâm đang cố tình kiềm hãm họ lại. Mọi người đối với anh đều nảy sinh vô vàn ác ý. Vì vậy, khi Diệp Quân Lâm gặp tai nạn, sau đó bị bắt phải vào tù, những người này ngay lập tức đã lựa chọn phản bội. Những nhân viên trung thành nhất của Diệp Quân Lâm thì lại không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải ra đi. Tiêu Nhất Long và những người khác rất có năng lực, rất nhanh đều ngồi vào những vị trí cao nhất trong tập đoàn. Nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn không cảm thấy biết ơn Diệp Quân Lâm đã mài giũa mình mà chỉ cảm thấy đối phương thời gian đó đang bức ép bọn họ. Sự căm phẫn của từng người đối với Diệp Quân Lâm đều rất lớn. Đặc biệt là khi Diệp Quân Lâm rời đi, bọn họ đều nhận được mức lương cao hơn trước rất nhiều, thậm chí còn trở thành giám đốc điều hành. Hết thảy mọi người đều oán trách Diệp Quân Lâm suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời của bọn họ. Nói tóm lại chính là thời điểm Diệp Quân Lâm ở trên đỉnh cao, bọn họ chỉ là những người không ai biết đến. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, bọn họ lại có thể bước lên đỉnh cao danh vọng. Đám người này vẫn thường hay nói rằng, cảm ơn Diệp Quân Lâm vì đã ngồi tù. Tới chưa? Mọi người đều hồi hộp chờ đợi người họ căm hận xuất hiện. Tác phong làm việc của Diệp Quân Lâm và Lục Vân Đình vô cùng nghiêm khắc, làm việc dưới trướng đối phương vào thời điểm đó, bọn họ ngay cả ngẩng lên nhìn mặt cũng không dám. Nhưng hiện tại Diệp Quân Lâm oai phong lâm liệt một thời giờ chỉ như người dân tầm thường sống chui lủi ở chợ mà thôi. Bọn họ rất mong đợi vào buổi gặp mặt này. Có thể nhìn thấy Diệp Quân Lâm, sau đó chà đạp, nhục nhã đối phương. Quả là một điều tuyệt vời. Ồ, người lãnh đạo cũ của chúng ta đã tới rồi kìa. Vương Thiên Phàm mỉm cười hô to. Phía sau lưng cậu ta chính là Diệp Quân Lâm. Đối phương chắp tay phía sau lưng, bộ dáng thong dong tự tại, vô cùng điềm tĩnh. Thậm chí đối phương còn toát ra vẻ đứng đắn, không giận tự uy. Cảm giác áp bức đến mức khiến người khác phải khó thở. Mọi người sững sờ, không ngờ Diệp Quân Lâm vẫn như cũ khí thế ngập trời đến vậy. Trước khi Diệp Quân Lâm xuất hiện,
mọi người đều nghĩ đến việc sẽ chế giễu anh như thế nào. Nhưng hiện tại, ngay cả một chữ họ cũng không thể thốt ra. Lâm Uyên Oánh là người mở màn đầu tiên. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn, cô từng bước tiến tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Chủ tịch Diệp yêu quý của tôi, anh ra tù rồi sao? Thật là, chỗ đó tốt như vậy, sao anh không ở lại thêm vài năm? Tôi có đề nghị này hay lắm, anh nên sống cả đời ở đấy chẳng hạn. Lời Lâm Uyên Oánh nói ra vô cùng sắc bén, khiến bầu không khí trong phòng như ngưng đọng cả lại. Trưởng phòng nhân sự Tống Ngọc Lương nghe vậy, liền góp thêm lời chế nhạo. Ừ nhỉ, không phải trước đây chủ tịch Diệp đề xuất cái gì mà quân sự hóa việc quản lý sao? Nhà tù là hợp với anh nhất rồi. Trưởng phòng PA Tiết Đề bật cười ha hả, xem như góp vui. Đúng vậy đó, tôi thấy chủ Diệp đúng là rất yêu thích cuộc sống ở trong tù. Nếu không cũng đã không ở liền một mạch tới 6 năm như thế rồi. Những người khác bắt đầu tôi một câu anh một câu, mang tiếng là hỏi thăm nhưng thực chất đều đang nhằm vào Diệp Quân Lâm mà sỉ nhục. Xin mời chủ tịch Diệp yêu quý của chúng tôi. Lâm Uyên Oánh mỉm cười, giơ tay mời. Diệp Quân Lâm đi tới chỗ ngồi mà mình được xếp cho, đến nơi liền hiểu ra đây là vị trí được cố ý sắp xếp từ trước. Phía trên bức tường được treo đến máy biểu ngữ khác nhau. Biểu ngữ đầu tiên, cảm ơn Diệp Quân Lâm vì đã bị tống vào tù, nếu anh không vào tù chúng tôi làm sao có được ngày hôm nay. Biểu ngữ thứ hai, Diệp Quân Lâm, chúng tôi hy vọng anh sẽ ở trong tù mãi mãi. Bên cạnh còn được đặt một xe chất đầy sâm panh, không biết để làm gì. Tuy nhiên điều khiến mọi người thất vọng chính là Diệp Quân Lâm sau khi nhìn thấy những tấm biểu ngữ này, trên mặt hoàn toàn không có một chút tức giận nào. Mọi người yêu cầu Diệp Quân Lâm ngồi xuống, sau đó vây quanh đối phương. Lâm Uyên Oánh lên tiếng. Chủ tịch Diệp thân mến, tôi thực sự phải cảm ơn anh đó. Trong thời gian anh nắm quyền, anh đã để tôi phải bắt đầu từ vị trí thấp kém nhát. Lương của tôi hiện tại là hơn 4.000 tệ một tháng, một năm đạt hơn 50.000 tệ. Anh biết lương hàng năm hiện tại của tôi đã đạt đến mức bao nhiêu không? 50 triệu, là 50 triệu. Tiết Đề sau đó cũng lạnh giọng nói. Ngày trước chính anh là người đã không ngừng bức ép, phát kiệt chúng tôi dưới danh nghĩa đào tạo nhân viên. Lúc đấy, thậm chí lương tôi còn không được 10.000. Hiện tại thì số tiền hoa hồng mà tôi nhận được đã vượt xa con số đó ngàn lần rồi. Trưởng phòng marketing Tiếu Nhất Long tức giận góp lời. Diệp Quân Lâm, thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều đấy. Trước đây tôi chỉ có thể đi làm bằng xe đạp điện, hiện tại thì đã lái Lamborghini đến công ty được rồi. Trưởng phòng pháp vụ Trương Triệu Phi lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Diệp Quân Lâm, chúng tôi hận anh. Vì anh mà cuộc đời chúng tôi đã suýt bị hủy hoại như thế nào, anh có biết không hả? Anh xem ngày trước chúng tôi đã cực khổ tới mức nào, chính anh là người đã gây ra tất cả việc đó đấy. Tống Ngọc Lương hét lớn. Đúng là trời cao có mắt mà, người như anh bị tống vào tù, vậy nên chúng tôi mới có cơ hội để chờ mình. Những người khác thay nhau lạnh lùng chất phán. Từ khi nhà họ Tiêu tiếp quản tập đoàn Quân Lâm, anh mở to mắt xem tập đoàn đã phát triển tới mức nào. Hiện tại giá trên thị trường chính là 7 tỷ. Đột nhiên, Diệp Quân Lâm bật cười. 6 năm, tăng 3 tỷ. Đây là điều mà các người cảm thấy tự hào sao? Chuyện này, mọi người đều ngây ngắn trước lời nói của Diệp Quân Lâm. Anh không quan tâm mọi người hiện tại đang nghĩ gì, chỉ nói tiếp ý của bản thân. Vào thời điểm trước đây, chỉ trong năm đầu tiên tập đoàn Quân Lâm đã tăng 3 tỷ và mức tăng trưởng đã nhân lên gấp đôi ngay sau đó. Thậm chí chúng ta đã từng làm mô hình kinh tế với nhau, dự đoán nếu sau 6 năm tập đoàn Quân Lâm có giá ít hơn 50 tỷ thì đó chính là sự thất bại. Khi nghe lời Diệp Quân Lâm nói ra, bất kỳ ai cũng không thể nào mở miệng. Bọn họ chính là nhân tài cốt yếu do Diệp Quân Lâm bồi dưỡng, đương nhiên những điều anh nói, bọn họ đều biết. Nhưng kể từ khi Diệp Quân Lâm vào tù, tập đoàn Quân Lâm năm thứ hai có mức tăng trưởng âm và dù những năm sau đã có tiền triển nhưng cũng chỉ là chậm chậm tiến lên. Đó là bởi bọn họ đều không biết, hạt nhân kỹ thuật và ưu thế của tập đoàn đều đã sớm bị người khác lấy đi. Mọi người đều thoáng rơi vào trầm mặc, Vương Thiên Phàm lập tức mở lời. Diệp Quân Lâm, bớt tự rát vàng lên mặt mình đi. Dù sao những gì anh nói cũng chỉ là giả thuyết, làm sao có thể dựa vào giả thuyết trong kinh doanh được cơ chứ? Anh có thể đảm bảo rằng mình luôn kiếm được tiền không hả? Lâm Uyên Oánh cũng kịp thời phản ứng, lên tiếng chế nhạo. Đúng là vậy đấy,
thị trường kinh doanh luôn thay đổi theo từng năm, có rất nhiều thứ vốn dĩ không lường trước được. Tiết Đề thoáng cau mày. Tôi nói thật cho anh nghe nhé Diệp Quân Lâm, cho dù tập đoàn Quân Lâm đạt được lợi nhuận 50 tỷ thì đã sao? Chẳng phải chúng tôi vẫn sẽ luôn bị anh chèn ép, đến hiện tại cũng không ngóc đầu lên nổi, không kiếm được nhiều tiền hay sao? Trương Triệu Phi và Tống Ngọc Lương đều đồng thanh. Đúng vậy, bất kể tập đoàn phát triển tốt đi chăng nữa thì việc đó liên quan gì đến chúng tôi cơ chứ? Có thể kiếm được nhiều tiền như bây giờ sao? Lâm Nguyễn Oánh cười tiếp lời. Diệp Quân Lâm, có thể anh không biết chuyện này. Sau khi ngài Lục Nam Hiên tiếp quản công ty, tiền lương và phúc lợi của nhân viên đã được cải thiện rất nhiều. Tôi, Phó Chủ tịch, cũng đã được tăng đến 30%. Anh có thể đếm được đó là bao nhiêu tiền không hả? Đúng thật là, nhìn anh như vậy, trước kia có thể bỏ ra đến mức đó sao? Mọi người đều dùng ánh mắt chế giễu nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Phúc lợi được tăng lên, lẽ nào anh lại không biết? Được rồi, chẳng phải chuyện này là do chính tay anh sắp xếp hay sao? Lâm Nguyễn Oánh mạnh dạn nâng cầm Diệp Quân Lâm, nở nụ cười. Chủ tịch Diệp, tôi dù sao cũng không sợ xấu hổ. Khi còn là thư ký của anh, tôi đã tỏ tình nhưng lại bị anh từ chối. Hiện tại, anh đã hối hận chưa? Hay anh vẫn nghĩ rằng Lý Tử Nhiễm tốt hơn tôi? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đương nhiên là cô ấy tốt hơn cô rồi. Sao cô lại có thể sánh được với cô ấy chứ? Lâm Nguyễn Oánh bật cười. Diệp Quân Lâm, anh nâng niu yêu chiều cô ấy như bảo vật trong tay. Nhưng cuối cùng chẳng phải tới công ty Lý Tử Nhiễm cũng phải phá sản hay sao? Nhưng cô ấy đã nhận được khoản đầu tư phù hợp rồi. Diệp Quân Lâm tin tưởng vào khả năng của Lý Tử Nhiễm. Anh biết, cô chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Và hiện tại, thứ anh đang trao cho cô chính là cơ hội. Ha 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 ha. Khi nói đến đầu tư, mọi người đều cười như thể nghe chuyện đùa. Diệp Quân Lâm, anh làm chúng tôi cười chết mắt. Anh không biết Lý Tử Nhiễm đang đầu tư vào công ty nào sao? Là tập đoàn Quân Lâm của chúng tôi đấy. Mặc dù khoản đầu tư đã được hoàn tất bởi ngài Lục nhưng để hoàn tất thủ tục thì buộc phải thông qua hơn một nửa nhóm người trong chúng tôi. Ví dụ, Phó Chủ tịch Lâm phải ký và khoản đầu tư cuối cùng sẽ do phòng tài vụ của ông Ngụy định đoạt. Hiện tại khoản đầu tư tiếp theo còn chưa đến, một khi đến, chính là đặt trong tay Phó Chủ tịch Lâm và ông Ngụy đấy. Mọi người đều vui sướng nở nụ cười. Lâm Nguyễn Oánh khẽ điểm vào mũi Diệp Quân Lâm. Tôi sẽ thành thật về điều này với anh, Diệp Quân Lâm. Khoản đầu tư của Lý Tử Nhiễm, chúng tôi hoàn toàn có quyền lên tiếng. Chúng tôi có thể rút vốn lại bất kỳ lúc nào hoặc tiền sẽ không bao giờ có. Trong một số trường hợp, chỉ cần tôi sử dụng chút thủ đoạn, Lý Tử Nhiễm chẳng những sẽ không rút được tiền mà còn phải bồi thường nữa. Vương Thiên Phàm vỗ vai Diệp Quân Lâm. Này, anh nghe rõ chưa hả? Vẫn còn kiêu ngạo à? Số phận của anh và Lý Tử Nhiễm đều nằm trong tay chúng tôi đấy. Vậy nên Diệp Quân Lâm à, đêm nay cậu phải ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi đấy. Bằng không thì cậu và cả Lý Tử Nhiễm đều không có chốn dung thân ở Tô Hàng Đầu. Tống Ngọc Lương thái độ đầy càn rỡ. Các người đang uy hiếp tôi đấy à? Diệp Quân Lâm thật sự cảm thấy vô cùng buồn cười. Vốn dĩ ngày mai anh muốn lần lượt tìm ra những kẻ phản bội này, nhưng không ngờ hôm nay tất cả đều tự dâng mình tới trước cửa. Đương nhiên, chỉ cần tôi nói một tiếng, lập tức rút vốn. Lý Tử Nhiễm sẽ bị đưa vào danh sách đen, không ai dám đầu tư, hơn nữa công ty chỉ có thể phá sản. Đầu tư, chúng tôi nói thì mới tính. Lâm Nguyễn Oánh đổi với việc này trả lời cực kỳ độc đoán. Vậy tôi phải làm sao, cô mới bỏ qua cho Tử Nhiễm? Diệp Quân Lâm hỏi. Lâm Uyển Oánh từng bước tiến tới chỗ đựng rượu sâm panh, mỉm cười. Rất đơn giản, chỉ cần anh nghe lời chúng tôi sẽ bỏ qua cho Lý Tử Nhiễm. Vừa dứt lời, Lâm Uyển Oánh đã tháo nút gỗ của chai sâm panh. Phụt! Nút chai mở ra, cô lập tức quay miệng chai về phía Diệp Quân Lâm. Sơ xìa xỉ rượu sâm panh lập tức phun đầy mặt Diệp Quân Lâm. Những người khác ngay lập tức liền làm theo. Phụt! 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 Sau khi bắn nút chai văng ra ngoài, mọi người lắc mạnh rượu sâm panh để chát lỏng phun đầy người Diệp Quân Lâm. Hàng chục chai champagne cùng lúc phun như mưa, trút xuống người Diệp Quân Lâm, khiến cả người anh ướt đẫm. Cuối cùng thì anh cũng biết sâm panh trên xe dùng để làm gì rồi. Là dùng để sỉ nhục anh. Ha ha ha,
C19 tiếng cười nói rộn rã của đám người hòa lẫn với tiếng rượu phun ra từ chai sâm panh. Vào lúc này, sự bất bình của mọi người tích lũy trong 6 năm dường như được mặc sức xả ra bên ngoài. Diệp Quân Lâm giống như một món đồ chơi bị tất cả tùy ý giẫm đạp. Một công cụ dùng để phát tiết nỗi oán hờn. Hàng chục cai sâm panh liên tục phun vào người Diệp Quân Lâm, khiến anh giống như vừa tắm xong vậy. Nhưng anh không quan tâm, bởi ngày mai anh sẽ tính số toàn bộ món nợ ngày hôm nay. Ngày mai, nhóm người này sẽ biết hai chữ tàn nhẫn viết như thế nào. Tống Ngọc Lương vẫn cảm thấy không thoải mái, liền quát Diệp Quân Lâm. Mau quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày của tôi đi nào. Trương Triệu Phi và Tiếu Nhất Long cùng những người khác đều lần lượt đẩy giày da của mình ra phía trước. Rượu sâm panh đã sớm thấm ướt mọi thứ, vậy nên bọn họ yêu cầu Diệp Quân Lâm phải liếm sạch sẽ. Diệp Quân Lâm một chữ cũng không trả lời. Vương Thiên Phàm mở miệng chế nhạo. Nhìn cái bộ dạng uất ức của anh kìa, bây giờ anh có giỏi thì phản kháng đi. Cái dáng vẻ nghênh ngang độc đoán 6 năm trước của anh đi đâu rồi? Bây giờ trông dáng vẻ anh rách nát như thế này, ngay cả bắt nạt anh, tôi cũng không đành lòng đấy. Lâm Uyên Oánh tủm tỉm cười. Diệp Quân Lâm, hiện tại chỉ cần anh chịu quỳ xuống, để tôi ngồi ở trên lưng anh cưỡi anh đi một vòng trong này. Tôi hứa sẽ lập tức bỏ qua, không gây khó dễ cho Lý Tử Nhiễm thêm lần nào nữa. Diệp Quân Lâm đứng yên không nhúc nhích. Nhưng trong mắt đám người này, đối phương chính là đang do dự. Còn không mau mau quỳ xuống, có muốn chúng tôi bỏ qua cho Lý Tử Nhiễm hay không hả? Diệp Quân Lâm, anh phải chấp nhận sự thật đi. Với năng lực hiện tại của anh chỉ có thể quỳ trước mặt chúng tôi, khó khăn kéo dài chút hơi tàn của mình mà thôi. Mọi người bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Lâm Uyên Oánh khoanh tay trước ngực, ngắng đầu nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, hiện tại anh chỉ cần làm theo lời tôi là được. Cê ngay lập tức. Trong lòng Lâm Uyên Oánh hiện tại chỉ có dãm lên người Diệp Quân Lâm, khiến anh đau khổ mới có thể làm cô hài lòng. Dù sao năm đó cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, lại còn bị Diệp Quân Lâm sa thải. Mấy người đủ rồi đó. Lúc này... Một cô gái đứng ra ngăn cản mọi người. Diệp Quân Lâm biết cô gái này. Cô ấy tên Hà Điềm Điềm, thực tập sinh được Diệp Quân Lâm ngày trước đặc biệt tuyển chọn, phẩm chất tốt, chuyên môn xuất sắc. Hà Điềm Điềm hiện tại là tổ trưởng phòng tài chính, đối với Diệp Quân Lâm cô luôn đem lòng biết ơn anh. Các người đều quên mất chuyện của Chủ tịch Diệp rồi. Nếu không phải Chủ tịch Diệp tuyển các người, thì các người có ngày hôm nay hay sao? Hơn nữa, Chủ tịch Diệp đã làm gì mà các người lại ghét anh ấy chứ? Hà Điềm Điềm quát lớn. Hừ, Hà Điềm Điềm cô đang làm gì vậy hả? Cô không hận Diệp Quân Lâm sao? Nếu anh ta còn tiếp tục làm ông chủ, hiện tại cô có đạt được vị trí như ngày hôm nay không? Cô muốn phản bội chúng tôi sao? Hừ, ngày mai cô không cần tới công ty làm việc nữa đâu. Tự mình từ chức đi. Trưởng phòng tài chính Ngụy Quang Lượng tức giận lên tiếng. Đúng vậy. Cô bị sa thải. Ngay cả Lâm Uyên Oánh cũng lên tiếng. Hà Điềm Điềm bật khóc, cô Cri bày tỏ những điều mình suy nghĩ, không ngờ lại thật sự bị sa thải. Nhìn thấy Hà Điềm Điềm khóc nức nở, Lâm Uyên Oánh lạnh lùng nói. Quên đi, không việc gì phải suy nghĩ cả. Tôi phải trở về chuẩn bị cho buổi lễ đổi tên ngày mai đây. Trước khi đi, cô ta còn quay sang chế nhạo Diệp Quân Lâm. Đừng lo, chuyện giữa chúng tôi và anh không kết thúc sớm như vậy đâu. Nếu anh không nghe lời tôi thề mình sẽ khiến Lý Tử Nhiễm phải xấu hổ đấy. Tiết Đề từ trong túi lấy ra hai xấp tiền dày cộp, trực tiếp ném vào mặt Diệp Quân Lâm. Số tiền này xem như trả nợ, còn dư lại chút ít xem như tôi bố thí cho loại ăn mày như anh đấy. Ha 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 ha, những người khác bật cười ha ha. Ngày hôm nay quả thật vô cùng sảng khoái. Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Quân Lâm và Hà Điềm Điềm đang khóc nức nở. Cô có hối hận về chuyện ban nãy không? Diệp Quân Lâm hỏi. Hà Điềm Điềm giơ tay quệt đi nước mắt, kiên quyết lắc đầu. Tôi không hối hận đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài bọn họ trông đứng đắn nghiêm chỉnh, không biết đằng sau bọn họ đã thực hiện biết bao nhiêu thương vụ phi pháp nữa. Tôi thấy bọn họ từ lâu đã không biết xấu hổ rồi. Nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của Hà Điềm Điềm, Diệp Quân Lâm hài lòng gật đầu. Đừng lo lắng, không ai sa thải cô cả. Ngày mai cứ đến làm việc như bình thường. Hà Điềm Điềm dường như nhìn thấy một Diệp Quân Lâm cao ngạo tài giỏi của 6 năm về trước. Dạ vâng, Chủ tịch Diệp.
Hà Điềm Điềm cúi đầu. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Uyên Oánh vô cùng vui vẻ. Vui thật đó, ai mà ngờ được có ngày Diệp Quân Lâm bị chúng ta đùa bỡn đến mức này cơ chứ. Ừ, đúng là tuyệt thật. Lâm Uyên Oánh dặn dò. Mọi người hãy về chuẩn bị cho thật tốt. Sau lễ đổi tên vào ngày mai, Quân Lâm, à không, tập đoàn Vân Đình sẽ là một tập đoàn hàng chục tỷ. Chúng ta sẽ thật sự là một bước lên mây. Đương nhiên rồi. Hiện tại mọi người đều đang mường tượng một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Buổi tối, sau khi Diệp Quân Lâm về đến nhà, Lý Tử Nhiễm đau lòng nhìn anh. Em đã biết mọi chuyện rồi, bọn họ đã gửi video cho Imo. Hóa ra cảnh phun sâm panh đã được Vương Thiên Phàm quay lại, trực tiếp gửi đến cho Lý Tử Nhiễm. Nhìn thấy người mình yêu bị ức hiếp, bắt lực trong đoạn video, Lý Tử Nhiễm xót xa đến mức muốn khóc òa lên. Em nghe nói vì em mà anh đã phải nhẫn nhịn chịu đựng bọn họ đến như vậy. Em thật vô dụng, cứ có chấp đâm đầu vào tập đoàn Quân Lâm mà đầu tư. Hiện tại toàn bộ vốn của em đều bị bọn họ nắm giữ trong tay. Lý Tử Nhiễm đối với chuyện này đã tự trách bản thân rất nhiều. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi bọn họ sẽ phải nhận lấy báo ứng thích đáng dành cho mình. Giờ anh muốn đi tắm, em chuẩn bị giúp anh một bộ quần áo nhé. Ngày mai, anh sẽ đến xem lễ đổi tên của tập đoàn Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lên tiếng. Được, em biết rồi. Lý Tử Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân Lâm, tự hứa với lòng rằng sẽ không để anh chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Ngày hôm sau, tập đoàn Quân Lâm, Hà Điềm Điềm vẫn như cũ đến công ty đi làm. Ngay khi cô bước vào, bộ phận nhân sự đã gửi cho Hà Điềm Điềm bức thư sa thải. Hà Điềm Điềm, sau khi đến phòng tài chính để giải quyết vấn đề tiền lương, cô có thể lập tức rời đi. Cô đã bị sa thải. Hà Điềm Điềm ngắn người, cô cứ tưởng Diệp Quân Lâm sớm đã an bài ổn thỏa mọi thứ. Nhưng xem ra, đó chỉ là lời nói thoáng qua mà thôi. Nghĩ lại thì, Diệp Quân Lâm chỉ vừa mới ra tù, ngay cả Lý Tử Nhiễm anh ấy bảo vệ còn chật vật, huống gì là người như cô. Nhưng Hà Điềm Điềm không trách Diệp Quân Lâm, cô cũng chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã nói vào tối hôm của Hà Điềm Điềm đi thẳng đến phòng tài vụ để nhận tiền lương, sau đó sang phòng nhân sự để giải quyết thủ tục, vấn đề công việc của mình. Chuyện phiếm có ở khắp mọi nơi trong công ty. Hóa ra Hà Điềm Điềm không chỉ bị sa thải mà còn bị lan truyền tin tức bê bối không có thật, đồn đoán rằng cô đã lêu lổng ra ngoài với một người đàn ông xa lạ, làm hỏng hình ảnh của công ty một người phụ nữ như vậy. Bề ngoài trông như cô gái thuần khiết nhưng không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Đúng vậy, cứ giả vờ bản thân ngây thơ trong sáng, ai ngờ lại là loại gái lẳng lơ. Tôi cũng nghe nói là cô ta đã ngủ với ba người đàn ông cùng một lúc. Thật đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Khi Hà Điềm Điềm quay lưng, cô lập tức nhận lấy đủ loại lăng mạ cay nghiệt. Dẫu sau vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, Hà Điềm Điềm không tài nào kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Cứ như vậy mà òa khóc. Lúc này, Lâm Uyên Oánh cùng những người khác đều liếc mắt nhìn sang, giễu cợt. Làm trái ý của tôi liền cho cô sống không bằng chết. Những người còn lại trên mặt đều là dáng vẻ đắc ý. Hà Điềm Điềm cúi đầu, chạy một mạch ra khỏi công ty rằm. Dường như cô đã va phải ai đó. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Hà Điềm Điềm nhận ra đối phương chính là Diệp Quân Lâm. Có chuyện gì vậy? Họ sa thải cô. Diệp Quân Lâm hỏi, Hà Điềm Điềm khẽ gật đầu. Được rồi, vào trong với tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Diệp Quân Lâm tiến lại gần, anh thoáng thấy Hà Điềm Điềm do dự. Cô tin tôi chứ? Ánh mắt Diệp Quân Lâm ngập tràn kiên định. Tin. Hà Điềm Điềm nghĩ, dẫu sao thì cũng không còn gì để mất cả, cứ thử một lần xem sao. Lỡ như, thành công thì thế nào? Lễ đổi tên được cử hành lúc 10 giờ. Tất cả những giám đốc điều hành cấp cao thuộc tập đoàn của Quân Lâm sẽ họp vào lúc 8 giờ 10 phút. Buổi họp này sẽ được chủ trì bởi Lục Nam Hiên, họp về vấn đề bổ nhiệm Quân Lâm vào chức vụ mới. Trong phòng hội nghị, Lâm Uyên Oánh và những người khác đang chờ đợi một cách sốt ruột. Lâm Uyên Oánh lấy gương trang điểm ra để xem lớp trang điểm hiện tại của mình như thế nào. Tiết Đề, chị thấy trang phục của em như thế nào? Lâm Uyển Oánh còn nhờ Tiết Đề sửa sang lại quần áo hộ cô ấy. Những người khác cũng đang xem ngoại hình của mình đã tươm tất hay chưa. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mọi người được gặp ông chủ thần bí của bọn họ.
thậm chí Lâm Uyển Oánh còn chuẩn bị sẵn sàng trao cả thân thể của cô ấy. Cô ấy nhất định phải hạ gục được ông chủ bí ẩn này. Tại sao cô ấy lại không thể lên được vị trí phó chủ tịch cơ chứ? Ngoại trừ năng lực chuyên môn mạnh mẽ, Lâm Uyển Oánh còn từng ngủ với cả trong phòng hội nghị, hơn 100 giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Quân Lâm đã có mặt đầy đủ. Tất cả đều yên lặng chờ đợi. Khi tiếng bước chân vang lên trên hành lang, mọi người đều trở nên căng thẳng. Giữa sự đưa đón của một đám trợ lý cùng thư ký, một người thanh niên đeo kính đen đi vào phòng họp. Tất cả những giám đốc điều hành đều lần lượt đứng dậy. Sau khi thiếu tướng Kỳ Lân tháo kính mắt xuống, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sao lại trẻ như thế này? Không phải có tin đồn Lục Vân Đình là chú của Lục Nam Hiên sao? Đây là em trai mới đúng. Quả thực, năm nay Kỳ Lân mới 20 tuổi. Mắt Lâm Uyển Oánh trở nên sáng ngời. Không ngờ tới chủ tịch mới nhậm chức lại là một hot boy trẻ tươi đến vậy. Cô ấy rất có kinh nghiệm trong việc quyến rũ mấy cậu trai trẻ như thế này. Chỉ cần dựa vào sự quyến rũ, phóng khoáng của cô ấy, chắc chắn cậu nhóc này sẽ không thể thoát được. Đừng nhìn Kỳ Lân còn trẻ tuổi mà coi thường, anh ta cũng rất có khí thế lãnh đạo. Ánh mắt Kỳ Lân nhìn lướt qua xung quanh, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả ngồi xuống đi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Nam Hiên. Tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn Diệp Thị là do tôi mua lại từ nhà họ Tiêu. Hiện tại tôi nắm giữ chức vụ quyền chủ tịch của cả hai tập đoàn này. Sau khi Kỳ Lân tự giới thiệu xong, Lâm Uyển Oánh liền nói ngay, ngài Lục, không biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì vậy? Xin ngài cho chỉ thị. Tất cả mọi người cùng không nén nổi tò mò, vì sao đột nhiên lại phải họp? Kỳ Lân cười, đừng sốt ruột, chờ một chút. Lâm Uyển Oánh tò mò hỏi, chờ một chút ư? Chủ tịch, ý của ngài là còn có người khác đến họp nữa sao? Kỳ Lân gật đầu, đó là đương nhiên. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ là quyền chủ tịch. Nói cách khác, sau này chuyện của tập đoàn Vân Đình sẽ do tôi đứng ra phụ trách. Trưởng phòng pháp lý Tống Ngọc Lương hỏi, chẳng lẽ phía sau tập đoàn Vân Đình còn có một chủ nhân thật sự sao? Kỳ Lân cười nói, chà, thông minh đấy. Nói trắng ra, tôi cũng chỉ là người làm công cho vị chủ nhân này mà thôi. Hả? Mọi người đều hít sâu một hơi. Chỉ một Lục Nam Hiên đã có thể lấy đi mọi thứ của gia đình nhà họ Tiêu. Vậy thì chủ nhân thật sự còn phải mạnh đến mức nào nữa? Lâm Uyển Ển Oánh hỏi tiếp, chẳng lẽ người ngài nói phải đợi chính là vị chủ nhân thật sự của công ty chúng ta sao? Đúng vậy, chính anh ấy đã tổ chức cuộc họp này. Anh ấy cũng sẽ đến đây ngay thôi, Kỳ Lân nói. Mọi người càng trở nên căng thẳng hơn. Vị chủ nhân mới này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Một phút đồng hồ vào lúc này lại giống như một thế kỷ. Có tiếng động vang lên bên ngoài hành lang, mọi người càng căng thẳng hơn lúc trước. Sau đó, cánh cửa phòng hội nghị mở ra. Người mới vào lại là Hà Điềm Điềm. Ngay cả Kỳ Lân cũng đều ngắn người. Ai đây? Những người khác nhìn thấy Hà Điềm Điềm liền trở nên giận dữ. Đặc biệt là lão Ngụy trưởng phòng tài vụ. Ông ta bật cả người dậy, giận dữ nói, Hà Điềm Điềm, cô làm cái gì vậy? Đây là phòng họp cấp cao của công ty, một nhân viên đã bị sa thải như cô sao lại dám đến đây? Lâm Uyển Oánh cũng nói đầy giận dữ, đúng thế, cô đến đây làm gì? Đây là chỗ để cho cô đến sao? Nói mau, ai cho cô vào đây? Là tôi làm cho cô ấy đến đây. Lúc này, đột nhiên có một đạo giọng nam vang lên dưới ánh nhìn của hàng trăm cặp mắt, Diệp Quân Lâm xuất hiện. Anh cùng Hà Điềm Điềm tiến vào phòng họp cùng nhau. Diệp Quân Lâm, ý của anh là gì? Đây là chỗ để cho anh tới à? Lâm Uyển Oánh nổi giận. Cô ấy chỉ vào mặt trưởng phòng an ninh, lớn tiếng mắng mỏ, ông làm công tác bảo vệ như thế nào vậy hả? Để cho cả mấy kẻ linh tinh cũng đi vào được, còn dám vác mặt đến phòng họp cấp cao nữa. Đúng, Diệp Quân Lâm, cậu đi đến đây làm gì? Hà Điềm Điềm cô đang coi Diệp Quân Lâm là ô dù chống đỡ đó hả? Hắn chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Hai người Tống Ngọc Lương, Trương Triệu Phi cũng vô cùng giận dữ. Nếu làm Lục Nam Hiên phật ý thì phải làm sao bây giờ? Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại là điều mà cả đời này họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Quân Lâm đi đến vị trí trung tâm của phòng họp, cũng chính là vị trí của Kỳ Lân. Kỳ Lân bước tới, vẻ mặt vô cùng kính trọng, nói, ngài đã tới. Diệp Quân Lâm ngồi lên trên chiếc ghế chủ tịch. Chân gác lên trên mặt bàn.
Quân Lâm cười nói, mấy người hỏi tôi đến để làm gì? Tôi đến đây để họp. Kỳ Lân ở bên cạnh nói, báo cáo chủ nhân, 107 giám đốc điều hành của tập đoàn Quân Lâm đều tới rồi. Xin ngài cho chỉ thị. Bùm! Những câu từ sợ hãi vang lên không ngừng. Những gì Kỳ Lân vừa nói. Mọi người đều như thể bị sét đánh ngang tai. Hai chân run rẩy. Tâm hồn cũng như thể bị đóng băng. Diệp Quân Lâm chính là chủ của tập đoàn Quân Lâm. Điềm Điềm cau mày, đầu óc cũng như tạm ngừng hoạt động. Lâm Huệ ển oánh ở rất gần Diệp Quân Lâm. Trái tim cô ấy như dừng lại, ngay cả thở cũng quên mất. Mặt cô ấy trắng bệch, giống như một cái xác không hồn. Khoảng cách rất gần Tiêu Nhát Long giật mình. Vương Thiên Phàm giật mình. Tiết Đề giật mình, Ngôn Tình Hài. Trương Triệu Phi giật mình. Tất cả mọi người ở đây cũng đều giật mình. Ai có thể nghĩ đến chuyện Diệp Quân Lâm chính là chủ nhân mới của tập đoàn Quân Lâm chứ? Không phải hắn mới vừa ra tù sao? Không phải hắn nên chỉ có hai bàn tay trắng sao? Vì sao hắn có thể thu mua tập đoàn Quân Lâm? Lúc này, đám người Lâm Uyên Oánh liền hiểu được. Lục Vân Đình không có quan hệ gì với Lục Nam Hiên hết. Sở dĩ tập đoàn Quân Lâm đổi tên thành tập đoàn Vân Đình là bởi vì Diệp Quân Lâm muốn tưởng nhớ Lục Vân Đình. Cũng chính nhờ Diệp Quân Lâm mà cha mẹ của Lục Vân Đình được sống ở trong khu nhà cao cấp. Lệnh cấm thương mại của phòng thương mại Tô Hàng với Lý Tử Nhiễm được gỡ bỏ vì tập đoàn Quân Lâm nằm trong tay Diệp Quân Lâm. Vào lúc này, tất cả mọi nghi ngờ đã được giải quyết dễ dàng. Thân phận của ông chủ mới này quả thật là không ai ngờ được. Bởi vì Diệp Quân Lâm là người không khó khả năng nhát. Ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn quét về phía đám người Lâm Nguyễn Oánh. Anh cười nói, mọi người khỏe chứ? Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Nghĩ đến những lời xúc phạm, làm nhục đã nói với Diệp Quân Lâm vào tối hôm trước, Tống Ngọc Lương liền ngất xỉu tại chỗ, vang lên một tiếng động chói tai. Vương Thiên Phàm cùng Tiêu Nhất Long cũng sợ tới mức run rẩy. Dưới chân hai tên này bỗng nhiên có một dòng nước, thậm chí còn hơi nóng nóng. Nước tiểu. Hai tên này sợ đến mức đái ra quần rồi. Đám người Trương Triệu Phi cùng với Lão Ngụy cũng sợ tới mức ngồi phịch xuống ghế. Cả người như thể không còn chút sức lực nào. Tiết Đề sợ tới mức phát khóc. Về phần Lâm Uyên Oánh, sau khi thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy rốt cuộc không thể chịu đựng được áp lực mạnh mẽ này lâu hơn nữa. Phai, cô ấy cảm thấy cổ họng nóng lên, sau đó liền hộc máu. Những người hôm qua tham dự vào kế hoạch đó đều rơi vào tình trạng này. Những người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay cả Kỳ Lân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Quân Lâm chậm rãi lấy ra một điều thuốc, sau đó châm lửa lên hút. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Diệp Quân Lâm rít một hơi thuốc, sau đó nói, các người nói xem, nên xử trí việc tối qua như thế nào đây. Những lời này của Diệp Quân Lâm giống như là tiếng nói của thần chết. Phụt, phụt, phụt. Theo Lâm Huệ ển oánh, 38 giám đốc điều hành liền quỳ nhanh xuống dưới đất. Bộp, bộp, bộp. Mọi người liền không ngừng dập đầu. Ngay cả đến khi đầu đã tóe máu, họ cũng không thèm quan tâm. Lúc này mạng sống còn đang không giữ nổi, ai thèm để ý đến mấy chuyện đó chứ? Vương Thiên Phàm cùng Lâm Huệ ển oánh là hai kẻ thấy sợ hãi NHT. Vương Thiên Phàm là kẻ đã khơi mào chuyện này. Còn Lâm Uyên Oánh là chủ mưu. Lúc này Vương Thiên Phàm mới nhớ lại những lời Diệp Quân Lâm từng nói, tôi còn là chủ của anh đấy. Không ngờ đó lại là sự thật. Diệp Quân Lâm vung tay lên, những người khác đến đứng ở sau lưng tôi. Mọi người đều khó hiểu, nhưng họ vẫn đi đến phía sau lưng Diệp Quân Lâm phòng họp to như vậy, nhưng trên nền đất trống chỉ còn lại 38 người đang quỳ. Họ vẫn không ngừng dập đầu xin tha thứ. Rất nhiều người đã bắt đầu chảy máu. Chủ tịch, xin ngài tha cho chúng tôi một lần đi. Chúng tôi biết sai rồi, thật sự sai rồi. Nếu không phải do tên này đầu têu ra, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến việc trả đũa Diệp Quân Lâm. Mọi người đều đã quên về Diệp Quân Lâm rồi cơ mà. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Thiên Phàm với ánh mắt oán hận, như thể chỉ muốn giết chết hắn ta. Trước sự van xin của đám người này, mặt Diệp Quân Lâm lại vẫn không hề có chút cảm xúc nào. Anh nói lớn lên, đem đồ vào trong đi. Lúc này, bên ngoài có mấy chục người đàn ông cao to, mặc đồ đen bước vào. Người nào cũng cầm theo một cái thùng gỗ được bịt kín, không biết ở bên trong đang đựng cái gì.
Nhìn thấy những chiếc thùng gỗ này, đám người cũng có cảm giác được có chuyện không ổn. Trong lòng đám người đang quỳ đều vô cùng sợ hãi. Diệp Quân Lâm cười, không phải mấy người thích sâm panh lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho mấy người thưởng thức thoải mái. Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm vung tay lên. Những người đàn ông này liền xé bỏ lớp niêm phong trên những chiếc thùng gỗ. Thối quá! Ngay lập tức, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mọi người đều có cảm giác như bị rơi vào hố phân. Mùi này thật sự quá mức khủng khiếp. Nếu như vậy, đó là... Mọi người đã đoán được bên trong những chiếc thùng gỗ này là gì? Nước phân. Ke ọe. Những người đàn ông nâng lên thùng gỗ, bắt đầu đổ tất cả lên người Lâm Uyên Oánh và những kẻ khác. Cho mấy người này tắm trong nước phân. Mọi người kêu lên kinh hãi. Vốn những người đó đang mặc quần áo đẹp đẽ, sáng sủa. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đều trở nên bản thỉu, hôi thối. Ai cũng không ngờ những con người cao cấp với mức lương hàng năm vài tỷ đến vài chục tỷ này lại gặp phải tình huống như vậy. Đây là hình phạt lớn nhất. Hiện tại tôi thông báo, 38 người này sẽ bị sa thải khỏi tập đoàn Quân Lâm. Hơn nữa, sẽ không bao giờ được thuê nữa. Diệp Quân Lâm nói lên án phạt cuối cùng. Lại là từng kêu thảm thiết vang lên. Đây khác gì với việc hủy hoại cuộc sống của bọn họ. Diệp Quân Lâm liếc nhìn đám người đang vô cùng chật vật, thông báo, kể từ giờ phút này, Hà Điềm Điềm sẽ được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Quân Lâm. Mặt Hà Điềm Điềm tràn ngập sự vui sướng. Cô ấy không ngờ được mình đã không bị mất việc, hơn nữa còn được thăng chức lên thành trưởng phòng tài vụ. Chỉ vì tối qua cô ấy đã dám đứng lên bênh vực kẻ yếu. Nghe thấy Hà Điềm Điềm được thăng chức, mấy người Lâm Uyên Oánh lại sợ đến ngây người. Tại sao số phận lại trêu đùa họ đến vậy? Diệp Quân Lâm đứng dậy, lạnh lùng nói, cho người vào xử lý nơi này đi. Đặc biệt là mấy kẻ rác rưởi này, tôi không muốn nhìn thấy nữa. Đã rõ, Kỳ Lân gật đầu. Diệp Quân Lâm dẫn mọi người đến một phòng họp khác. Bên trong, những người điều hành tập đoàn Diệp Thị đều đang chờ đợi. Việc đầu tiên Diệp Quân Lâm làm chính là sáp nhập tập đoàn Diệp Thị vào tập đoàn Quân Lâm. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc, chỉ cần có chữ ký của Diệp Quân Lâm là xong. Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người chuẩn bị làm lễ đổi tên. Các phóng viên từ các phương tiện truyền thông và báo chí lớn đã đến. Tất cả đều chờ đợi buổi lễ này. Trên quảng trường lớn phía trước tập đoàn Quân Lâm, sân khấu đã được dựng lên, các thiết bị hỗ trợ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, Diệp Thiếu Lâm tất nhiên đứng sau để chỉ đạo. Anh lại ngồi trong phòng làm việc của mình. Nhìn toàn cảnh thành phố qua lớp cửa kính. Từ đây, Diệp Quân Lâm cũng có thể nhìn rõ tình hình dưới quảng trường. Người xuất hiện lần này là Kỳ Lân, nhưng anh ta cũng đeo kính râm. Tướng quân, chúng ta đi xuống chứ? Đi thôi. Lúc này, Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn quanh, anh có thể thấy có một nhân vật bí ẩn đang đi vào. Họ đến từ thương hội ở Tô Hàng, hoặc có thể đến từ một công ty khác. Mục cũng chỉ có một. Tìm hiểu về thân phận của Lục Nam Hiên. Bây giờ là 10 giờ. Lễ đổi tên chính thức bắt đầu. Ở dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Kỳ Lân bước vào bàn. Bên truyền thông, báo chí chụp ảnh không ngừng. Từng tấm ảnh, từng đoạn video. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu người đã bắt đầu điều tra lai lịch của người này. Tuy nhiên, Kỳ Lân đeo kính râm. Độ khó để nhận diện khuôn mặt đã tăng lên quá nhiều. Rất khó để điều tra được Lục Nam Hiên là thần thánh phương nào. Tất cả các bên tìm kiếm một lúc mà không có kết quả. Lục Nam Hiên đi theo bên cạnh những người phụ trách tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn Diệp Thị. Vợ chồng Lục Học Văn cũng đi tới đây. Bọn họ cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc này. Kỳ Lân tuyên bố, vừa rồi, tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn Diệp Thị đã ký thỏa thuận sáp nhập. Kể từ bây giờ, hai tập đoàn đã hợp nhất thành một và chính thức đổi tên thành tập đoàn Vân Đình. Bùm bùm bùm. Những chùm pháo hoa bắn lên trời. Đám người bên cũng trở nên ồn ào. Vợ chồng Lục Học Văn đã rơi nước mắt. Bọn họ ngẩng đầu, khóc mà nói, con trai, con có thấy được không? Công ty này đã được đặt theo tên con rồi. Phóng viên bên dưới vốn đã vô cùng xót ruột, hỏi nhanh, ông Lục Nam Hiên, mối quan hệ của ông với ông Lục Vân Đình từ tập đoàn Quân Lâm là gì vậy? Có tin đồn rằng quan hệ giữa hai người là quan hệ chú cháu. Đúng vậy, ông Lục Học Văn cũng nói về quan hệ giữa ông cùng ông Lục Nam Hiên đi ạ.
Các phóng viên tập trung sự chú ý của họ vào Lục Nam Hiên cùng Lục Học Văn. Kỳ Lân cười bí hiểm, có quan hệ gì sao? Có chứ, chúng tôi đều là người của nhà họ Lục. Những lời này ý vị sâu xa, cũng có thể suy ra được rất nhiều nghĩa. Ví dụ như chỉ cùng họ Lục, không có quan hệ gì cả. Hoặc là họ thật sự là người một nhà. Loại câu trả lời mơ hồ này là rắc rối nhất. Các phóng viên cũng trông rất bắt lực. Các câu hỏi tiếp theo cũng đều nói bóng nói gió, nhưng những câu trả lời của Kỳ Lân đều không hề có sơ hở nào cả. Rất nhanh, phần phỏng vấn của phóng viên đã kết thúc. Tiếp theo là phần quan trọng nhất của lễ đổi tên, thay đổi bảng hiệu. Đổi từ tập đoàn Quân Lâm thành tập đoàn Vân Đình. Sau khi thay đổi bảng hiệu, việc đổi tên coi như thành công. Ngay sau đó, tấm bảng mới được đưa đến. Bảng hiệu của tập đoàn Quân Lâm bị gỡ xuống. Sau đó, tấm bảng mới ghi tập đoàn Vân Đình được Kỳ Lân tự tay treo lên. Xong việc này, lễ đổi tên mới thành công. Lúc Kỳ Lân đang cầm tấm bảng hiệu mới, đột nhiên giữa sân khấu xảy ra hỗn loạn. Sắp có chuyện, nhìn phía tây kìa. Ai đó đột nhiên hét lên. Chỉ thấy từ phía tây quảng trường, đột nhiên xuất hiện hơn 100 người mặc đồ đen đang tiến lại. Những người này đeo khẩu trang, tay cầm gậy bóng chày. Nhìn tư thế của đám người này cũng vô cùng đáng sợ. Đập hết cho tao, không để lại cái gì. Tên cầm đầu hét to. Sau đó hơn 100 tên áo đen bắt đầu tăng tốc, hung hăng lao tới. Khí thế của chúng vô cùng khủng khiếp, giới truyền thông vây quanh sân khấu và các khách mời tham dự buổi lễ đều sợ hãi. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mục của chúng chỉ có một, đó là phá vỡ lễ đổi tên của tập đoàn Quân Lâm. Làm cho tập đoàn Quân Lâm và Lục Nam Hiên mất hết thể diện. Hơn 100 người lao tới, vung gậy đánh bóng chày trong tay lên cao. Khi bọn chúng cách sân khấu 50 mét, Diệp Quân Lâm ở văn phòng chủ tịch liền nhìn thấy cảnh này. Lúc này, trong tai nghe của Diệp Quân Lâm phát ra thanh âm, báo cáo tướng quân, 30 xạ thủ bắn tỉa đã khóa hết các mục tiêu. Xin được chờ chỉ thị. Điều mà mọi người không biết là có những đội bắn tỉa đang phục kích trên những tòa nhà cao tầng quanh tòa nhà tập đoàn Quân Lâm. Ở tòa nhà bên trái, bên phải và tòa nhà đối diện. Những khẩu súng bắn tỉa đã nhắm vào những người này từ lâu. Họ đã chờ đợi những người này xuất hiện từ đầu rồi. Nhìn thấy đám người càng ngày càng gần, Diệp Quân Lâm ra lệnh, bắn. Giọng ra lệnh của Thiếu tướng Thanh Long phát ra từ đầu dây bên kia, tất cả các tiểu đội bắn tỉa hãy nghe lệnh của tôi. Bắn. Lặp lại mệnh lệnh, bắn. Thanh Long vừa rút lời. 30 đội bắn tỉa đồng loạt bắn ra. Phụt. Ở quảng trường bên dưới, người đàn ông chạy đầu tiên mất thăng bằng, sau đó loạng choạng ngã xuống đất. Phụt, phụt, phụt. Hơn 100 người khác bị bắn gần như cùng lúc, những người này ngã gục xuống đất. Kỳ Lân và những người khác đứng trên sân khấu chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hơn 100 người ngã xuống cùng lúc, nằm hết trên mặt đất, không còn động đậy. Không ai nghĩ đến cảnh này. Điều gì đã xảy ra với những người này? Vừa rồi mấy người này còn lao đến rất hùng hổ, sao đột nhiên lại ngã xuống đất? Thật ra không chỉ có mọi người đang kinh ngạc. Nhưng kẻ đến phá rối cũng đang vô cùng thắc mắc. Bọn họ nằm trên mặt đất, toàn thân tê dại, hoàn toàn không có ý thức, một chút sức lực cũng không có. Đây là có chuyện gì? Bọn họ không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Trong văn phòng chủ tịch, bên tai Diệp Quân Lâm truyền đến thanh âm của Thanh Long, báo cáo tướng quân, nhiệm vụ của đội bắn tỉa đã hoàn thành. Được rồi, sơ tán. Diệp Quân Lâm ra lệnh. 30 đội bắn tỉa biến mất ngay lập tức mà không để lại dấu vết, như thể họ chưa từng đến đây. Như những bóng ma vậy. Vừa rồi đội bắn tỉa sử dụng đạn gây mê chứ không phải là đạn thật. Loại đạn gây mê này dù có bắn vào voi cũng sẽ khiến thân thể tê liệt, giống như mất đi tất cả các cảm giác. Điều quan trọng nhất là những viên đạn gây mê này giống như cục nước đá, bắn trúng người sẽ không để lại dấu vết. Mọi người lấy lại bình tĩnh, Kỳ Lân còn mỉm cười. Xem ra hôm nay có rất nhiều người muốn tỏ lòng thành kính. Không ngờ lại có nhiều người muốn làm đại lễ đến vậy. Những người đang nằm trên mặt đất đang vô cùng khó chịu. Cả người đều tê liệt, cũng không thể nào trốn thoát được. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn Kỳ Lân đổi bảng hiệu mới. Tập đoàn Quân Lâm chính thức đổi tên thành tập đoàn Vân Đình. Sau khi kết thúc buổi lễ, Phó Học Kiệm đã phái người đến đây. Chỉ trong chốc lát, hơn 100 người này đều bị áp giải đi.
khi nhóm người này đến sở cảnh sát, tác dụng của đạn gây mê cũng sẽ vừa hết. Giờ họ thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cáo buộc tụ tập đông người để gây rối của họ đã được ghi vào hồ sơ. Hóa ra là họ đến từ công ty an ninh Điền Phong ở Tô Hàng. Bên hồ Tây nổi tiếng ở Tô Hàng, có mấy cụ già đang tụ tập lại một chỗ. Chính là mấy người Lôi Thiên Tuyệt và Tần Chính Lâm. Dù Bất Quần nghiêm mặt nói, không thể nào. Để được an toàn, tôi đã không nhờ đến sự giúp đỡ của mấy ông lớn. Tôi cố tình tìm đến công ty an ninh Điền Phong, một công ty có uy tín tốt để có khả năng giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Không ngờ lại xảy ra sai sót như vậy. Hàn Tiếu Côn cũng vô cùng nghi ngờ, đúng vậy, những người thuộc công ty an ninh Điền Phong đều có tiếng là tài giỏi, cũng đều là những người từng phục vụ trong quân ngũ. Mấy người đội trưởng đều có xuất thân từ bộ đội đặc chủng và lính đánh thuê xuất ngũ. Vậy thì sao lại tự nhiên ngã như thế được? Lôi Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, nhất định là do tên Lục Nam Hiên giở trò gì đó rồi. Hắn đã chuẩn bị tốt từ đầu, nhưng hơn 100 người sao có thể cùng ngã xuống một cách bí ẩn như vậy được? Chúng ta vẫn không thể biết được lý do, thậm chí cả những người đó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Chính Lâm vuốt cằm, xem ra là chúng ta xem nhẹ tên Lục Nam Hiên này rồi. Đúng rồi, thân phận của Lục Nam Hiên đã điều tra được chưa? Ba vị đại lão còn lại đều cùng lắc đầu, chúng tôi đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ cũng không điều tra được tên Lục Nam Hiên này là thần thánh phương nào. Như thể những tư liệu về hắn đều được bảo mật tuyệt đối vậy. Lúc này, người thừa kế của nhà họ Du Quân Chỉ chạy vào, cha, ba bác. Vừa rồi ông Trịnh, phó tổng chỉ huy quân khu vừa gửi tin, người tên Lục Nam Hiên này ông ấy thấy có chút quen thuộc. Nhưng tạm thời ông ấy vẫn chưa điều tra được cụ thể như thế nào. Ông ấy nói mọi người đừng nóng vội, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ điều tra ra được. Sau đó, con trai của Lôi Thiên Tuyệt, Lôi Thiên Dương cũng đưa đến tin tức, ông phó bên kia cũng có gửi tin tức. Lục Nam Hiên này đến từ Tây Bắc, những vấn đề khác thì vẫn đang điều tra thêm. Phó Long điều tra được thông tin chính xác, Kỳ Lân đã nhập ngũ ở chiến khu Tây Bắc. Ha ha, quả nhiên vẫn là ông phó và ông Trịnh thần thông quảng đại. Tạm thời chúng ta án binh bất động. Để xem tập đoàn Vân Đình sẽ có những hành động gì tiếp theo. Lôi Thiên Tuyệt nói. Dù Bắt Quần gật đầu, chuyện của công ty an ninh Điền Phong tôi cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Sẽ không có quan hệ gì với thương hội Tô Hàng hết. Tại tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm đưa ra cho công ty phương án phát triển kế tiếp. Bởi vì vừa rồi đã sa thải rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Hơn nữa những người thuộc tập đoàn Diệp Thị cũng rút lui nhiều. Nên hiện tại cũng tương đối thiếu nhân lực. Chuyện cần làm trước mắt rất nhiều. Thứ nhất, gọi về những người lãnh đạo đã bị buộc thôi việc trước đây. Thứ hai, thông báo tuyển dụng anh tài trên quy mô toàn quốc. Kỳ Lân sờ đầu, ngượng ngùng nói, tướng quân, nếu nói chuyện đánh nhau hay huấn luyện quân tôi rất rành. Nhưng nói chuyện kinh doanh thì tôi không làm được đâu. Thương hội Tô Hàng gần như nắm giữ tất cả các trung tâm kỹ thuật của tập đoàn Quân Lâm. Những kỹ thuật này tôi đều nhớ rõ trong đầu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sản xuất những sản phẩm giống với thương hội Tô Hàng, nhưng tất nhiên là với giá cả cạnh tranh hơn nhiều. Diệp Quân Lâm cười nói. Kỳ Lân giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục. Chiêu này của Diệp Quân Lâm thật quá cao minh. Sản xuất sản phẩm giống nhau, nhưng lại bán với giá thấp hơn. Điều này sẽ đánh mạnh vào thị trường của thương hội Tô Hàng. Những loại sản phẩm máu chốt của trung tâm kỹ thuật là bọn họ ăn cắp sở hữu trí tuệ để làm ra. Một khi bọn họ cay cú mà kiện cáo thì cũng sẽ như thừa nhận hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ của bọn họ. Cho nên họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tập đoàn Vân Đình dần dần thay thế vị trí của họ mà thôi. Vị trí phó chủ tịch không thể để không được, tôi cần một người thật tài giỏi để ngồi vào vị trí này. Đã tuyển được người chưa? Diệp Quân Lâm nói. Kỳ Lân gật đầu, tướng quân. Chuyện này đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Trước mắt chúng ta đã tuyển được hai ứng cử viên mạnh nhất. Ngày mai họ sẽ đến phỏng vấn. Diệp Quân Lâm cười nói, được, vậy ngày mai tôi sẽ tự mình đến phỏng vấn để chọn ra một người. Trời tối muộn, Diệp Quân Lâm mới về đến nhà. Khi Diệp Quân Lâm kể lại chuyện hôm nay, Lý Tử Nhiễm tán thưởng nói, người tên Lục Nam Hiên này thật sự tài giỏi. Tất nhiên là Lý Tử Nhiễm xem từ tin tức trên TV. Diệp Quân Lâm chỉ muốn nói ra sự thật rằng người tên Lục Nam Hiên thật ra là rốt đặc cán mai. Đúng rồi, anh biết không? Bạn thân nhất của em, Phương Tử Tình đã về nước rồi.
Ngày mai em hơi bận, anh có thể đến sân bay đón cô ấy được không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Được, để anh đi. Diệp Quân Lâm biết Phương Tử Tình. Ngày trước, cô gái này cùng Lý Tử Nhiễm đều là những cô gái đẹp nổi tiếng. Cô gái này vô cùng tài giỏi. Lấy được 2 bằng thạc sĩ từ Đại học Hoa Thanh cùng Đại học Yến Kinh. Sau đó lại đi du học tại Đại học Harvard. Lúc tốt nghiệp, Phương Tử Tình còn công tác tại Phố Uôn. Lý Tử Nhiễm vô cùng thắc mắc, Phương Tử Tình đang có công việc tốt ở Phố Uôn như vậy, sao đột nhiên lại về nước nhỉ? Khuê mật rõ ràng ở Wall Street phát triển thật là tốt, như thế nào hội đột nhiên về nước đâu? Diệp Quân Lâm cũng vô cùng tò mò, cách suy nghĩ của phụ nữ thật quá khó hiểu. Vậy cô ấy đã nói gì với em? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm cười nói, cô ấy nói với em là muốn tới Tô Hàng để phát triển sự nghiệp. Cô ấy cũng đã mua nhà ở Tô Hàng rồi. Lý Tử Nhiễm hơi nhíu mày, trong mắt cũng hiện vẻ hơi hoang mang, em tò mò không biết công ty nào mà có thể khiến Phương Tử Tình quan tâm đến vậy. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Diệp Quân Lâm đã lái xe của Lý Tử Nhiễm đến sân bay. Diệp Quân Lâm đứng chờ ở sảnh chờ của sân bay. Chỉ sau một lát, bóng dáng của Phương Tử Tình đã xuất hiện. Cô gái này cao khoảng 170cm, cô ấy đang bước đi một đôi giày cao gót, dáng người mảnh dẻ. Đôi chân dài thẳng tắp trông vô cùng xinh đẹp, không thua kém người mẫu là bao. Phương Tử Tình mặc một chiếc áo gió màu đen, trên khuôn mặt trái xoan đeo một chiếc kính mát, trông cô gái này vừa lạnh lùng, lại rất mạnh mẽ. Khí chất quả thật vô cùng độc đáo. Rất nhiều người đều nghĩ Phương Tử Tình là ngôi sao, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Phương Tử Tình cũng nhận ra Diệp Quân Lâm. Cô ấy lập tức đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm, ném cho anh chiếc vali. 9 giờ đưa tôi đến tập đoàn Vân Đình, tôi có việc gấp. Cô gái này lạnh lùng đến mức không để cho Diệp Quân Lâm nói chuyện một câu nào. Cô ấy liền nói thẳng ra yêu cầu của mình. Diệp Quân Lâm cũng thấy khó chịu. Ông đây đã cất công đi tới đón cô. Vậy mà một câu cảm ơn cô cũng không thèm nói, còn sai bảo như thể người hầu vậy. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn cầm vali lên. Thời gian còn lại 1 giờ, lái xe nhanh lên một chút. Sau khi lên xe, Phương Tử Tình nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá mấy tỷ trên cổ tay, nói với giọng lạnh như băng. Được rồi, tôi nhất định sẽ đưa cô đến đúng giờ. Diệp Quân Lâm khởi động xe. Phương Tử Tình tháo kính mát xuống. Để lộ ra khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Ngũ quan cô ấy rất nhan tú, làn da nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng. Cô gái này có nhan sắc có thể sánh cùng với Lý Tử Nhiễm. Sau đó, Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ đánh giá. Anh còn không chịu rời khỏi Tử Nhiễm sao? Phương Tử Tình đột nhiên hỏi. Vì sao tôi phải rời khỏi? Diệp Quân Lâm vô cùng khó chịu. Bởi vì anh không xứng với cô ấy. Không nói đến chuyện hiện tại anh chẳng có chút gia tài hay tài khoản tiết kiệm nào. Chỉ riêng chuyện anh từng đi tù cũng đủ để nói rằng anh không xứng với Tử Nhiễm. Không phải tôi kỳ thị anh, nhưng nếu anh là người có tiền án như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tử Nhiễm. Sự nghiệp của cô ấy đang vào quỹ đạo, có được sự đầu tư của tập đoàn Vân Đình. Cô ấy còn rời khỏi nhà họ Lý, thành lập công ty riêng. Tương lai của cô ấy ở giới kinh doanh Tô Hàng vô cùng sáng lạn. Còn anh thì sao, nếu anh cứ bám theo Tử Nhiễm, nhất định sẽ trở thành vật cản của cô ấy. Ví dụ như sau khi Tử Nhiễm công thành danh toại, tất cả mọi người sẽ nói sau lưng cô ấy rằng, chồng của Lý Tử Nhiễm từng ngồi tù 6 năm, lại còn vì tội cưỡng gian. Lúc đó ảnh hưởng sẽ rất nhiều, đối với sự nghiệp của Tử Nhiễm cũng không hề tốt. Cô gái này mồm miệng lanh lợi, nói liên tục như là súng máy. Phương Tử Tình thấy Diệp Quân Lâm không nói lời nào, tiếp tục nói. Còn nữa, tôi thấy ở trên người anh không có một chút ý chí chiến đấu nào. Năng lượng sống của anh đã tắt từ lâu rồi, đã quen sống mà phải cúi đầu. Nếu là 6 năm trước, nhất định anh sẽ không chịu hạ mình để tới đón tôi. Diệp Quân Lâm nhìn vào Lý Tử Nhiễm qua gương chiếu hậu, hỏi, vậy thì sao nào? Anh ly hôn với Tử Nhiễm đi. Chuyện này chờ sau khi tôi ổn định sẽ bắt tay vào xử lý. Phương Tử Tình vô cùng tự tin. Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ, cười nói, thôi cho tôi xin. Có phải tôi kết hôn với cô đâu? Tử Nhiễm là bạn thân của tôi không muốn thấy cô ấy rơi vào hồ lửa. Phương Tử Tình lạnh lùng nói. Trừ phi, Phương Tử Tình đột nhiên nói lấp lửng. Trừ phi cái gì? Diệp Quân Lâm tò mò hỏi.
trừ phi anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp một lần nữa. Ít nhất thì anh cũng phải để mình không thua kém Tử Nhiễm. Anh phải xứng đôi với cô ấy mới được, nếu không, tôi sẽ không đồng ý. Phương Tử Tình lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm cười, những gì Tử Nhiễm đang có đều là do tôi làm. Vừa nghe Diệp Quân Lâm nói vậy, vẻ mặt của Phương Tử Tình lạnh như băng, trong ánh mắt cô ta lại hiện lên vẻ lạnh lẽo. Phương Tử Tình nói với giọng vừa lạnh nhạt, vừa châm chọc, anh đang muốn nói việc lấy lại tập đoàn Quân Lâm, sau đó đổi tên thành tập đoàn Vân Đình đều là do anh làm. Diệp Quân Lâm cười, thông minh lắm, cô đoán đúng rồi. Diệp Quân Lâm, chúng ta nói chuyện thực tế một chút được không? Tôi thấy có khi đầu óc của anh đang có vấn đề đó. Tôi đang muốn đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra về sức khỏe tâm thần đấy. Tôi đã điều tra hết về tập đoàn Vân Đình rồi. Chủ tịch tên là Lục Nam Hiên, cũng không có liên quan gì đến anh hết. Phương Tử Tình nói xong liền không thèm nói thêm nữa. Trong xe rơi vào yên tĩnh. Phương Tử Tình từ nhỏ đã mạnh mẽ, chủ động, hơn nữa năng lực cũng rất manh. Sau khi làm nên chuyện ở Phú Uôn, cô ta lại kiêu ngạo đến mức không ai bì ni. Tử Tình cũng không thèm nể nang ai hết. 6 năm trước, lúc Diệp Quân Lâm ở trên đỉnh cô ta còn không thèm để vào mắt. Huống hồ hiện tại Diệp Quân Lâm chỉ là một kẻ mới ra tù, chỉ có 2 bàn tay trắng. Phương Tử Tình nghĩ Diệp Quân Lâm càng không đáng để cô ta phải chú ý. Sau khi nói chuyện một lát, Phương Tử Tình liền cảm thấy Diệp Quân Lâm vô cùng kém cỏi. Diệp Quân Lâm và Phương Tử Tình, Lý Tử Nhiễm như thể đến từ 2 thế giới khác nhau vậy, cho nên sau khi về nước, một trong những mục tiêu của Phương Tử Tình chính là làm cho Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm ly hôn. Một lát sau, chiếc xe đã tới trước tòa nhà của tập đoàn Vân Đình. Giúp tôi mang hành lý về chỗ của Tử Nhiễm trước, buổi tối tôi sẽ đến gặp Tử Nhiễm sau. Trước khi xuống xe, Phương Tử Tình móc ví, lấy ra mấy tờ đô la ném về phía Diệp Quân Lâm, cũng không ăn không công sức của anh. Đây là phí làm công hôm nay. Ở trong mắt Phương Tử Tình, Diệp Quân Lâm chính là một người hầu mà thôi. Lấy tiền liền có thể sai bảo. Diệp Quân Lâm nhìn những tờ tiền rơi trên ghế ngồi, anh liền rơi vào trầm tư. Cô gái này đang muốn dùng tiền để làm nhục anh. Quên đi, cứ mang hành lý về trước đã. Lúc Diệp Quân Lâm đang khởi động xe, Kỳ Lân liền gọi điện đến. Tướng quân, ngài ở đâu vậy? Hai người đến phỏng vấn vào vị trí phó chủ tịch đã tới rồi. Tôi đã thông báo với ngài, 10 giờ bắt đầu phỏng vấn. Nghe được Kỳ Lân nói vậy, Diệp Quân Lâm liền vỗ trán. Chỉ vì chuyện đi đón Phương Tử Tình mà anh đã quên mất việc quan trọng này rồi. Tôi đã tới rồi, sẽ đi lên ngay. Diệp Quân Lâm nói. Được, vậy để tôi chuẩn bị cho việc phỏng vấn. Kỳ Lân nói. Sau khi Diệp Quân Lâm vào văn phòng, Kỳ Lân đã chuẩn bị xong mọi việc. Trên màn hình trong văn phòng là hình ảnh từ phòng họp. Chỉ lát nữa sẽ có 2 ứng viên đi vào để tiến hành phỏng vấn. Trong phòng hội nghị, Kỳ Lân đứng ở mặt sau, anh ta đến cũng chỉ để quan sát. Vài vị lãnh đạo cấp cao mới là những người phỏng vấn trực tiếp vào hôm nay. Trong đó có cả Hà Điềm Điềm. Nhưng Kỳ Lân cũng đeo tai nghe, đợi Diệp Quân Lâm có gì muốn hỏi sẽ nói cho anh ta. Được rồi, mời ứng viên thứ nhất vào đi. Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Người đầu tiên bước vào phỏng vấn lại là một cô gái. Dáng người cao gầy, xinh đẹp đến lóa mắt. Lúc Diệp Quân Lâm nhìn thấy cô gái này trên màn hình cũng sợ ngây người. Đây không phải là Phương Tử Tình sao? Hóa ra cô gái này về nước để tới phỏng vấn vào vị trí phó chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Chẳng trách cô ta lại bảo Diệp Quân Lâm đưa đến tập đoàn Vân Đình. Chỉ trách rằng Phương Tử Tình đã tự làm nhục chính mình rồi. Lúc Diệp Quân Lâm chưa bình tĩnh lại thì Phương Tử Tình đã bắt đầu phỏng vấn. Năng lực lẫn thành tích của Phương Tử Tình quả thật rất cao, nhanh chóng chinh phục được vài lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Diệp Quân Lâm đã ổn định lại, bắt đầu thông qua Kỳ Lân để đưa ra những câu hỏi. Những vấn đề Diệp Quân Lâm đưa ra rất bén nhọn, nhưng cũng chuyên nghiệp, độc đáo. Mỗi lần Kỳ Lân nói ra những vấn đề này, Phương Tử Tình đều thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Nam Hiên quá tài giỏi. Những góc độ nhìn nhận vấn đề này cũng quá cao siêu. Phương Tử Tình liền nhận định Lục Nam Hiên là một thiên tài về kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp dưới sự lãnh đạo của một người như vậy, nhất định tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Phương Tử Tình cũng sẽ có thể bước lên đỉnh vinh quang. Đây là mong muốn lớn nhất của cô ta.
nhưng Phương Tử Tình nào biết đâu rằng, mấy vấn đề này đều là do Diệp Quân Lâm hỏi. Những vấn đề là Kỳ Lân đưa ra, Phương Tử Tình đều có thể giải quyết gọn gẽ. Xem ra Phương Tử Tình đã chuẩn bị rất kỹ càng, đã phân tích đến tương lai phát triển của tập đoàn Vân Đình. Thậm chí cô ta còn có vài kế hoạch, phương án rất chi tiết. Sau khi hỏi hết các vấn đề cần lưu tâm, Diệp Quân Lâm cũng hiểu được cô gái này quá mạnh mẽ. Hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu mà anh đưa ra. Kỳ Lân, nói cho cô ấy biết là cô ấy đã được chọn. Diệp Quân Lâm nói. Kỳ Lân do dự, nhỏ giọng nói, tướng quân, không phải còn có một ứng cử viên nữa sao? Ngài không định gọi vào. Không, cô ấy chính là những gì tôi cần. Cho ứng cử viên thứ hai phỏng vấn vào một vị trí khác đi. Diệp Quân Lâm nói. Trong phòng hội nghị, Kỳ Lân tươi cười, chúc mừng cô Phương, cô đã được nhận vào vị trí phó chủ tịch. Hôm nay cô đi xem xét môi trường làm việc trước, chúng tôi sẽ đi làm thủ tục, ngày mai cô sẽ bắt đầu đi làm. Chuyện mày, những lãnh đạo cấp cao đang phỏng vấn đều ngây ngắn cả người. Ngay cả Phương Tử Tình cũng đều ngây ngắn cả người. Phương Tử Tình cũng có tự tin rằng cô ta sẽ trúng tuyển. Nhưng có thể nhanh đến mức này sao? Thông thường nếu muốn thuê người thì còn cần tổ chức họp cấp cao nữa. Huống hồ sau đây còn có một ứng viên nữa. Hà Điềm Điềm hỏi, chủ tịch, ứng cử viên tiếp theo thì sao? Kỳ Lân cười, cô Phương đáp ứng đầy đủ những gì chúng ta muốn. Ứng cử viên thứ hai cho ứng cử vào vị trí khác đi. Đã rõ. Phương Tử Tình càng kinh ngạc. Lúc này, Phương Tử Tình càng thấy ngưỡng mộ Kỳ Lân hơn trước. Người này rất quyết đoán, cũng không hề máy móc. Đây mới là người có thể làm nên chuyện lớn. Cô ta đã lựa chọn đúng rồi. Phương Tử Tình đi đến trước mặt Kỳ Lân, muốn cùng anh ta nói chuyện về việc phát triển công ty. Kỳ Lân cười, cô Phương, nói thật cho cô biết, chủ của công ty còn có một người khác. Tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Người vừa phỏng vấn cô chính là ông chủ của công ty này. Phương Tử Tình sửng sốt, hỏi Kỳ Lân về ông chủ bí mật này. Cô ta còn muốn được gặp mặt người này nữa. Sau này nhất định cô sẽ có cơ hội gặp, Kỳ Lân nói. Sau khi đi vào văn phòng, Kỳ Lân lau đi mồ hôi lạnh. Tướng quân, ngài quyết định nhanh quá vậy. Diệp Quân Lâm cười, không có. Cô gái này rất táo bạo, lại rất sáng tạo, thích hợp cho việc phát triển công ty. Hồ sơ của ứng cử viên khác tôi đã xem qua. Anh ta thích hợp một công việc đòi hỏi sự ổn định, vững chắc hơn. Thật ra, Diệp Quân Lâm đã sớm so sánh hai người này. Khóe miệng Diệp Quân Lâm cong lên, Phương Tử Tình, chắc cô không thể nào ngờ nổi, ông chủ của cô lại chính là tôi đúng không? Sau khi Phương Tử Tình hoàn thành thủ tục nhậm chức còn đi tham quan công ty một vòng. Sau đó cô ta ôm tư liệu của công ty về. Sau khi phát hiện Diệp Quân Lâm đang đợi mình, Phương Tử Tình cũng rất ngạc nhiên. Diệp Quân Lâm cũng vừa mới xuống dưới đây. Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm đầy nghi ngờ. Sau khi lên xe, cô ta lại lấy ra hơn 10 tờ tiền, ném cho Diệp Quân Lâm. Một phần chỗ này là trả cho công anh đợi tôi. Phần khác là tiền tôi bâu ơ cho anh. Phương Tử Tình nói. Ở nước ngoài Phương Tử Tình đã có thói quen cho tiền bâu ơ người phục vụ, người ở bãi đậu xe, lái xe. Nếu gặp Phương Tử Tình đều cho tiền bâu ơ. Hiện tại trong mắt Phương Tử Tình, Diệp Quân Lâm cũng chẳng khác gì những người đó. Thậm chí còn không bằng. Diệp Quân Lâm cầm lấy số tiền này, sau đó nhét vào trong ví. Phương Tử Tình nhìn thấy như vậy liền thở dài, lắc đầu. Diệp Quân Lâm vì một chút tiền liền cúi đầu. Người như vậy có thể xứng đôi với Lý Tử Nhiễm sao? Diệp Quân Lâm còn không quên hỏi một tiếng, vừa trả tiền vừa thêm tiền bâu ơ. Cô gặp chuyện gì vui à? Phương Tử Tình chỉ vào tòa nhà của tập đoàn Vân Đình. Anh biết nơi này không? Diệp Quân Lâm gật đầu, đương nhiên, trước kia nơi này là tập đoàn Quân Lâm. Đúng thế, bây giờ tập đoàn Vân Đình đã sáp nhập với cả tập đoàn Diệp Thị. Hiện tại tài sản của tập đoàn này tận mấy nghìn tỷ, tương lai phát triển rất rực rỡ. Tôi vừa mới được nhận chức phó chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Tiền hiện tại sẽ không phải là vấn đề, lương chủ tịch một năm phải mấy chục tỷ. Phương Tử Tình nói như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng lưu tâm. Đúng thế, ở nước ngoài Phương Tử Tình cũng có thể kiếm được nhiều như vậy. Cô ta đến tập đoàn Vân Đình chủ yếu là vì muốn thực hiện khát vọng của mình. Xin chúc mừng, Diệp Quân Lâm cười. Trong lòng Diệp Quân Lâm nói thêm một câu,
chỉ sợ cô sẽ không biết, tôi là ông chủ của cô. Tiền lương của cô cũng là do tôi trả. Diệp Quân Lâm đưa Phương Tử Tình trở về hoa viên Phương Đông. Đi vào bên trong, Phương Tử Tình tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỗ này là mua à? Phương Tử Tình không chắc chắn, hỏi. Không phải, là thuê. Diệp Quân Lâm trả lời. Ha ha ha, sau khi Phương Tử Tình nghe được, cười nhạo một tiếng. Diệp Quân Lâm ơi Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ anh không thấy hổ thẹn một chút nào sao? Anh để Tử Nhiễm ở nhà thuê à? Nếu tôi không đoán sai, tiền thuê nhà cũng là do Tử Nhiễm trả đúng không? Phương Tử Tình kết luận, loại nhà mỗi tháng trả cả trăm triệu này, nhất định Diệp Quân Lâm không có tiền để trả. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng thế, Tử Nhiễm trả tiền thuê nhà. Kết hôn với một người đàn ông như anh, thật là, nếu là tôi nhất định sẽ ly hôn vợ, nhất định sẽ không để mình làm liên lụy đến Tử Nhiễm. Phương Tử Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm với vẻ hung dữ, anh cũng đừng nói với tôi về mấy thứ như tình yêu các kiểu. Hơn nữa, nếu anh thực sự yêu Tử Nhiễm, anh nên làm điều đó vì cô ấy mới đúng. Nếu biết nghĩ cho cô ấy, anh nên ly hôn đi. Diệp Quân Lâm cười lạnh, nói, có phải cô đang quá coi thường tôi không? Cô không tin những thứ này đều là tôi mang đến cho Tử Nhiễm sao? Phụt! Phương Tử Tình thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu. Thật sự là loại mặt dày hơn cả đường bê tông. Loại đàn ông như này đúng là hết thuốc chữa. Khả năng chém gió, nói bừa của tên này đã cao quá thể rồi. Nếu anh có thể cho tôi tất cả những thứ này, tôi gả cho anh còn được. Phương Tử Tình tức giận đến mức cả thân hình đều đang run rẩy. Đây là do cô tự nói đó. Sau này đừng có mà hối hận. Diệp Quân Lâm cười. Phương Tử Tình thấy Diệp Quân Lâm lại đang đánh giá cô ta. Đúng là điên rồi, tên đàn ông này đúng là loại đều cáng. Phương Tử Tình bước vào văn phòng đã được Lý Tử Nhiễm chuẩn bị. Cô ta không muốn nhìn thấy Diệp Quân Lâm nữa. Buổi chiều, Lý Tử Nhiễm đã trở lại. Đi thôi bạn yêu, để mình đưa cô đi chơi. Lý Tử Nhiễm rất hào hứng. Đi thôi, hôm nay để mình mời cậu. Dù sao hôm nay mình cũng đã phỏng vấn thành công rồi, Phương Tử Tình cười nói. Thế thì tốt quá, Lý Tử Nhiễm thật sự thấy vui cho cô bạn của mình. Phương Tử Tình cười, Tử Nhiễm, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Mình sẽ tập trung giúp đỡ cậu, nhất định sẽ không thiếu đầu tư hợp tác. Đi thôi, đi ăn cơm đã. Lý Tử Nhiễm cười. Chờ Diệp Quân Lâm đi ra, Phương Tử Tình nói thẳng, Tử Nhiễm, mình nói chuyện này cậu có thể không vui. Nhưng tối nay mình sẽ nói với cậu về chuyện ly hôn. Lý Tử Nhiễm giật mình, ý cậu là gì? Cậu ly hôn với Diệp Quân Lâm đi. Phương Tử Tình cười nói, mình nghĩ không chỉ một mình, mà cả cha mẹ, người thân của cậu cũng đều sẽ đồng ý cho cậu ly hôn. Cái gì, ly hôn? Khi mọi người bước ra ngoài cửa, một chiếc xe thể thao Porsche 911 giá hơn 7 tỷ đã đậu sẵn ở đó. Xe của mình tới rồi. Phương Tử Tình mở cửa xe, đi vào. Hóa ra từ trước khi về nước, Phương Tử Tình đã chuẩn bị sẵn xe và nhà rồi. Một trong những chiếc xe đó là chiếc xe này. Bất động sản cũng ở trong khu hoa viên Phương Đông, ở ngay sát nhà của Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Tử Nhiễm, đi lên đi. Phương Tử Tình nói. Lý Tử Nhiễm do dự. Chiếc xe thể thao này chỉ có 2 chỗ ngồi. Vậy còn Diệp Quân Lâm thì sao? Hừ, để cho anh ta bắt xe taxi đến đó đi. Diệp Quân Lâm, anh đừng có lái xe đến. Chỗ đó không cho chiếc xe nào trị giá dưới mấy tỷ vào đâu. Phương Tử Tình lạnh lùng nói. Cô ta đang có ý thể hiện rằng cô ta, Lý Tử Nhiễm so với Diệp Quân Lâm chính là những người đến từ hai thế giới. Mọi người đều lái xe thể thao đắt tiền. Diệp Quân Lâm đi một chiếc xe mấy trăm triệu có vẻ càng không thích hợp. Cho nên Diệp Quân Lâm nên đi xe taxi thì hơn. Cuối cùng, Phương Tử Tình đưa Lý Tử Nhiễm đi. Diệp Quân Lâm cũng bắt taxi đi thao. Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia ở một nơi rất yên tĩnh. Quy tắc của nơi này là chỉ dành cho những hội viên đã đặt chỗ trước. Nếu muốn dùng bữa ở đây, đầu tiên phải trả phí thành viên mấy tỷ, sau đó phải đặt chỗ trước một tuần, thậm chí một tháng. Bởi vì những nguyên liệu nấu ăn ở đây đều vô cùng quý giá. Một số vẫn đang được nuôi, số khác lại cần khai thác từ tận biển sâu. Cho nên tất cả đều phải chuẩn bị trước. Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia này cũng là sản nghiệp của nhị thiếu gia nhà họ Tiêu, Tiêu Nhược Phong.
trên danh nghĩa vẫn là do nhà họ Tiêu điều hành, nhưng trên thực tế, chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của Diệp Quân Lâm. Bên ngoài nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia, mỗi chiếc xe đều trị giá hàng chục tỷ. Ngay cả chiếc Porsche 911 của Phương Tử Tình cũng đều có vẻ kém cỏi. Phương Tử Tình cười lạnh, nói, Diệp Quân Lâm, anh thấy chưa? Bình thường Tử Nhiễm và tôi đều đến những nơi như thế này. Anh ngay cả một chiếc xe hơi sang trọng còn không có, vậy thì có xứng được với cô ấy không? Anh đi theo Tử Nhiễm chỉ làm cô ấy thêm mất mặt thôi. Diệp Quân Lâm phớt lờ Phương Tử Tình. Phương Tử Tình đưa ra thẻ hội viên của cô ta, nhưng thẻ hội viên của Phương Tử Tình cũng chỉ là thẻ cấp bạc mà thôi. Phương Tử Tình quơ quơ chiếc thẻ hội viên trong tay, cười nói, thấy rõ chưa? Tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi, vậy mà mỗi năm cũng phải chỉ mấy tỷ đấy. Phương Tử Tình nhìn Lý Tử Nhiễm liếc, nói, Tử Nhiễm, mình nói chuyện này có thể cậu không vui, nhưng nếu không có mình và cậu, Diệp Quân Lâm cũng không thể nào bước chân vào những chỗ như thế này. Lý Tử Nhiễm hơi xấu hổ. Nhưng Lý Tử Nhiễm cũng hiểu tính cách của Phương Tử Tình là như vậy. Cô ta nghĩ gì sẽ nói đó. Mời ba vị vào. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi ba người bước vào, mọi người đều nhìn về phía này với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là còn có sợ hãi. Ngay cả Phương Tử Tình cũng tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trông cô ta đáng sợ như vậy sao? Nhưng Phương Tử Tình không biết, người nhà họ Tiêu sợ nhất là khi Diệp Quân Lâm đến đây. Quản lý bếp, Nhiễm Diệu Thần liền bước đến nghênh đón, xin kính chào ngài Diệp, cô Phương, cô Lý. 10 người phục vụ đứng bên cạnh cũng đồng thanh nói, nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia xin hoan nghênh các vị đã đến. Nhiễm Diệu Thần lại nói, dọn dẹp, nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Hôm nay nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia chỉ phục vụ 3 người ngài Diệp. Rất nhanh, những vị khách khác đều được mời ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, cả Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm đều thấy khó tin. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia lại chỉ phục vụ 3 người sao? Trong tay bọn họ chỉ có thẻ hội viên bạc thôi mà. Trên đó còn có thẻ cấp vàng, thẻ đen, thẻ kim cương nữa chứ. Cuối cùng, 3 người Diệp Quân Lâm được sắp xếp ngồi vào vị trí đẹp nhất của nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia. Phương Tử Tình vô cùng khó hiểu. Bởi vì rõ ràng quy định này chỉ dành cho người có thẻ cấp kim cương mà thôi. Thẻ kim cương là hàng năm phải chỉ tiêu mười mấy tỷ đúng không? Nhưng thẻ của Phương Tử Tình thì đâu được như thế. Thẻ của mình là thẻ bạc, sao lại ngồi vị trí này? Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Từ lúc đi vào đã rất quái dị rồi. Diệp tiên sinh, cả ba người có hài lòng với sự phục vụ này không ạ? Nhiễm Diệu Thần hỏi. Tất nhiên hắn nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói, cũng được, cứ như vậy đi. Lý Tử Nhiễm sốt ruột hỏi. Phương Tử Tình lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm, anh nói bậy bạ gì đó. Ở đây anh có tư cách gì để nói? Anh có tư cách sao? Nhiễm Diệu Thần thấy vậy thì liền hiểu rõ. Hai người phụ nữ này không biết thân phận Diệp Quân Lâm. Hắn lập tức giảng hòa, Phương Tiểu Thư đừng nóng giận. Chỉ cần là khách đều là thượng đế của chúng tôi, có tư cách cả, thậm chí có thể đưa ra ý kiến. Diệp tiên sinh vui là đủ rồi. Nhiễm Diệu Thần nhớ tới lời của Tiêu Nhược Phong cả người dùng mình, nếu Diệp Quân Lâm không vui, sẽ đem đầu hắn mà hầm canh. Toàn bộ đầu bếp Hoàng gia đều sợ Diệp Quân Lâm nổi giận a. Nhiễm Diệu Thần cúi người nhìn Diệp Quân Lâm, hỏi, Diệp tiên sinh có ý kiến gì không ạ? Ý kiến là nhanh lên đồ ăn đi, tôi đói rồi. Diệp Quân Lâm không kiên nhẫn nói. Nhiễm Diệu Thần lập tức phát tay, nhanh đem đồ ăn lên. Đem đồ ăn tốt nhất lên đây đi. Vừa đúng lúc, nghe Diệp Quân Lâm tán thành, Nhiễm Diệu Thần rất hưng phấn. Hắn cúi đầu nhìn thấy giày da của Diệp Quân Lâm hơi bẩn, lập tức lấy khăn khom người lau giày da. Diệp tiên sinh, giày của ngài hơi bẩn rồi, để tôi lau giúp ngài. Phương Tử Tình cùng Lý Tử Nhiễm tròn mắt nhìn. Bọn họ vô cùng khiếp sợ nhìn Nhiễm Diệu Thần đang ngồi xổm lau giày cho Diệp Quân Lâm. Trời ạ, đây là chuyện gì thế? Phương Tử Tình cùng Lý Tử Nhiễm đều hiểu rõ. Nhiễm Diệu Thần là tổng giám đốc, là thân thích năm đời với Hoàng gia, thân phận Nhiễm Diệu Thần rất cao. Đây còn là sản nghiệp của Tiêu gia nha. Người như vậy, chỉ cần các phú hào thấy cũng phải nể mặt ba phần. Thế mà lại tự lau giày cho Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm kia có thân phận gì chứ? Không thể tưởng tượng được. C. Khi mọi người đang ngây ra thì thức ăn đã bưng lên đầy bàn. Phương Tử Tình nhìn thấy thì sợ ngây người. Bởi vì đây không phải đồ ăn cô đặt trước. Đây là đồ ăn quý nhất của đầu bếp riêng hoàng gia. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đặc biệt quý hiếm. Một bàn này phải mất 20 vạn. Phương Tử Tình xấu hổ cười nói, các người có phải nhầm lẫn không? Đồ ăn tôi gọi không phải đồ này nha. Nhiễm Diệu Thần cười, Phương Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư đừng vội. Đây là món ăn ta miễn phí cho mọi người. Ba người có tư cách miễn phí sử dụng bếp hoàng gia. Bất cứ lúc nào, không cần hẹn trước. Phương Tử Tình ngây ngần cả người. Đây là, giám đốc, tôi chỉ là hội viên cấp bạc an. Nhiễm Diệu Thần cười ha hả nói, không sao cả, ba người các ngài có thể hưởng quyền lợi của thành viên kim cương, Ngôn Tình Hài. Chuyện này làm Phương Tử Tình rất khó hiểu. Lý Tử Nhiễm cũng nghi ngờ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về Diệp Quân Lâm đang vô tư ăn uống kia. Dường như vấn đề nằm ở chỗ hắn. Phương Tử Tình nhịn không được hỏi, Diệp Quân Lâm, anh có thân phận gì? Dường như vì anh mà chúng tôi mới được đãi ngộ này. Diệp Quân Lâm không nâng mặt lên nói, đúng, vì tôi. Vậy anh có thân phận gì? Phương Tử Tình nuốt nước miếng, cả người vô cùng chờ mong. Lý Tử Nhiễm cũng căng thẳng. Diệp Quân Lâm xoa miệng, cười nói, vì cửa hàng này là của tôi muốn thế nào thì là thế đó. Vừa nói xong, không khí xung quanh như đông cứng lại. Lý Tử Nhiễm cùng Phương Tử Tình trừng mắt, cứ như bị đứng hình tại chỗ. Giờ khắc này, các cô thật sự có chút tin tưởng. Bởi vì, nếu Diệp Quân Lâm không phải ông chủ thì khó mà giải thích được. Thứ nhất, mới đây Diệp Quân Lâm vừa dọn sạch màn kia. Thứ hai, được ở vị trí tốt nhất cùng thức ăn ngon nhất, mọi thứ lại miễn phí. Thứ ba, giám đốc cửa hàng lại lau giày cho Diệp Quân Lâm. Lúc này, điện thoại Phương Tử Tình vang lên. Phương Tử Tình vừa nhận điện thoại thì lộ ra nụ cười tươi. Khi phát hiện tình hình ở đây, cô đã nhờ bạn cô tra thông tin cửa hàng này. Hiện tại tra được. Bếp hoàng gia số 5 do Tiêu Nhược Phong làm chủ, không phải ai khác. Hayeha, Diệp Quân Lâm anh dám nói cửa hàng này của anh? Phương Tử Tình hỏi. Đúng vậy, có vấn đề sao? Diệp Quân Lâm thoải mái thừa nhận. Phương Tử Tình trừng mắt liếc anh một cái, đem điện thoại đưa cho Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm nhìn tin tức kia, sắc mặt thay đổi. Vừa rồi cô cùng Phương Tử Tình đều bị hoảng sợ. Thật sự cho rằng cửa hàng này của Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm cười nói, Tử Tình đừng để ý, Diệp Quân Lâm luôn thích nói đùa. Phương Tử Tình cười lạnh, sớm biết anh ta thích mạnh miệng. Giám đốc Nhiễm có thể lấy giấy phép xem một chút chứ? Phương Tử Tình làm việc cẩn thận. Cô muốn cho Diệp Quân Lâm tâm phục khẩu phục. Nhiễm Diệu Thần chỉ có thể đem giấy phép tới. Phương Tử Tình đem giấy phép đập trước mặt Diệp Quân Lâm, anh xem cho kỹ, cửa hàng này của ai? Là Tiêu Nhược Phong, có quan hệ gì với Diệp Quân Lâm anh chứ? Nhiễm Diệu Thần rất muốn nói, chỉ cần vị này nói một câu, Tiêu gia đều là của anh ta. Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm không nói gì, tức giận nói, về sau đừng nói những lời như thế ở ngoài. Anh sẽ làm Tử Nhiễm mất mặt. Sau khi việc này, Lý Tử Nhiễm vẫn nghi ngờ, cô nhỏ giọng hỏi, Tử Tình, tại sao lại có chuyện này? Sao lại nhận được lợi ích này? Phương Tử Tình nhíu mày lại, hiện tại chỉ có thể giải thích do thân phận phó tổng của tập đoàn Vân Đình là tớ. Có nhiều người biết, là Lục Nam hiện Lục Tổng thu mua tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn Diệp Thị. Có thể, thân phận Lục Nam Hiên, Tiêu gia xem Lục Nam Hiên như chủ nhân. Mà tớ là phó tổng của Lục Nam Thiên nên được đãi ngộ này cũng là bình thường. Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên, Lục tiên sinh này quá lợi hại nha. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể qua lại với Tiêu gia sao có thể là người bình thường được. Phương Tử Tình cười thần bí, Tử Nhiễm, nói cho cậu bí mật, thật ra Lục Nam Hiên cũng chỉ làm cho người khác. Lý Tử Nhiễm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không thể tin được hỏi, chẳng lẽ tập đoàn Vân Đình còn có người chủ khác? Phương Tử Tình gật đầu, đúng vậy, hôm nay tớ cho rằng Lục Nam Hiên phỏng vấn tớ, cuối cùng mới biết được, là ông chủ thông qua video phỏng vấn, ông ta quả thực cắt lợi hại, vấn đề góc độ tương lai phát triển công ty đều rất hiểu rõ, tớ thấy đây là một ông chủ giỏi nhất tớ từng biết. Đặc biệt, tớ là fan của ông ta rồi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Phương Tử Tình sùng bái. Hôm nay cô bị Diệp Quân Lâm làm cho tâm phục.
Bên cạnh, Diệp Quân Lâm vừa ăn tôm hùm vừa cười. Anh cũng chưa nghĩ tới Phương Tử Tình lại là fan của anh. Lợi hại như vậy sao? Có thể là một vị tiền bối 67 tuổi không nhỉ? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Không phải, Lục Tổng không nói gì với tớ, nhưng có thể là không cách biệt với Diệp Quân Lâm là mấy. Phương Tử Tình dừng ánh mắt trên người Diệp Quân Lâm. Cũng không khác biệt tuổi tác lắm, vậy sao năng lực chết lệch lớn như vậy? Phương Tử Tình thở dài. Lý Tử Nhiễm giải thích giúp Diệp Quân Lâm, Tử Tình à, được như thế cũng bởi vì Quân Lâm có năng lực. Và được nhiều người giúp đỡ. Phương Tử Tình quay đầu đi, liếc nhìn Diệp Quân Lâm một cái. Tập đoàn Vân Đình thật ra vẫn luôn chiêu mộ nhân công, có điều, hắn thật sự không thích hợp. Chỉ có thể thích hợp bộ phận vệ sinh và an ninh mà thôi. Phương Tử Tình ngụ ý, Diệp Quân Lâm chính là rác rưởi. Lý Tử Nhiễm cười nói, Tử Tình, vị lão bản của cậu thật thần bí, mình đoán cậu thật sự muốn gặp người ấy nhỉ? Phương Tử Tình trên mặt tất cả đều là chờ mong thần sắc. Lục Tổng nói tớ sẽ sớm được gặp, tớ dám khẳng định người này có thể thay đổi thế cục của Tô Hàng. Ở bên người đó, tớ thật sự rất may mắn. Sau đó Phương Tử Tình nói sang chuyện khác nói, Tử Nhiễm, tớ mãnh liệt kiến nghị cậu nên ly hôn với Diệp Quân Lâm đi. Cậu xem, cậu lớn lên thật xinh đẹp, càng ngày càng tốt hơn, mà Diệp Quân Lâm ngày càng suy sút. Giữa hai người chênh lệch ngày càng lớn. Đến cuối cùng Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn. Vậy thì chi bằng ly hôn sớm một chút không phải tốt hơn sao? Tớ lại giúp cậu tìm người bạn trai khác, mỗi vị đều là tinh anh thế giới, sợ rằng có thể so sánh được với Diệp Quân Lâm của 6 năm trước đấy. Lý Tử Nhiễm cười cự tuyệt, Tử Tình, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng đời này của tớ đã định sẽ cùng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm đến phút cuối cùng rồi. Yêu! Phương Tử Tình thở dài một hơi. Cô ta biết bản thân của mình rất cố chấp. Xem ra chỉ có thể ra tay từ phía Diệp Quân Lâm. Làm hắn phải đưa ra quyết định ly hôn. Thì mới xong xuôi mọi chuyện được. Phương Tử Tình dẫn Lý Tử Nhiễm rời đi, mặc kệ Diệp Quân Lâm thế nào. Lát sau, người bên cạnh Diệp Quân Lâm đã chạy tới. Bọn người Tiêu Nhược Phong chạy tới. Diệp tiên sinh, tôi đưa ngài trở về nhé. Tiêu Nhược Phong hỏi. Không cần, ta tự trở về. Diệp Lâm Quân châm một điều thuốc rồi biến mất trong màn đêm. Bước chân của anh rất thong thả, tự hỏi làm sao để đối phó với phòng thương mại Tô Hàng. Phòng thương mại Tô Hàng đã cắm rễ ở Tô Hàng. Một khi phòng thương mại Tô Hàng ngã xuống, kinh tế và những phương diện khác ở Tô Hàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một lượng lớn người thất nghiệp. Đây là điều mà Diệp Quân Lâm không muốn nhìn đến. Không thể bởi vì tâm tư riêng của mình mà ảnh hưởng đến sự phát triển của Tô Hàng. Cho nên trước mắt, anh sẽ phải dùng tập đoàn Vân Đình thay thế phòng thương mại Tô Hàng. Như vậy sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Lúc này một chiếc Maybach hơn 1.000 vạn đang dừng lại ven đường, bật đèn chuyển hướng. Vừa nhìn thấy là biết có chuyện. Hơn nữa còn truyền ra một giọng nữ đang cầu cứu. Bởi vì khẩn trương, cô gái ấy sử dụng giọng địa phương lẫn lộn. Không ai nghe rõ ràng. Sau khi Diệp Quân Lâm đi đến thì phát hiện ở hàng ghế sau có một lão già đang ngất xỉu. Nhìn thấy thuốc đặc trị bệnh tim bên cạnh, Diệp Quân Lâm hiểu được ông lão bị bệnh tim. Hơn nữa tình hình đang rất nghiêm trọng. Tránh ra, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông của cô. Diệp Quân Lâm tới gần. Cô gái nghe vậy ngoan ngoãn tránh ra. Để ông lão cho Diệp Quân Lâm xem xét. 6 năm trước. Cơ nghiệp mà Diệp Quân Lâm gầy dựng chính là về lĩnh vực y học, bản thân anh cũng chính là một bác sĩ tiêu chuẩn. Sau này khi ra chiến trường, y thuật lại càng kinh người. Ở chiến trường phẫu thuật là chuyện bình thường. Cho nên anh có thể dễ dàng giải quyết được chuyện này. Anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay. Lúc này một tiếng hét tức giận truyền đến. Diệp Quân Lâm cũng xoay người nhìn lại phía sau. Chính là vệ sĩ của ông cụ. Bọn vệ sĩ thấy anh tiền gần thì lập tức chạy tới. Họ cho rằng Diệp Quân Lâm định hại người. Tôi đang cấp cứu cho ông ấy, tránh ra. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói người đứng đầu đội vệ sĩ nói, chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp và họ sắp đến rồi, chúng tôi không cần anh ở đây khua môi múa mép. Các người thật chậm rãi, tôi đã chậm trễ mất mười mấy phút đồng hồ. Ngay cả thuốc đặc trị cũng không có tác dụng nữa, chỉ vài phút nữa là hết sạch. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Vừa nghe xong, sắc mặt của đám vệ sĩ này thay đổi rõ rệt.
Bác sĩ chuyên khoa của ông đã đến bằng trực thăng rồi, nhưng cũng phải mất 8 phút. Cô gái như bừng tỉnh, đúng vậy. Các bộ phận hầu như không còn hoạt động. Ông nội cần được chữa lành càng sớm càng tốt. Diệp Quân Lâm mỉm cười, bây giờ trái tim của ông cụ đã ngừng đập. Cô cầu xin hãy cứu ông tôi, thưa anh. Được rồi, cô hãy ra khỏi đây đi, để tôi thử. Điều quan trọng là phải cứu người, và Diệp Quân Lâm đã đồng ý. Hàng trăm vệ sĩ chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ không có trang thiết bị y tế, Diệp Quân Lâm chỉ có thể dùng tay thay vì máy trợ tim. Anh điên cuồng bóp chặt trái tim của ông ta. 3 phút sau, chiếc trực thăng đáp xuống đây, hàng chục bác sĩ chạy đến ngay lập tức, hàng chục bác sĩ khác theo sau, điều đó cho thấy tầm quan trọng của ông ta. Các bác sĩ đứng đầu liên tục tự trách mình, chúng tôi đến muộn. Đã hơn 10 phút, trái tim chắc đã ngừng đập. Các bác sĩ khác trán đầy mồ hôi, nếu ông cụ chết thì tất cả đều chôn theo ông ấy. Bởi vì thân phận của ông ta quá quý giá. Đây là Thẩm Mặc Sơn, người giàu nhất Tô Châu. Vệ sĩ của anh ấy đi đến phía trước chiếc xe và các bác sĩ bị đẩy ra một cách thô lỗ nên đứng chết lặng. Bác sĩ đến rồi, ông nội đã ngừng tim từ lâu. Cô gái hỏi. Bác sĩ bí mật nói rằng điều đó thật tồi tệ. Khi cô ấy nhìn thấy Diệp Quân Lâm làm hô hấp nhân tạo, cô ấy đã bị sốc. Đây là cái gì? Anh ta đang làm gì vậy? Các bác sĩ đã vô cùng kinh hãi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể cứu người. Vệ sĩ nói. Cái gì? Đúng là quậy lung tung. Anh ấy hoàn toàn đánh lừa xung quanh. Bác sĩ hét lên. Có một tia hy vọng nếu không bị kẻ lạ mặt quấy giờ hoài. Lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Người giàu nhất đã chết. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải chết. Bác sĩ tức giận nói, các người, đang làm gì vậy, anh sẽ dừng lại chứ? Các vệ sĩ cúi đầu, không ai dám trả lời. E hèm, nhưng vào lúc này, một tiếng ho phá tan bầu không khí. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mặt mọi người, người đang bị sốc và tim ngừng đập, thực sự đã đứng dậy. Diệp Quân Lâm cũng ra khỏi xe và đưa thuốc đặc biệt cho ông cụ. Bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng. Ông cụ đã uống thuốc, một loại thuốc đặc biệt, thở rõ ràng và không ho nữa. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến mọi người choáng váng. Diệp Quân Lâm liếc nhìn các bác sĩ và nói, bây giờ anh có thể đưa ông ta trở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị, bây giờ không còn vấn đề gì lớn nữa. Thẩm Mặc Sơn ngồi ở trên ghế ngồi, nắm lấy Diệp Lâm hai tay, cảm kích nói, tôi cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, hôm nay tôi đã chết rồi. Diệp Quân Lâm cười, ông hãy mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Chỉ là cố gắng thôi, không cần cảm ơn. Lúc này, một số bác sĩ đến khiêng Thẩm Mặc Sơn đi. Trước khi Thẩm Mặc Sơn lên máy bay trực thăng, ông ta nói với đứa cháu gái, cháu hãy đưa ân nhân của mình về nhà, anh ấy là đại ân nhân của nhà mình. Tiết Phương Huy cũng muốn biết Diệp Quân Lâm dùng phương pháp gì để khiến ông ta sống lại, cũng đang tìm Diệp Quân Lâm, chỉ là sau khi Tiết Phương Huy quay đầu lại. Diệp Quân Lâm đã rời đi từ sớm. Sau khi Thám Mặc Sơn biết sự việc, lại khen ngợi không ngớt, anh này thật là tốt. Rõ ràng là tôi nhìn thấy vệ sĩ của mình ở trên chiếc xe trực thăng, anh ấy nhất định phải biết thân phận của tôi, nhưng lại im lặng rời đi, đúng là người có đạo đức tốt. Anh ta là một sự may mắn với tôi, nếu gia đình anh ấy nghèo tôi sẽ đưa anh ấy trở thành tỷ phú ngay lập tức. Bây giờ nếu anh ấy đã có thành tựu, tôi sẽ làm cho anh ấy mạnh hơn nữa ồ để anh ấy có chỗ đứng ở Tô Châu. Mọi người đều bị sốc. Đây là Thẩm Mặc Sơn, người giàu nhất. Trong mắt công chúng, ông ta như một vị thần, có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của một người. Xét cho cùng, ngoài các nguồn lực, người giàu nhất còn có các mối liên hệ trong quân đội, chính trị và kinh doanh. Ông ta có thể so sánh với toàn bộ phòng thương mại Tô Châu. Hãy huy động tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu. Ngày mai tôi muốn biết thân phận của người đàn ông này. Thẩm Mặc Sơn ra lệnh. Đêm nay, hàng chục nghìn người ở Tô Châu và Hàng Châu đang điều tra thân phận của Diệp Quân Lâm. Thẩm Tâm Di hối hận, lúc đó cháu quá sợ hãi, cháu đã quên mất anh ấy trông như thế nào. Sau khi Diệp Quân Lâm trở về nhà, Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình đang thảo luận về sự phát triển trong tương lai. Nhìn thấy anh, Phương Tử Tình lạnh lùng nói, ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà mới. Mong anh giúp tôi dọn nhà, yên tâm đi, tiền lương tôi sẽ trả không ít đâu. Lý Tử Nhiễm lúng túng cười, cô nói gì thế, anh ấy làm gì có thời gian giúp, anh ấy muốn loại tiền nào. Phương Tử Tình hừ lạnh, chồng cô đã chấp nhận nó trong ngày. Ngày hôm sau,
Phương Tử Tình đi làm sớm, Diệp Quân Lâm đi chuyển nhà, Diệp Quân Lâm chỉ có thể chịu đựng. Căn nhà mà Phương Tử Tình mua có diện tích 300 mét vuông, nó rất lớn. Cô ta đã mua lại nhiều thứ, vì vậy, một số xe đẩy các vật dụng gia đình đã được mang đến. Công ty chuyển nhà đã đưa cho Diệp Quân Lâm một bộ quần áo đi làm. Sau khi anh ấy mặc nó vào, anh ấy đã gia nhập đội quân di chuyển. Diệp Quân Lâm xách đồ gia dụng đi vào trong, cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này, một chiếc Ferrari trị giá hàng triệu đô đã tiến vào và dừng lại trước ngôi nhà mới của Phương Tử Tình. Một cô gái bước xuống xe mặc hàng hiệu sang trọng, tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Người ở ghế phụ cũng bước xuống, cô ta mặc quần yếm đen với chiếc cặp trên tay. Đó là cô gái Diệp Quân Lâm đã gặp đêm qua, Thảm Tâm Di, cháu gái của người giàu nhất Thảm Mặc Sơn. Được biết đến là công chúa nhỏ của Tô Châu, người ta đồn rằng Thẩm Tâm Di thích đàn piano, và khoản bảo hiểm cô mua lên tới 10 tỷ đồng. Thẩm Tâm Di chạy đến chỗ Diệp Quân Lâm một cách hào hứng, anh Lâm, đó thật sự là anh. Thảm Tâm Di mỉm cười, tối hôm qua, gia đình của cô đã bắt đầu mối quan hệ và tìm kiếm cả đêm, nhưng không tìm thấy Diệp Quân Lâm. Sau khi Thảm Tâm Di phát hiện ra, cô đã chạy đến cảm ơn lần đầu tiên. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang mặc bộ quần áo làm việc của công ty chuyển nhà màu đen, cô ấy chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm đang làm việc ở công ty chuyển nhà. Diệp Quân Lâm dừng công việc đang làm, sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh không có nhiều ấn tượng với Thẩm Tâm Di. Tối qua anh ấy đã lo cứu người. Còn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua không? Anh đã cứu ông tôi. Thẩm Tâm Di nói, ồ, là cô có việc gì không? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh Lâm. Hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Chuyện nhỏ, không cần quan tâm. Thảm Tâm Di lắc đầu, anh Lâm, đây không phải là chuyện nhỏ, anh muốn một lời cảm ơn sâu sắc như thế nào. Tôi sẽ đáp ứng cho anh. Diệp Quân Lâm vẫn đang nóng lòng muốn di chuyển. Anh sốt ruột nói, thật ra cũng không cần cảm ơn, tối qua ông cụ đã nói cảm ơn rồi. Thẩm Tâm Di nói, không, tôi nhất định phải cảm ơn. Tôi không cần, Diệp Quân Lâm thực sự rất khó chịu. Tôi sẽ giới thiệu cho anh thân phận của ông nội và tôi. Nghe này, người mà anh cứu đêm qua là người giàu nhất Tô Châu, Thảm Mặc Sơn. Tôi là cháu gái của ông, Thẩm Tâm Di. Tôi hiện đang làm việc cho công ty dược phẩm dưới quyền điều hành của tập đoàn họ Thẩm. Giá trị thị trường là hơn 35 tỷ. Sau lời giới thiệu của Thẩm Tâm Di, Diệp Quân Lâm sững sờ. Người được cứu đêm qua là người giàu nhất Tô Châu và Hàng Châu. Thảo nào cô ta vênh váo quái. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì sững sờ. Thảm Tâm Di rất hài lòng với thái độ này. Bởi vì bất cứ ai biết thân phận của cô sẽ sợ hãi. Thẩm Tâm Di nói với Diệp Quân Lâm với thái độ chân thành. Bây giờ anh đã tin rằng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh chưa? Bất kể anh muốn gì hay muốn làm gì, tôi đều có thể đáp ứng được. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần. Cảm ơn. 3 tỷ rưỡi thì sao? Thẩm Tâm Di nói. Với một cái vây tay, người trợ lý bên cạnh lập tức lây trong cặp ra một tấm séc. Sau khi Thẩm Tâm Di ký vào nó, tấm séc có hiệu lực ngay lập tức. Chà, của anh đây. Thẩm Tâm Di hào phóng đưa cho Diệp Quân Lâm tấm séc. Khuôn mặt của Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lùng, anh nhìn Thẩm Tâm Di với vẻ mặt không vui. Điều này có xúc phạm anh không? Đây có thể là hình mẫu của người giàu nhất. Mấy năm nay anh chinh chiến Nam Bắc, lính đánh thuê hay tài sản của các tổ chức lớn trên thế giới nhiều không đếm xuể. Khi nói đến tiền, 3 tỷ rưỡi đơn giản với anh thật sự không là gì. Với 3 tỷ rưỡi cảm ơn bây giờ, đó là một sự sỉ nhục đối với anh. Cô ta có giàu hơn anh không? Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quân Lâm đã thay đổi, Thẩm Tâm Di và trợ lý nhìn nhau, cùng một ý nghĩ lóe lên trong hai người họ. Họ chắc chắn khi đã biết danh tính của mình, anh ấy sẽ đòi ra cao hơn. Một nhân viên nhỏ của một công ty chuyển nhà nhìn xuống số tiền và mắt như phát sáng. Nhưng đây cũng là điều bình thường. Bản chất con người là như vậy. 7 tỷ thì sao? Thẩm Tâm Di ngập ngừng hỏi. Gương mặt của Diệp Quân Lâm vẫn lạnh lùng. Ha ha, Thẩm Tâm Di sắp cười. Diệp Quân Lâm rõ ràng là không hài lòng với số tiền cô bỏ ra. Thẩm Tâm Di hít một hơi nói, 35 tỷ đồng thì sao? Còn có chuyện này nữa, ông nội sẽ mời anh đến nhà làm khách. Từ nay về sau, anh sẽ là quý nhân của nhà tôi, ở đây sẽ không ai dám không tôn trọng anh. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú với tiền. Tôi cũng không thiếu tiền.
Diệp Quân Lâm xoay người bước vào phòng. Thẩm Tâm Di và trợ lý nhìn nhau. Cô và trợ lý của mình cũng đi theo Diệp Quân Lâm vào nhà. Sau khi vào phòng, cô lấy ra một phong bì trên bàn cạnh cửa ra vào. Thẩm Tâm Di lấy phong bì và đưa cho Diệp Quân Lâm. Sau khi anh mở phong bì, có một xấp tiền bên trong, và người ta ước tính rằng có hàng nghìn đô la trong đó. Ngoài ra còn có một mảnh giấy trong đó. Diệp Quân Lâm nhét tiền lại vào túi và ném đi. Thẩm Tâm Di và trợ lý của cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh này. Tại sao Diệp Quân Lâm phải vất vả di chuyển suốt một ngày để lấy số tiền ít ỏi này? Anh ấy thực sự coi thường 3 tỷ rưỡi. Có phải sự tham lam của người này quá lớn? Thật không dễ dàng để thỏa mãn. Sự ưu ái của Thẩm Tâm Di dành cho Diệp Quân Lâm đột nhiên giảm xuống. Tối qua, cô cũng cảm thấy rằng Diệp Quân Lâm có kỹ năng y tế tuyệt vời và tư cách đạo đức tốt. Nhưng hôm nay, cô nhận ra anh ấy quá tệ. Rõ ràng là chạy loạn một ngày anh ấy cũng sẽ lấy 1.000 đô, nhưng anh ấy lại muốn 35 tỷ đồng. Được voi đòi tiên. Nhưng anh ấy đã cứu ông nội mình nên Thẩm Tâm Di cười nói, anh Lâm hãy đợi tôi về bàn bạc xong rồi tôi sẽ cho anh một lời cảm ơn chân thành khác. Diệp Quân Lâm thúc giục, đi đi, tôi không cần một xu, tôi không cần tiền. Thẩm Tâm Di và trợ lý rời đi. Họ biết rằng đây là âm mưu của Diệp Quân Lâm. Bề ngoài, anh ấy sẽ không đòi hỏi một xu. Trên thực tế, ẩn ý là số tiền lớn khác. Nếu không người giàu như bọn họ sẽ thực sự mất mặt. Quay lại bàn bạc với ông nội và những người khác đi. Thật sự không ngờ lại gặp phải người xấu như vậy. Thẩm Tâm Di vẻ mặt tức giận. Thực tế thì làm sao họ hiểu được Diệp Quân Lâm thực sự không thiếu tiền. Không nói đến 35 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ cũng không ở trong mắt anh ấy. Hai người phụ nữ này không thể giải thích được. Diệp Quân Lâm đã rất tức giận, tiếp tục đầu tư vào việc di chuyển. Biệt thự Tô Châu Hàng Châu là biệt thự sang trọng nhất và lớn nhất ở đây. Ngôi nhà của người giàu nhất nằm ở đây. Cân nhắc đến tình trạng của ông cụ, gia đình đã cố ý xây dựng một bệnh viện riêng trong biệt thự. Với 3 trực thăng y tế và 40 nhân viên y tế, chuyên tâm phục vụ gia đình. Thẩm Mặc Sơn đang được chăm sóc. Khi ông ta được đưa về đêm qua, ông ta thực sự ổn. Thậm chí cơ thể còn tốt hơn trước. Thẩm Mặc Sơn vẫn đang thảo luận về các kỹ thuật ma thuật của Diệp Quân Lâm với tiến sĩ Tiết Phương Huy. Lúc này, Thẩm Tâm Di đã đến. Thẩm Mặc Sơn lập tức lo lắng hỏi, cháu có tìm thấy anh ấy không? Cháu tìm được rồi, anh ấy là nhân viên của công ty vận chuyển. Ông không cần kiểm tra, đây là bức ảnh. Cô đưa bức ảnh cho ông ta. Thẩm Mặc Sơn và những người khác nhìn thấy trong ảnh Diệp Quân Lâm đang mặc trang phục của công ty vận chuyển và làm việc rất hăng say. Anh ấy có thể kiếm 1.500.000 mỗi ngày khi anh ấy di chuyển. Đó là một sự kết hợp tốt giữa những người bình thường. Thẩm Tâm Di nói. Thẩm Mặc Sơn lập tức hỏi, làm sao vậy? Cháu không cảm ơn anh ấy sao? Theo như ông đã nói hãy đưa anh ấy 3.500.000 mài. Cháu đã cảm ơn, nhưng cháu đã bị từ chối. Thảo Âm Tâm Di vẻ mặt chán nản. AI làm sao vậy? Dù là 3.500.000 cũng từ chối. Hành vi của đứa nhỏ này quá tốt. Thẩm Mặc Sơn càng thêm khâm phục. Ông nội không phải như vậy, là bởi vì anh ấy ham ăn lớn. Đừng nói là 3.500.000, sau khi anh ấy biết thân phận của ông liền muốn 35 tỷ. Mọi người hít một hơi. Anh ấy chỉ là một nhân viên công ty chuyển nhà bình thường. Thẩm Mặc Sơn cau mày, cậu ấy tự nói thế à? Thẩm Tâm Di mô tả đại khái cảnh tượng lúc đó. Thẩm Mặc Sơn sau khi nghe xong liền gật đầu, quả thật, cậu ấy rất muốn số tiền đó. Cháu phải làm sao đây? Ông ơi, cháu nghĩ việc đưa số tiền này cho loại người này là quá tệ phải không? Thẩm Tâm Di nói. Những người khác cũng tỏ ra bất bình. Ừ, số tiền đó mà còn không cảm thấy hài lòng. Anh ấy nhất định sẽ dựa vào việc cảm ơn mà càng ngày càng tệ. Thẩm Mặc Sơn cũng có vẻ kinh ngạc, tôi không thấy cậu ấy có biểu hiện như vậy vào đêm cùa. Thẩm Tâm Di phân tích, đây là thủ đoạn ham muốn và buông thả của anh ấy, nhằm tối đa hóa lợi ích. Đúng vậy, loại người này rất thông minh. Từ tư thế tối hôm qua, anh ấy hẳn là đã nhìn ra chúng ta không phải người thường, cho nên anh ấy mới cố ý rời đi. Bằng cách này, chúng ta sẽ tìm anh ấy và anh ấy có thể giành chiến thắng nhiều hơn nữa. Thẩm Mặc Sơn thở dài. Tôi dĩ nhiên có thể cho cậu ấy số tiền này, nhưng tôi không nghĩ người này xứng đáng. Ông ơi, để cháu kiểm tra lại chi tiết thân phận của anh ấy. Thẩm Tâm Di đang rất khó chịu. Mấy ngày nay, Lý Tử Nhiễm đang phát triển nhanh chóng, và cô dự định hoàn toàn rời khỏi nhà họ Lý và thành lập một công ty mới.
Tuy rằng tiến độ tương đối bí mật, nhưng họ Lý vẫn biết. Gia đình Lý Văn Uyên thực sự là những kẻ phản bội. Lý Văn Hải tức giận nói, Lý Thiên Hạo cũng tái mặt vì tức giận, Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt đồng thanh nói, ông nội, chúng cháu đã nói rằng Lý Tử Nhiễm không để ông vào mắt. Cháu có cổ phần trong công ty của cô ấy. Lý Thiên Hạo giống lên, ông ơi, vì Lý Tử Nhiễm có ý tưởng thành lập lại công ty, vậy cô ấy đã có biện pháp đối phó với chúng ta rồi. Trương Tùng mỉm cười Lý Văn Phi hỏi, chúng ta có thể làm gì, hiện giờ Lý Tử Nhiễm đã đầu tư vài trăm tỷ, nghe nói tập đoàn Vân Đình sẽ hợp tác sâu với cô ấy trong tương lai. Đó chính là vấn đề, chúng ta không thể ngăn chặn nó. Với số vốn hiện tại của cô ấy, việc từ bỏ chúng ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nội có cổ phiếu, nhưng nó sẽ không hoạt động. Lý Văn Hải nói. Lý Thiên Hạo lại thở dài một hơi, cũng không nhịn được nữa, Trương Tùng đột nhiên nói, ông ơi, cháu có cách. Lý Thiên Hạo hai mắt sáng lên hung tợn mấy người, anh có cách nói mô. Mọi người đều biết anh trai của tôi, phải không, lúc đó, tôi sẽ giới thiệu Lý Tử Nhiễm với anh ấy. Tôi biết. Trương Tùng cười đắc thắng, anh trai tôi sẽ đến Tô Châu và Hàng Châu vào ngày mai. Anh ấy có kỹ năng hack siêu hạng và có thể xâm nhập vào hầu hết mọi hệ thống của công ty, đó là suy nghĩ của tôi. Hãy để anh ấy xâm nhập tài khoản của Lý Tử Nhiễm và chuyển hết tiền. Sau đó, nó sẽ đến tay ông, và ông sẽ là cổ đông của công ty cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không ngờ được. Trương Tùng bật cười, mọi người nghĩ đi, chỉ cần tiền đều nằm trong tay ông nội, Lý Tử Nhiễm sẽ không dám làm gì. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên đều không dám can thiệp. Lý Thiên Hạo nghĩ một lúc và nói, cha, cách này ổn. Chỉ cần tôi nhận được tiền, tôi sẽ không đưa cho bọn họ, giống như tiền bồi thường, Lý Thiên Hạo đã cầm trong tay, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Nhà họ Lý đã lên kế hoạch nhưng Lý Tử Nhiễm và những người khác thì không biết điều đó. Lý Văn Uyên và vợ anh ta ăn mừng vì điều này mỗi ngày. Ngày hôm sau, Trương Chi đến Tô Châu và Hàng Châu. Lý Thiên Hạo đích thân tiếp anh ta, phục vụ đồ ăn và thức uống ngon lành. Sau đó, anh ta bắt đầu lên kế hoạch, tiếp theo, tôi cần một số thông tin về công ty. Trương chỉ nói, Lý Thiên Hạo đối với các cổ đông, thật dễ dàng để có được một số thông tin cốt lõi về công ty. Ngay cả một số tài khoản cốt lõi cũng có sẵn. Được rồi, giao cho anh. Anh trai Trương Tùng là Trương chỉ rời đi, đặc biệt tìm một nơi hẻo lánh để thực hiện kế hoạch của mình. Hóa ra không chỉ có một mình Trương chỉ mà còn có ba người khác. Họ là một đội. Trong một khu nhà xưởng bỏ hoang, họ bắt đầu kế hoạch của mình. Qua một đêm, họ xâm nhập vào hệ thống công ty và dễ dàng xâm nhập vào tài khoản của công ty. Ha ha, có hơn 2.000 tỷ đồng trong tài khoản của tập đoàn Quân Lâm. Trương Tùng và Trương Chỉ đều sửng sốt. Chắc hẳn là tiền đã để lâu, và Lý Tử Nhiễm không có thời gian để sử dụng nó. Trương Tùng cười nói. Được rồi, sau này nó đều là của chúng ta. Trương Chỉ đột nhiên nở nụ cười. Trong 5 giây, toàn bộ số tiền trong tài khoản của đã bị quét sạch. Hai anh em cười đắc thắng. Kế hoạch tiếp theo của họ thậm chí còn không nghĩ đến Lý Thiên Hạo và những người khác. Tiền trong tài khoản của tập đoàn Quân Lâm không được chuyển đến tài khoản của Lý Thiên Hạo ngay bây giờ. Thay vào đó, họ chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài của họ. Tiếp theo là nhà họ Lý. Trương chỉ ánh mắt lóe lên. Chà, nhanh lên. Hai tháng này không phải tôi đến Tô Châu để thu thập bí mật tài chính của nhà họ Lý sao? Trương Tùng cười đầy ẩn ý. Hóa ra Trương Tùng trở về để trộm tài sản của nhà họ Lý. Anh mất hai tháng để có được sự tin tưởng của Lý Thiên Hạo. Sau đó kiểm tra thông tin tài chính của gia đình họ và thu thập dữ liệu. Xét cho cùng, tin tặc không phải là toàn năng, và việc xâm nhập cần có điều kiện. Tốt nhất nên vào trong và tìm ra sơ hở nào đó hoặc điều gì đó. Tất cả những gì Trương Tùng đã làm là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vốn dĩ anh ta muốn đợi một thời gian nữa. Tuy nhiên, Lý Tử Nhiễm sắp rời khỏi nhà họ Lý, nếu trở thành một công ty độc lập, cơ hội sẽ hoàn toàn không còn. Vì vậy, anh ta đã chọn làm điều đó vào lúc này. Chạy sau khi họ rút tiền, sau đó dồn hết trách nhiệm cho nhà họ Lý, còn danh tính của các anh em họ ở nước ngoài là giả. Lý Mộng Nguyệt đã bị lừa. Có hơn 500 tỷ trong tài khoản của trụ sở tập đoàn họ Lý. Các chi nhánh khác cộng lại là 200 tỷ, và mỗi người trong số họ có tổng cộng 70 tỷ trong tài khoản cá nhân. Tổng cộng có hơn 800 tỷ đồng. Trương Chi Hà đội dễ dàng bị hack vào tài khoản của mọi người trong gia đình họ Lý. Bếp,
Khi Trương Chỉ bấm phím, trong tích tắc, toàn bộ số tiền trong tài khoản của tài tử họ Lý đã bị chuyển đi hết. Ha ha, hơn 800 tỷ. Anh em chúng ta dùng số tiền này và vĩnh viễn đi xa cũng đủ rồi. Trương Tùng và Trương Chi ôm chặt lấy nhau. Tiếp đó, Trương Chỉ lại lập sai tài khoản. Mục đích là để thuyết phục Lý Thiên Hạo rằng tiền trong tài khoản của tập đoàn Quân Lâm đã thực sự được chuyển vào tài khoản của anh ta. Ngoài ra, tất cả dấu vết về tiền trong tài khoản của nhà họ Lý đều bị loại bỏ, đồng thời lập một tài khoản giả mạo. Trước mắt, họ có tiền trong tài khoản, nhưng lại không có tiền. Khi họ phản ứng, hai anh em nhà họ đã rút lui. Và tất cả tiền được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Tài khoản ở nước ngoài này được mở dưới tên Lý Thiên Hạo. Thứ cuối cùng được tìm thấy là hồ sơ Lý Thiên Hạo chuyển tài khoản của tập đoàn Quân Lâm và tài khoản của chủ sở hữu họ Lý. Tất cả dồn vào Lý Thiên Hạo. Nhưng số tiền đã biến mất và ông ta sẽ không biết nó đã đi đâu. Hai anh em Trương Tùng đã dùng cách này để trộm hàng chục tỷ trong những năm này, ngụy tạo danh tính thành một gia đình giàu có. Họ Lý tan rồi, thật tiếc là tôi không trộm trước khi Lý Tử Nhiễm rời đi. Trương Chỉ vẫn còn hơi tiếc nuối. Vào lúc này, Lý Thiên Hạo và những người khác đang lo lắng chờ đợi. Lúc này, tin nhắn SMS từ tài khoản riêng của Lý Thiên Hạo được gửi đến. Hơn 630 triệu của tập đoàn đã kiếm được. Lý Thiên Hạo có tình kiểm tra tài khoản và thấy rằng tiền đã thực sự đến. Làm sao họ biết rằng tất cả những gì họ tìm được chỉ là một tài khoản giả, và số tiền đó nằm trong tay của Trương Tùng và Trương Chỉ. Nửa đêm, Trương Tùng và Trương Chỉ trở về. Trương Tùng cũng gọi. Tôi nghĩ để giải quyết rắc rối, ngày mai ông hãy đích thân nói với gia đình Lý Tử Nhiễm rằng ông đã chuyển tiền đi, vậy họ không thể làm gì chúng ta được. Đúng, nếu họ phát hiện tiền trong tài khoản biến mất, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu họ gọi cảnh sát. Được rồi, tôi sẽ đi vào ngày mai. Lý Thiên Hạo đồng ý. Anh em Trương Tùng cười với nhau. Họ thúc giục Lý Thiên Hạo thừa nhận rằng điều đó là anh ta làm. Không có gì liên quan đến họ ngày hôm sau. Lý Tử Nhiễm vừa đến công ty, có một tin xấu từ bộ phận tài chính, tất cả tiền trong tài khoản của công ty đã bị lầy đi. Cái gì? Lý Tử Nhiễm như bị sét đánh. Tiền của công ty đã bị lầy mất, công ty khổng lồ không còn tiền nữa. Lý Tử Nhiễm gần như ngất đi. Đừng lo lắng, các kỹ thuật viên của chúng ta đang kiểm tra nó. Họ nói rằng chúng đã được chuyển vào một tài khoản riêng, bộ phận tài chính cho biết. Lý Tử Nhiễm hơi khó hiểu. Làm sao có thể? Làm sao có thể chuyển được tiền trong tài khoản của công ty? Có hai tình huống. Thứ nhất, bên kia là hacker thông minh. Thứ hai, bên kia là nội gián của chúng ta. Họ biết bí mật của chúng ta, thậm chí còn biết mật khẩu. Lý Tử Nhiễm nói thẳng, gọi cảnh sát. Đúng lúc này, Lý Thiên Hạo đi cùng với một người nào đó, có chuyện gì mà báo cảnh sát? Lý Thiên Hạo cười. Ông có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiễm khó hiểu. Trên khóe miệng Lý Thiên Hạo hiện lên một nụ cười dịu dàng, Tử Nhiễm, cháu đã nhận được khoản đầu tư, có thể nó đã được sử dụng không đúng cách. Ông đã chuyển hết tiền vào tài khoản của ông rồi. Nghe đến đây, Lý Tử Nhiễm không thể nào tin nổi. Nhìn ông nội, cháu làm thế nào đây ông nội? Số tiền này không liên quan gì đến ông. Đây là do tập đoàn Vân Đình đầu tư. Điều cháu nói là siêu ý của cháu là số tiền này có không liên quan gì đến ông. Ông đang hỏi cháu. Công ty không phải là công ty của ông sao? Ông nội của cháu không phải là cổ đông sao? Dù gì thì nó cũng thuộc về nhà họ Lý, ý của cháu là. Không nhận ông nội của cháu, cháu sẽ phản bội tổ tiên của mình. Không, ông nội, cháu không cố ý, cháu vẫn luôn là người nhà họ Lý. Lý Tử Nhiễm dùng mình. Lý Thiên Hạo rất tức giận, ông nói thật, ông đã lấy hết tiền. Nếu cháu là người nhà họ Lý, thì hãy phát triển cùng ông. Nếu không phải người họ Lý, cháu có thể báo cảnh sát và tùy ý kiện. Một đám người vội vàng rời đi nơi này. Lý Tử Nhiễm yếu ớt ngồi trên mặt đất. Làm sao có người thân như vậy? Làm thế nào có thể có một người ông như vậy? Hống hách quá phải không? Công ty không thể thực hiện bất kỳ dự án nào mà không có một xu nào. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể về nhà. Ngoài ra, đích thân Lý Thiên Hạo đã thông báo cho Lý Văn Uyên rằng ông ta đã lấy tiền. Vì vậy nếu anh ta gọi cảnh sát thì hãy đến đó. Rõ ràng là Lý Thiên Hạo tham tiền, nhưng ông ta cực kỳ độc đoán, cứ như Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đã làm điều sai trái. Lý Tử Nhiễm ôm mẹ khóc. Tại sao hai mẹ con chúng ta lại cay đắng như vậy? Cả hai đều lấy chồng là một thứ rác rưởi. Triệu Nhã Lan khóc ròng ròng.
Lý Văn Uyên cãi lại, cô đừng so sánh tôi với Diệp Lâm. Tôi không phải đồ rác rưởi. Triệu Nhã Lan tức giận nói và đẩy anh ta. Lý Văn Uyên đập chiếc cốc xuống đất, cô cho rằng tôi không nghĩ sao. Nhưng cô cũng biết tính tình của ông ta, tiền ông ta đã lấy đi thì không đòi lại được. Lý Văn Uyên giống lên. Vậy thì anh gọi cảnh sát đi. Có luật pháp, chúng tôi có tất cả bằng chứng. Triệu Nhã Lan ăn miếng trả miếng. Đó là bố tôi, làm sao tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt bế tôi? Đây không phải là chọc vào xương sống của tôi sao? Lý Văn Uyên tức giận nói. Vậy thì tôi phải làm gì? Hay là cần quên nó đi? Hãy tìm ra một cách. Cả hai tỏ ra bất lực. Tôi đang tìm Diệp Quân Lâm. Đây là hy vọng duy nhất của Lý Tử Nhiễm. Mặt khác, nhà họ Lý ăn mừng lên xuống. Luôn coi gia đình Lý Văn Uyên như cái gai trong mắt, khi ngã xuống thì ai cũng sảng khoái. Lý Mộng Nguyệt hỏi, ông ơi, lần này chồng cháu và em trai đã làm được nhiều nhất. Lý Thiên Hạo mỉm cười, đừng lo lắng, tôi có nhiều phần thưởng. Trương Tùng nói, ông nội đừng lo lắng, chờ đã. Để chuyện này ổn định, hãy để tiền yên ở đấy, đừng di chuyển lúc này. Trương Tùng nói nhanh, sợ rằng Lý Thiên Hạo sẽ thấy rằng ông ta không có tiền khi ông ta rút tiền. Được rồi, khi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ kiểm tiền lại. Lý Thiên Hạo đồng ý. Ông nội, tiếp theo cháu sẽ cùng Trương chỉ đi gặp bạn bè của cậu ấy ở Kim Lăng, hai ngày nữa sẽ trở lại. Mộng Nguyệt, em hãy ở bên cạnh ông nội góp ý. Được rồi, anh đừng lo. Nếu anh đi vắng, em sẽ ở đó. Lý Mộng Nguyệt mỉm cười. Trương Tùng và Trương chỉ bỏ chạy thật nhanh, không biết đang ở đâu. Người nhà họ Lý vẫn hạnh phúc. Ông ta nghĩ rằng ông ta đã nhận được 8.000 tỷ đồng. Lý Thiên Hạo cười nói, trong tương lai, nhà họ Lý sẽ có tài sản gần 10.000 tỷ. Chúng ta cần phải phát huy mạnh mẽ. Khi Diệp Quân Lâm biết tin, phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận. Thay vào đó, anh ấy nhận thấy điều gì đó bất thường. Không thể, cho dù ông ta là cổ đông, ông ta cũng không thể chuyển tất cả các tài khoản của công ty, đúng không? Việc này phải cần sự chấp thuận của tài chính và sự đồng ý của em. Sau lời nhắc nhở của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm lập tức hiểu ra, đúng. Không có vấn đề gì, ông nội không thể trực tiếp chuyển tiền. Mật khẩu và mọi thứ đều nằm trong tay tôi. Diệp Quân Lâm cười, từ góc độ này, chỉ có một khả năng. Họ đã xâm nhập vào tài khoản của công ty và lấy tiền và họ đã chuyển đi. Ý anh là ông nội đã dùng tin tặc để chuyển tiền ra ngoài. Lý Tử Nhiễm hỏi. Đúng vậy, trên thực tế, ông của em biết mọi thứ về tập đoàn Quân Lâm, và những hacker bình thường có thể xâm nhập vào tài khoản của công ty. Diệp Quân Lâm gật đầu. Không có khả năng sao? Nếu ông nội dùng hacker chuyển tiền đi, tại sao lại đến bảo tôi là ông ta đã tự chuyển tiền đi? Đây không phải là không đúng sự thật sao? Lý Tử Nhiễm thắc mắc. Diệp Quân Lâm sờ cằm và nói với vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, đó là nơi nghi ngờ nằm ở đó. Tại sao ông ta lại muốn nói với em? Như vậy đi, em về trước đi, tôi sẽ tìm băng hữu cha một chút sẽ biết. Diệp Quân Lâm đến nơi ở của họ và tìm thấy Chu Tước. Sau đó anh để Chu Tước điều tra chuyện này. Chu Tước trực tiếp sử dụng công nghệ của riêng mình để bắt đầu cuộc điều tra mà không có bất kỳ đặc quyền nào. Chu Tước sẽ sớm có kết quả. Đó là tài khoản của Lý Thiên Hạo hay các thành viên họ Lý khác. Chu Tước nói. Không, đó là một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng mặc dù tài khoản ở nước ngoài này được tạo ra với tên Lý Thiên Hạo, nhưng giờ đây nó là một tài khoản mờ ám. Không có hồ sơ, tôi rất khó để lần ra nó. Phải mất một khoảng thời gian nhất định. Hả, tôi tìm được rồi. Tổng cộng tất cả tiền trong tài khoản của tập đoàn công ty và tài khoản riêng của 17 thành viên nhà họ Lý cũng được chuyển đến tài khoản ở nước ngoài này. Chỉ mất chưa đầy một phút trước và sau khi tiền được chuyển từ tài khoản của công ty, tôi hiểu rồi. Khám phá tuyệt vời. Cái gì, tất cả tiền của nhà họ Lý đã được chuyển đi, Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng, đúng vậy, Chu Tước lại nói, bên kia cũng tạo tài khoản giả và hồ sơ chuyển tiền giả. Điều đó cho thấy tiền trong tài khoản của tập đoàn Quân Lâm đã được chuyển đến Lý Thiên Hạo. Nếu họ kiểm tra tài khoản bây giờ, họ vẫn có tiền. Nhưng thực chất đó là tài khoản giả và không có tiền. Nghe xong, Diệp Quân Lâm đã bị sốc và nói, người này đã lừa nhà họ Lý. Đó là sự thật, gia đình họ Lý cho rằng tiền của công ty đã được chuyển đi. Thực tế, ngay cả phần này và toàn bộ số tiền của gia đình họ Lý cũng bị hacker lấy mất.
gia đình họ vẫn không biết gì trong bóng tối, Chu Tước nói. Chu Tước, cậu theo dõi tài khoản này, nhớ tìm xem tiền đã đi đâu. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Anh đừng lo lắng, đối phương tuy rằng thông minh nhưng cuối cùng cũng gặp được tôi. Chu Tước hứa hẹn. Vào lúc này, một người nào đó từ tập đoàn Quân Lâm đã báo cáo vụ việc. Bởi vì có hồ sơ tin tức và manh mối về việc Lý Thiên Hạo chuyển công quỹ riêng. Ngay sau đó cảnh sát đã đến công ty. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đều được gọi tên. Tất cả đều kinh hãi. Ai đã gọi cảnh sát? Ai đã gọi cảnh sát? Lý Văn Uyên hỏi. Chính vì biết Lý Thiên Hạo đã trở mặt, cho nên hai người nếu có chết cũng không gọi cảnh sát. Trừ khi có ai đó đã không nhận ra ông ta. Bọn họ cũng cố ý giải thích cho công ty biết chuyện này, dù sao cũng đừng gọi cảnh sát. Nhưng bây giờ ai đó đã gọi cảnh sát? Không phải chúng tôi, không ai trong chúng tôi gọi cảnh sát. Các nhân viên lắc đầu, nhưng họ không gọi cảnh sát. Trương Tùng và những người khác đã được báo động. Họ đặt mọi cáo buộc lên Lý Thiên Hạo để ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Hai anh em đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Lúc này họ thậm chí còn rút cả tài khoản giả. Cảnh sát lạnh lùng nói, chúng tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh báo cáo rằng Lý Thiên Hạo đã chuyển hơn 8.000 tỷ tiền công quỹ. Hiện tại chứng cứ đã chắc chắn, nghe nói cô đã nghe Lý Thiên Hạo đích thân thừa nhận tiền đã được chuyển ngay tại chỗ. Cảnh sát hỏi. Các nhân viên chỉ có thể gật đầu vâng dạ. Được rồi, bây giờ bằng chứng cá nhân và vật chất đã hoàn tất. Chúng ta hãy đến gặp Lý Thiên Hạo. Cũng mang theo Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm và những người khác. Trong biệt thự của nhà họ Lý, mọi người đều cười, đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên. Một số nhân viên cảnh sát lao vào từ bên ngoài và nhanh chóng khống chế Lý Thiên Hạo. Cảnh sát bước tới và đưa ra lệnh bắt giữ, Lý Thiên Hạo, ông bị bắt vì tình nghi chuyển công quỹ, xâm nhập mạng bất hợp pháp, trộm cắp mạng. Lý Thiên Hạo và tất cả người nhà họ Lý đều chết lặng. Họ nhìn Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm một cách đáng kinh ngạc. Trong tiềm thức nghĩ rằng đó là cảnh sát mà họ đã gọi. Vừa rồi mọi người còn đang bàn luận. Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm một chút cũng không dám gọi cảnh sát. Cô phản bội tổ tiên của cô, đồ đê tiện. Lý Văn Uyên đột nhiên nôn ra máu. Hai đứa ngu chết não, mày làm thế này với bố và ông chúng mày. Mày không xứng là người nhà họ Lý, tổ tiên đều xấu hổ vì mày. Bây giờ họ Lý đến, điên cuồng và lao về phía trước. Nuốt chừng cả bố cô và cô không. Không phải chúng tôi đã gọi cảnh sát, không phải chúng tôi. Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đều kêu lên thảm thiết. Lý Thiên Hạo càng nhìn chằm chằm vào hai người chỉ muốn ép tôi vào chỗ chết đúng không? Được rồi, bây giờ tôi đang ngồi trong tù, các người có hài lòng không? Ông, không phải, chúng cháu không có ý. Lý Tử Nhiễm khóc thầm. Đến đây, muốn kiểm tra tài khoản riêng của Lý Thiên Hạo xem có tiền không? Đội trưởng Lữ Thiên Minh ra lệnh, ngay sau đó bộ phận kỹ thuật gửi đến một tin nhắn. Lý Thiên Hạo không có tiền trong tài khoản, không có tiền. Lý Thiên Hạo kinh ngạc, làm sao không có tiền? Những người nhà họ Lý khác cũng rất kinh ngạc. Cái gì, không có tiền, không có biên bản chuyển khoản sao? Lục Thiên Minh sững sờ. Lãnh đạo phân đội vừa kiểm tra, tiền đã chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Bộ phận kỹ thuật cho biết. Cái gì, Lý Thiên Hạo, ông thực sự đã chuyển tiền đến một tài khoản ở nước ngoài. Tốc độ của ông rất nhanh. Lý Thiên Hạo sửng sốt, tôi không có. Tôi có tài khoản ở nước ngoài đâu. Đột nhiên ông ta nhận ra điều gì đó và kêu lên, không phải, là anh em Trương Tùng và Trương Chỉ chuyển đi. Mọi người nhanh chóng kiểm tra tài khoản của mình và tài khoản công ty. Lý Thiên Hạo nhắc nhở. Cả gia đình họ Lý bắt đầu kiểm tra tài khoản của họ. Một cuộc điều tra cho thấy tiền của mọi người đã được chuyển đi. Không có xu nào trong tài khoản của mọi người. Trong tài khoản công ty cũng không có xu nào. Là Trương Tùng và Trương Chi, Lý Văn Hải và Lý Văn Phi lần lượt đáp lại. Lý Tùng Khuê thậm chí còn nói, tôi biết tại sao họ lại bỏ đi, họ đã bỏ chạy. Họ yêu cầu ông nội thú nhận việc chuyển tiền để giải quyết các cáo buộc chống lại ông nội. Sau khi Lý Mộng Nguyệt biết sự thật, cô ta đột ngột bất tỉnh. Lý Thiên Hạo vỗ trán nói, tôi hiểu rồi, Trương Tùng trở về trong hai tháng này chỉ là để lấy lòng tin của tôi mà thôi. Tôi còn ngây thơ cho rằng tương lai của nhà họ Lý có thể đặt ở trên người anh ta, cho nên mọi chuyện của nhà họ Lý đều chẳng ra sao. Đối với anh ta, với kỹ năng hách của anh trai mình, lấy tiền đi dễ như ăn một miếng bánh, không ngờ tên nhóc này lại gài bẫy tôi.
Lý Thiên Hạo gần như ngất xỉu. Trương Tùng chết tiệt. Lý Văn Phi tức giận. Lúc này, bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra tất cả tài khoản của gia đình họ Lý. Có thông tin xác nhận rằng tổng số tiền của gia đình Lý cũng đã được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Lục Thiên Minh hỏi, anh có thể lấy lại được tiền không? Gần như không thể, bây giờ tài khoản ở nước ngoài đã bị hủy. Số tiền còn thiếu. Sau khi nghe bộ phận kỹ thuật giải thích, nhà họ Lý từng người một ngã xuống đất. Mọi người đều xấu hổ, Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm cũng vậy, không thể thu hồi tiền trực tiếp. Lý Tùng Khuê nhanh chóng báo cảnh sát mọi chuyện. Lục Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, anh đột nhiên nhắc đến cùng Trương Tùng. Trương, chúng tôi có tin anh không? Chúng tôi muốn có bằng chứng. Bây giờ tiền từ công ty là do Lý Thiên Hạo chuyển đến, và những thứ này đều được ghi lại. Tiền của người khác cũng đã được chuyển bởi Lý Thiên Hạo. Bởi vì kỹ thuật viên của chúng tôi phát hiện ra rằng tài khoản ở nước ngoài được thực hiện dưới danh tính của Lý Thiên Hạo, chúng tôi có tất cả bằng chứng. Lý Thiên Hạo, ông còn gì để nói? Lục Thiên Minh lạnh lùng. Đồng chí, anh có nghĩ về điều đó không? Sao ông nội của tôi, tại sao ông ta lại nói với Lý Tử Nhiễm về chuyện đã lấy tiền? Lý Tùng Khuê hỏi. Lục Thiên Minh chế nhạo, bởi vì Lý Thiên Hạo muốn dựa vào cô Lý Tử Nhiễm và những người khác có tình cảm gia đình. Kết luận là không dám gọi cảnh sát, bọn họ mới làm như vậy. Cái này, vì đó là suy nghĩ của nhà họ Lý, hơn nữa, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kiểm tra. Không có ai tên Trương Chi đến Tô Châu và Hàng Châu. Đường sắt cao tốc máy bay không có tin tức về anh ta. Anh ta nói dối sao? Nghe vậy, mọi người hiểu chuyện này đã sớm an bài. Có bằng chứng về sự vắng mặt của Trương Chi. Hai anh em họ thật là quỷ quyệt. Đưa ông ta đi trước. Lục Thiên Minh ra lệnh. Lý Thiên Hạo đã định thừa nhận số phận của mình. Đúng lúc này, Lục Thiên Minh nhận được một cuộc gọi. Được, tôi sẽ lập tức rút lui. Lục Thiên Minh thật sự mang theo người đi rút lui. Việc kinh doanh của ông sẽ bị đình trệ, tôi sẽ kiểm tra nó. Điều này khiến nhà họ Lý rất khó hiểu. Sau khi tạm thời an toàn, Lý Thiên Hạo nói ngay, gọi cho tên khốn kiếp này. Hỏi anh ta xem đã có chuyện gì. Lý Mộng Nguyệt bấm điện thoại của Trương Tùng, và nó đã được kết nối. Trương Tùng, anh làm cái gì thế? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lý Mộng Nguyệt đã mắng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ông ta bị bắt sao? Ông ta đáng bị như vậy. Trương Tùng nói. Trương Tùng, anh đang ở đâu? Mau lấy lại tiền đi. Lý Mộng Nguyệt sắp nổ tung. Trương Tùng ở đầu bên kia điện thoại tỏ vẻ kinh ngạc. Tiền gì vậy? Sao tôi không hiểu? Lý Mộng Nguyệt tức giận đến phát khóc. Trương Tùng, đừng giả vờ như vậy. Công ty Lý Tử Nhiễm và tất cả tiền từ nhà họ Lý của chúng tôi. Anh đã chuyển nó đi. Cô đổ lỗi cho tôi sao? Không phải ông cô đã chuyển tiền từ công ty của Lý Tử Nhiễm sao? Biên bản chuyển nhượng cũng có, và ông ta đã đích thân thừa nhận. Nó có liên quan gì đến tôi? Tiền hết sạch rồi, cô đi tìm đi. Trương Tùng chế nhạo. Anh, Lý Mộng Nguyệt gần như tức giận đập vỡ điện thoại. Được rồi, anh đang ở đâu? Khi nào thì về? Lý Mộng Nguyệt ổn định tâm trạng và nói chuyện với Trương Tùng một cách bình tĩnh nhất có thể. Mọi chuyện sẽ dễ dàng chừng nào Trương Tùng quay lại. Tôi đã ở nước ngoài rồi. Một lát nữa tôi sẽ về. Trương Tùng ồn ào. Tin tức này thật thảm hại cho cả nhà họ Lý. Một lần nữa anh ta đã trốn ra nước ngoài. Thật khó để bắt anh ta trở lại. Tai họa nhà họ Lý chỉ có một mình ông ta gánh chịu. Nếu hết tiền, Lý Thiên Hạo vẫn sẽ phải ngồi tù. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Hạo nháy mắt mạnh mẽ, muốn Lý Mộng Nguyệt lừa Trương Tùng trở lại. Lý Mộng Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển. Trương Tùng. Hai ngày nay em cảm thấy ốm yếu, thường xuyên buồn nôn và nôn mửa, anh biết không? Hãy trở về cùng em đến bệnh viện xem xét, chắc là em đang mang thai. Lý Văn Hải và những người khác lần lượt ủng hộ Trương Tùng. Lý Mộng Nguyệt nên nói là đang mang thai, mọi người đều biết điều này. Còn Trương Tùng thì sao? Anh ta chắc chắn sẽ xem xét kỹ lưỡng về máu thịt của mình. Lý Văn Phi cắt ngang nói, Mộng Nguyệt chắc đang mang thêu đến đưa cô ta đi kiểm tra toàn diện đi. Dù sao anh cũng là bó, nên chúng tôi không dám can thiệp vào. Ha ha, Lý Văn Phi cút đi. Tôi không biết con gái ông như thế nào sao. Con gái ông là đồ đê tiện. Không biết đàn ông đã ngủ với cô ta bao nhiêu lần rồi, giờ cô ta có bầu rồi, lại muốn tìm tôi rồi đổ lên trên đầu của tôi. Điều mà mọi người không ngờ là Trương Tùng đột nhiên mắng chửi. Sau khi Lý Mộng Nguyệt nghe xong, cô lập tức tức giận,
Trương Tùng, anh là đồ khốn kiếp sao? Anh thật sự nói ra cái câu ngu xuẩn này, anh còn không biết chính anh mới là chó. Muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Cút, nhà cô là thứ khốn kiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.